Không, đối phương chân thực hơi quá đáng, hiện tại chỉ cho hai chúng ta tuyển trạch. Đệ nhất, 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương. Đệ nhị, 10 vạn, thu mua các người thành Trúc thuốc thiện phần trăm 70 công ty cổ phần, hai chọn một. Quả thực chính là minh cướp. Nghe được Trần Phi Thanh âm, Triệu Nhạc ngay tức khắc nhịn không được ủy khuất nói. Buồn cười. Nghe vậy Trần Phi lạnh lẽo, nhịn không được quát lớn ra, khiến ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng Phong cùng với Dương Mầu Linh nhịn không được cả người run lên, bỗng nhiên biến sắc. Cái này xòe ra tình huống, Phi ca thế nào đột nhiên nói biến sắc mặt tự biến sắc mặt. Các ngươi hiện tại ở đâu, ta ngay tức khắc đi qua. Yên tâm, đêm nay có ta ở đây. Đáng tin đối phương muốn ăn bao nhiêu, ta để hắn gấp bội nhổ ra bao nhiêu. Nói được thì làm được, bất quá ngay sau đó Trần Phi đã đứng lên nói. Thực sự, chúng ta bây giờ ở tầng thứ 6 XXX các. Bất quá Trần Phi ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối phương địa vị hình như thật rất lớn, là chúng ta thì tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, ngươi thật có biện pháp. Bên đầu điện thoại kia Triệu Nhạc nghe vậy đầu tiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng theo sát mà còn là cấp tốc tỉnh táo lại. Có chút lo lắng nói. Bởi vì cái loại này thân phận chân thực quá mẫn cảm, quá cường đại, làm bọn hắn không sanh được bất kỳ kháng cự nào tâm. Thị tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không khỏi mâu chỉ hướng về chính vẻ mặt nghi hoặc, kính úy Dương Mầu Linh nhìn lại. Hắn nhớ kỹ, hắn lão tử không phải là Bắc Sơn thị tổ chức bộ bộ trưởng. Lẽ nào? Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta hiện tại cứ tới đây. Các ngươi ở bên kia hơi chút chờ ta một chút. Trần Phi theo cúp điện thoại. Phi ca, có đúng hay không phát sinh chuyện gì? Có cái gì, không cần bọn ta giúp một tay. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Phong nhất thời nhìn chuẩn nhan sắc không chút do dự mở miệng nói. Phi ca gặp gỡ phiền toái, bọn họ khẳng định phải giúp a, không hề nghi ngờ. Là có chút việc mà. Như vậy đi, Phong Thiếu, Mầu Linh, hai người các ngươi đi với ta một chút. Trần Phi nghe vậy vốn muốn cự tuyệt, chợt vang lên trước trong điện thoại nói, nhất thời nói. Ta, tốt, ta đã biết, Phi ca. Dương Mầu Linh nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức lôi kéo y phục liền đi theo Trần Phi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phòng khách chủ tịch vị trên bàn những người đó rất hiển nhiên gặp được Trần Phi bên này động tác, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nhất thời nhịn không được đứng lên nói Trần Tiên sinh hắn, lẽ nào ra chuyện gì? Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn khẳng định được lập mã chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị chờ đối phương điện thoại. Lão Hoàng ngồi trước, nếu Trần Tiên Sinh không bảo chúng ta, vậy khẳng định tạm thời còn không cần bọn ta đứng ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần vị kia điện thoại tới, chúng ta tự cùng đi cũng được. Ngược lại thì Trác Quần Trác bí thư phất tay nói. Rất hiển nhiên Trác Hoàng Đào, hắn đúng Trần Phi kính nể muốn giảm rất nhiều. Vì vậy tự nhiên sẽ không nghiêm trọng đến ảnh hưởng phán đoán mức. Phải biết rằng bây giờ đối với phương cũng không có gọi bọn hắn, vậy chứng minh đối phương cho rằng tạm thời còn không có cần thiết này, đã như vậy, tự nhiên cũng không cần mù quan tâm. Dù sao nếu thật có việc mà, kiên trì chờ điện thoại mới có thể, không cần thiết như vậy cả kinh. Đúng đúng đúng, là ta thất thố. Hoàng Đào nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Trần Phi ba người đã đi ra phòng khách. Chỉ thấy kỳ thần sắc hơi do dự một chút, đột nhiên hỏi Mầu Linh, chớ để ý ta hỏi cái chuyện này. Nhà các ngươi trừ ngươi ra, có đúng hay không còn có những người khác? Ca ca đệ đệ các loại. Phi ca, ngươi lời này có ý tứ. Dương Mầu Linh nghe vậy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vừa đi ra khỏi phòng đối phương cư nhiên hỏi như vậy hắn. Thấy tình cảnh này Hoàng Đào cấp tốc phản ứng kịp, lôi một chút bạn gái mình, sau đó nhỏ giọng nói Phi ca. Mầu Linh nhà bọn họ ngoại trừ Mầu Linh ở ngoài, còn có một cái đệ đệ. Ngươi hỏi cái này là, hắn cũng không làm cho hiểu Trần Phi vì sao đột nhiên sẽ hỏi như vậy, bất quá, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút không ổn. Hắn không ngốc, tương phản rất thông minh, ở gặp đến lúc này Trần Phi do dự đặt câu hỏi, lại liên tưởng đến trước hắn nhận cú điện thoại kia, vân vân chờ đã, lẽ nào. Sắc mặt hắn chợt biến. Ta có hai cái hảo bằng hữu trong là cho thuốc thiện tiệm. Quang mặt tiền của cửa hàng chỉ đáng giá 500 vạn, chớ nói chi là chân quý thuốc thiện bài thuốc. Nhưng bây giờ, đã có người đỏ mắt bọn họ, dựa vào thân phận bối cảnh bức bách bọn họ ép mua ép bán. Trần Phi nói rằng cái này hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói bọn hắn bây giờ cho bằng hữu ta hai con đường. 1. 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương. 2. 10 vạn,
thu mua bọn họ thuốc thiện tiệm phần trăm 70 công ty cổ phần, 2 chọn 1. Cái gì, thực sự là buồn cười. Chúng ta Bắc Sơn thì còn có loại độc chất này lựu, là ai, Phi Ca là ai lá gan lớn như vậy? Hoàng Phong nghe vậy dưới ý bảo tức giận. Thế mà Dương Mầu Linh nghe vậy lại mạnh ngây ngẩn cả người, miệng Dương thật to, tùm ngọc thủ trong nháy mắt có chút run rẩy lên. Hắn theo nhìn không được rung giọng nói bay, Phi Ca, chẳng lẽ là Viễn Trình? Viễn Trình, Dương Viễn Trình, chính là hắn Dương Mầu Linh đệ đệ cùng cha khác mẹ. Trên thực tế, hắn từ nhỏ đến lớn đều biết mình đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp, một thân quần là áo lượt bầu không khí rất nặng, nói khó nghe giờ chính là người cặn bã. Có thể bởi vì nàng mẫu thân quá sớm mất, phụ thân lại là hai cưới, khiến hắn ở trong nhà địa vị cũng không cao, thậm chí có một ít biên giới. Cho nên đối với hắn cùng cha khác mẹ có liên hệ máu mủ đệ đệ, hắn có muốn khuyên qua, nhưng là vô dụng công, bất lực. Thế mà hắn nhưng cũng không nghĩ tới, đệ đệ mình cư nhiên có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này, dựa vào thân phận bối cảnh bức bách người khác ép mua ép bán, thậm chí thẳng thắn đều đã coi như là minh đoạt. Quả thực quá phận. Hơn nữa cái này còn chưa phải là nghiêm trọng nhất là đệ đệ hắn cư nhiên nghĩ cách, đánh tới Phi Ca thứ đại nhân vật này bằng hữu trên người. Phải biết rằng, đây chính là liên đường đường hoàng thị trưởng, Trác bí thư đều một mực cung kính người, nếu là thật khiến Kỳ tức giận, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có thể là ngập đầu tai ương. Bằng hữu ta nói là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử. Quên đi, trước đi qua nhìn một chút đi. Trần Phi thấy thế nhàn nhạt mở miệng nói, đi vào thang máy. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì hoàng đào tầng này quan hệ, hắn không có khả năng sớm giảng lời nói này nói ra. Vì vậy hiện tại tự nhìn đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, sẽ làm ra loại nào tuyển trạch. Dù thế nào hắn cũng đã hết lòng hết, không thẹn với lương tâm. Này, ta nói các ngươi cân nhắc thật là không có. Một, hoặc là hai, nói cho các ngươi biết bản đại thiếu hiện tại không kiên nhẫn. Ngay Trần Phi bên này đã chạy tới lúc, bên kia thần sắc kiêu căng thanh niên nhân lại đột ngột ra khỏi phòng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trương Long không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy tự đổi ý, nhất thời nhìn không được không bần đạo không phải nói cho chúng ta nửa giờ cân nhắc sao. Lúc này mới bao lâu? Ngươi cho ta ngốc, ngồi ở đây chờ ngươi tìm người tới tìm ta phiền phức, ta không có thể như vậy Dương Thiếu, không lớn như vậy lo lắng. Vì vậy hiện tại, cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, nếu là không thể đồng ý, không có ý tứ, lần sau chính các ngươi tự mình cùng Dương Thiếu đàm, thứ cho bản đại thiếu không hầu hạ. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân lạnh lùng nói. Ngươi, không cần chờ một phút đồng hồ, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không thể đồng ý, cũng không có đàm, đã hiểu. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Trần Phi đi ra thang máy. Câm miệng, ngươi là ai, coi là vật gì vậy? Dám ở bản đại thiếu trước mặt như vậy nói ẩu nói tả, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay nếu không thể đồng ý, về sau cũng đừng nghĩ nói chuyện. Đuổi ngày mai ta để Dương Thiếu cho các ngươi nhà phá thuốc thiện tiệm đóng cửa. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy thần sắc biến đổi, lại phát hiện người cũng không phải biết, cũng rất xa lạ, hơn phân nửa không lai lịch gì. Chợt bước đi đến Trần Phi trước mặt lấy tay đâm hắn ngực thản, thôn vân thổ vụ miệt thị nói. Để xuống, làm càn, cậu thả cường ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết. Trong nháy mắt tựu từ Trần Phi phía sau truyền đến một tiếng cực kỳ nghiêm nghị gầm lên. Chính là Hoàng Phong Phong đại thiếu thần tình kích động nói. Nói đùa, hắn đương nhiên nhận thức cầu thả cường, chính là một cái khu cục vệ sinh cục trưởng con, trong mắt hắn thí đều không phải là, lại không nghĩ rằng lúc này đối phương cư nhiên dám cản rỡ như vậy kiêu ngạo, dám dùng ngón tay đâm Phi Ca trong ngực, còn thể hiện cái loại này thôn vân thổ vũ trang bức dạng, quả thực muốn chết. Phong, Phong, Phong thiếu. Mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy, không khỏi cả người mãnh liệt run lên. Lúc này mới mơ quang bất khả tư nghị run rẩy hướng Trần Phi phía sau nhìn lại. Ngay sau đó hắn như là ngay tức khắc choáng váng, chợt cũng hút lương khí, vẻ mặt kinh khủng, run rẩy, trong miệng ngậm yên đã qua trên mặt đất rơi. Ta, ông trời của ta, Phong, Phong thiếu, còn có Mầu Linh tỷ. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, thanh âm lạnh lùng lại vang lên lần nữa, làm hắn bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Ta con mẹ nó vừa rồi làm cái gì? Phải biết rằng đây chính là vốn là tân nhậm thị trưởng công tử, Phong thiếu, cộng thêm thị tổ chức bộ Dương bộ trưởng trưởng nữ, Dương thiếu tỷ tỷ.
Có thể, nhưng bây giờ lấy hai vị này thân phận cư nhiên sẽ đứng ở đối phương phía sau. Chẳng lẽ người này bối cảnh so với bọn hắn còn khủng bố phải không? Ta vãi, chỉ là trong đầu hắn tư duy trong nháy mắt chuyển hoán, liền khiến Kỳ ngay tức khắc hai cái đùi đều bị một chút sợ mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, môi trở nên trắng, thẳng run run. Loại này có thể tới đầu cực kinh khủng tên, hắn lại dám dùng ngón tay đâm đối phương trong ngực, cái này hắn ma không phải là muốn chết sao? Tự sau đó một khắc, Trần Phi đột nhiên khom lưng đem trên đất tàn thuốc nhặt lên, sau đó trực tiếp bắt lại đối phương gương mặt, quai hàm, những cái miệng của hắn không cách nào hợp lại, trực tiếp đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc cứng rắn lấp đi vào. A! À, chỉ nghe được hét thảm một tiếng, Triệu Nhạc, Trương Long hai người trực tiếp mọi người xem choáng váng, không nghĩ tới Trần Phi lại dám lớn mật như thế, quả thực không chút khách khí, đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc liền hướng đối phương trong miệng đưa. Phải biết rằng, tốt xấu đối phương cũng là vốn là Hải Giang chính là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, tại bọn hắn loại này thăng đấu tiểu dân trong mắt đã rất kinh khủng, được không? Yên tâm, không có việc gì. Mà ở nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt ngốc lăng cùng lo lắng, Trần Phi chỉ là không có vấn đề cười cười, lại đem mâu quang đúng hướng đối phương, vẻ mặt nghiền ngẫm, híp mắt cười lạnh nói thế nào, ăn ngon không? Có muốn hay không trở lại một cây? Ăn ngon, ăn ngon, từ bỏ, ô, đau. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân sợ đến chân đều mềm nhũn, sợ hãi nói. Không kính nhi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể rất khả năng. Được rồi, nói chính sự mà đi, hắn, ngươi nhận thức không? Trần Phi cảm giác không thú vị bĩu môi, đột nhiên chỉ vào Hoàng Phong hỏi. Nhận thức, nhận thức, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân đầu đầy mồ hôi, rung giọng nói. Nhận thức a, nàng kia ni, cũng nhận thức đi, Trần Phi nghe vậy hài lòng gật đầu, lại mang tay chỉ Dương Mầu Linh hỏi. Nhận thức, nhận thức, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân vẻ mặt khổ ép, nói đùa, Dương thiếu tỷ tỷ, còn có thị trưởng công tử, hắn cái này trộn Bắc Sơn thị nha nội vòng, có thể không biết sao. Ba, Trần Phi nghe vậy ba một cái tát phiến đi qua, không chút khách khí tức giận nói nhận thức ngươi còn như thế trang bức. Tiệm của bằng hữu ta tử cũng dám động, còn vãi ép mua ép bán, ngươi có đúng hay không nghĩ cha ngươi dưới mông mặt vị trí không tốt ngồi, muốn giúp hắn hoạt động hoạt động. Lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Phong hay là Dương Mầu Linh đều thân thể khẽ run, mâu quang lóe lên. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng, Trần Phi lời nói này cho ra, cũng có thể làm được. Mà thần sắc kiêu căng thanh niên nhân nghe vậy càng người trực tiếp choáng váng, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo, vẻ mặt kinh khủng, sắc mặt chợt biến. Hắn không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh, bằng không vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên hối hận, thay đổi, bất đồng đủ nửa giờ, mạnh mẽ uy hát yêu ta Trương Long, Triệu Nhạc hai người làm ra quyết định. Mà giờ này khắc này, xem hắn đang nghe đối phương lại dám làm trò phong thiếu, Dương Mầu Linh cái này hai tôn Bắc Sơn thị nha nội vòng đại thần mặt mà, như vậy không kiêng nể gì cả, tùy tùy tiện tiện nói ra như vậy chấn động, đề tài nhạy cảm, chỉ sợ cũng xem như là dùng đầu ngón chân muốn, cũng minh bạch đối phương tất nhiên có chỗ ỷ lại. Hoặc là thật có thể đủ nói xong ra, tự nhất định có biện pháp làm được. Nghĩ đến đây hắn hầu như trong nháy mắt mọi người choáng váng, ngay sau đó cư nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống. Vẻ mặt khổ ép nói ca, vị này ca, là ta cầu thả cường có mắt như mù, không nên ở ngài và ngài trước mặt bằng hữu làm càn, người đại nhân có đại lượng, tạm tha quá ta lúc này đây đi. Ta thực sự sai lầm rồi. Quả nhiên người thông minh chính là người thông minh, mặc dù hắn cái quỷ này trực tiếp đều đem Triệu Nhạc, Trương Long hai người sợ choáng váng, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Trần Phi thấy tình cảnh này cũng không biết xấu hổ mới hạ thủ. Dù sao đối phương cũng nhận lầm không phải là... Được rồi, đừng mệt nhọc biết không, ta sấm hoảng. Đến đây đi, nói một chút là ai cho ngươi tới, còn là nói đây là ngươi ý của mình. Trần Phi tiện tay đưa hắn nữa lên, híp mắt vấn đáp. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy một ngốc, có chút chột dạ liếc trộm Dương Mầu Linh liếc mắt, sau đó thầm nghĩ trong lòng chết thì chết đi, ủ rũ nhận mệnh nói là Dương Thiếu để cho ta tới, chính là Dương Viễn Trình, Dương Thiếu. Thanh âm hắn càng nói càng nhỏ thanh. Nhưng đã đủ rồi, bởi vì ở đây tất cả mọi người đã nghe được. Thật đúng là hắn a. Này, cho ngươi cái tiểu nhiệm vụ thế nào, đem tiểu tử kia cho ta đã lừa gạt đến. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm nói. A, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường nghe vậy thật khờ. Nhìn đối phương lời này mà ý tứ,
là còn không chuẩn bị cứ tính như vậy. Ta, ngươi, ta dựa vào, không khoa trương như vậy chứ. Phải biết rằng đây chính là Đường Đường vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, hơn nữa Dương thiếu tỷ tỷ của hắn Dương Mầu Linh hiện tại có thể ở chỗ này đây, ở trước mặt nàng mà nói ra những lời này, đến thực sự. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy có thể tùy tiện tới, lấy Dương thiếu thân phận, nhân vật như vậy, không đều là hiểu lầm sao. Cũng không phải còn không có làm được cái gì ngon ngọt, không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, nhìn đối phương ý tứ này vẫn còn không muốn dừng tay, chuẩn bị tiếp tục truy cứu, lẽ nào ngươi thật đúng là cá chết lưới rách phải không? Phải biết rằng đây chính là Dương thiếu A. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dương Mầu Linh, nhìn về phía Hoàng Phong Phong thiếu. Người trước là Dương thiếu tỷ tỷ, sau đó người càng Dương thiếu tỷ tỷ nam bằng hữu, vì vậy bọn họ sẽ phải đứng ra khuyên nhủ đi. Dù sao cũng không phải nhiều đại sự, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ được. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được bay ca. Đã có thể sau đó một khắc, Hoàng Phong lại trực tiếp cho đầu hắn tới một chút, ba một tiếng, lại để cho hắn vẻ mặt ngây ra lên. Xòe ra đồ chơi, phi ca. Phong thiếu cư nhiên xưng hô người khác phi ca. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn liền không khỏi sợ đến ót đều là mồ hôi, run rẩy mâu quang trong nháy mắt hiện ra lau một cái vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng có tư cách liên phong ca đều phải tôn xưng một câu ca chính là nhân vật, đây chẳng phải là. Trách không được đối phương không chuẩn bị lúc đó tự từ bỏ ý đồ nguyên lai là đối phương thật có cái này lo lắng, thật có tư cách này. Ai, phi ca ta nghĩ tránh một chút. Thấy tình cảnh này, Dương Mầu Linh không khỏi vi khẽ thở dài một cái, nói. Nghe thế, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân càng nhìn không được cả người run lên, mâu quang trong sợ hãi càng đậm liệt mấy phần. Mầu Linh, không có ý tứ, là đệ đệ ngươi làm hơi quá đáng, như vậy ti tiện hành vi quả thực không có vương pháp đáng nói. Nếu không có người quản hắn, chỉ sợ hắn về sau tựu thực sự phế đi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói. Ta minh bạch. Dương Mầu Linh nghe vậy khẽ gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói bất quá phi ca, bởi vì có ta mẹ kế duyên cớ, ba ta đúng đệ ta thập phần cưng chiều, vì vậy. Yên tâm đi, thật đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không cười cười, sau đó vỗ vỗ thần sắc kiêu căng bả vai của người tuổi trẻ. Đánh, gọi điện thoại, ta ngay tức khắc tự đánh. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cả người một cái kích động, bừng tỉnh sau ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra, bấm ta cái số điện thoại. Thấy tình cảnh này Triệu Nhạc, Trương Long cũng không nhìn được cả người hơi run một chút chiến, người sau nhịn không được mở miệng nói cao bồi, bằng không quên đi. Cái này không phải chúng ta còn không có gì tổn thất. Hiển nhiên hắn không muốn Trần Phi bởi vì mình, mà chọc tới một thân phiền phức. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại cười an ủi hắn. Cũng chỉ có một người cặn bã mà thôi, coi như để xã hội làm cống hiến, tốt xấu hắn hiện tại coi như là quốc gia nhân viên, tránh thính cấp quan phụ mẫu. Này, Dương Thiếu, là ta, A Cường, bên này đã xử lý tốt. Bọn họ đồng ý 50 vạn đem thanh trúc thuốc thiện phường bán cho chúng ta, ngươi bây giờ đến đây đi. Nhưng vào lúc này, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân điện lời đã đả thông. Chỉ thấy Kỳ kinh hồn táng đảm, run rẩy nói. Thực sự, vậy thì tốt quá, cầu thả Cường chuyện này ngươi làm không sai, ta rất hài lòng, ha 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 ha. Ta liền nói chính là hai cái dân đen có thể cứng bao nhiêu khí. Ở ta Dương Viễn Trình trước mặt. Còn chưa phải là chỉ có thể quản đi vào khuôn khổ, chắp tay đưa lên thuốc thiện phường đã phương thuốc, ha ha ha. Được rồi, người bên kia chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Hỏi rõ vị trí cụ thể, bên đầu điện thoại kia phách lối tiếng cười vừa thế mà chỉ, cúp điện thoại. Rất hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu đã không thể chờ đợi, lớn lối như thế, càn rỡ tiếng cười to khiến Trần Phi khẽ nhíu mày, cũng khiến Dương Mầu Linh Vi khẽ thở dài một cái. Không khỏi lại một lần nữa nhắc lên đề tài, vừa áy náy lại là bất đắc dĩ mở miệng nói xin lỗi phi ca, ta còn là trước tránh một chút đi. Dứt lời, chỉ thấy Kỳ chậm rãi xoay người ly khai. Thải Linh, thấy tình cảnh này Hoàng Phong nhịn không được kêu một tiếng, nhưng lại không biết tiếp tục nên nói cái gì, chỉ có ánh mắt phức tạp, mâu quang trong hiện lên muốn nói lại thôi thần sắc. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng phi ca bằng hữu đã xảy ra chuyện, hơn nữa đối phương còn như vậy quá phận. Như vậy con mắt không vương pháp, coi rẻ pháp luật và kỷ luật,
ép mua ép bán, dựa thân phận bối cảnh cưỡng chế người khác. Nói khó nghe giờ đây quả thực là người cặn bã, xã hội u ác tính, cần lộng bỏ tù. Hơn nữa lấy hắn Hoàng Phong hôm nay thân phận địa vị, chỉ cần có thể lại có một chút chứng cớ, tự hoàn toàn có tư cách, cũng có thể làm như vậy. Có thể vấn đề bây giờ là lại là đối phương là Dương Mầu Linh đệ đệ, là hắn bạn gái đệ đệ. Vì vậy hắn hiện tại thập phần quấn quýt. Đi thôi, đi bồi bạn gái ngươi, giảng đạo lý chuyện này hắn cũng rất vô tội, kẹp ở giữa thế khó xử. Thấy tình cảnh này Trần Phi đương nhiên lý giải, thẳng thắn cũng để cho Hoàng Phong cùng Dương Mầu Linh ly khai. Hoàng Phong nghe vậy sửng sốt, không khỏi nói thế nhưng Phi ca, vậy ngươi bên này. Lấy Trần Phi ở trong mắt hắn thân phận địa vị, đây mới là hắn giờ này khắc này như vậy xoắn suýt quá nặng đại nguyên nhân. Dù sao nếu để cho ba hắn biết, mình ở Phi ca trước mặt làm việc bất lợi, hoặc là càng thẳng thắn tránh biên, trốn tránh, không hút chết hắn mới là lạ. Được rồi, ta tự có chừng mực, Nga được rồi ngươi đem Chu cục trưởng điện thoại cho ta, như thế này nếu là thật có chuyện gì, ta trực tiếp tìm hắn. Trần Phi phất phất tay nói. Nga, tốt lắm, ta đây ngay tức khắc liền đem Chu thúc thúc điện thoại chia ngươi. Vừa nghe lời này Hoàng Phong nhất thời không hề biện giải. Dù sao giảng đạo lý, có việc mà tìm Chu Thiên Diệp Chu thúc thúc, đường đường cục trưởng thị công an cục, so với hắn kháo phổ hơn. Đinh! Tin nhắn ngắn tiếng chuông reo khởi, Trần Phi nhận được đối phương phát tin nhắn ngắn. Sau đó Hoàng Phong cũng theo ly khai. Cao Bồi, thật không thành vấn đề, nếu không coi như xong đi. Như thế nào đi nữa nói đối phương cũng là thị tổ chức bộ trưởng nhi tử, không cần thiết nháo lớn như vậy. Đợi được Dương Mầu Linh, Hoàng Phong lần lượt sau khi rời khỏi, Trương Long do dự nửa ngày, nhịn không được chuyện xưa nhắc lại, vẻ mặt lo lắng nói. Hắn là thương nhân. Từ nhỏ cũng là từ cái loại này bầu không khí dưới lớn lên, vì vậy càng muốn mọi việc dĩ hòa vi quý, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, dù sao hắn lúc đó chẳng phải còn không có gì tổn thất. Tối trọng yếu là thân phận của đối phương. Hắn không muốn gây chuyện mà, càng không muốn Trần Phi bởi vì mình gây sự mà, chọc đại phiền toái. Hắn thấy Trần Phi lúc này vẫn còn có chút quá xung động, dù sao coi như là mấy năm nay lẫn vào cho dù tốt, còn có thể so đối phương Dương thiếu phụ thân càng nghiêu bức. Hiển nhiên vậy tuyệt đối là không thể nào, trừ phi là nằm mơ còn không sai biệt lắm. Thế mà hắn nhưng không biết chính hắn một đã từng cao trung tốt bạn học, hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, cũng không nói hắn sao chịu được xưng phi nhân loại tiên thiên cảnh giới thực lực, liền nói hắn hôm nay đang bay báo treo danh, đường đường tránh thính cấp, gặp quan địa phương tự động cao nửa cái đầu, chẳng lẽ còn không so đối phương phụ thân nghiêu bức. Giảng đạo lý, nếu là Trần Phi thật tỉ đấu nói. Coi như là lấy Hoàng Đào hôm nay đường đường địa cấp thành phố thị trưởng thân phận, cũng không thấy so với hắn cao, thấy rất mạnh. Nghe thế Triệu Nhạc mặt cười thần sắc do dự một chút, nhưng cũng vẫn là không có xen mồm. Tuy nói giờ này khắc này hắn ở nhìn thấy Trần Phi như vậy đại triển thần uy, giáo huấn đối phương cậu cường cậu thả đại thiếu thí đều không dám để xuống một cái, thành thật nhận cắm cổ hưng phấn kính nhi, kích dáng sức đã qua. Thế nhưng... Khi nàng ở do dự liếc trộm đến Trần Phi sắc mặt thong dong cùng với cậu cường cậu thả đại thiếu vẻ mặt khổ ép lúc, đầu tiên là muốn sửng sốt, sau đó cấp tốc kiên định trong lòng nào đó quyết tâm. Tuyển Trạch tin tưởng Trần Phi năng lực. Bay, Phi ca, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Nhưng vào lúc này, cậu cường cậu thả đại thiếu bỗng nhiên khổ ép rung giọng nói. Rất hiển nhiên, lấy hắn vòng tròn, thân phận, có thể nhìn xa hơn hiểu hơn. Vì vậy hắn hiện tại kiên quyết không muốn trở thành thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương vật hy sinh. Muốn nhanh lên vừa đi, bằng không, đợi được Dương thiếu đến, vậy thực sự không còn kịp rồi. Đi, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi, ngoan ngoãn theo ta diễn xuất làm trò, nói không chừng ta còn có thể xem tâm tình miễn ngươi một ít chịu tội, bằng không, ha ha a. Trần Phi nghe vậy cười lạnh nói. Nói đùa, nếu hắn đều đã chuẩn bị động thủ. Cái này thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cậu cường tự nhiên chạy không thoát. Tuy nói chỉ là đồng lõa, nhưng đồng lõa cũng là hung không phải là. Đồng dạng là có tội, phải làm trừng phạt đúng tội. A, à, cậu cường nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, vẻ mặt khổ ép, không nghĩ tới đối phương như vậy cũng còn không buông tha hắn, khiến sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trong lòng có chút không lớn thoải mái. Mặc dù nói đối phương Trần Phi có thể tới đầu thập phần khủng bố, nhưng tốt xấu hắn cậu cường cậu thả đại thiếu cũng có vị khu cục vệ sinh cục trưởng ba. Tương lai tiền đồ cũng coi như rất quang minh,
Hơn nữa hắn vừa rồi đều tao tội lớn như vậy, bị đang thiêu đốt tàn thuốc nhét vào trong miệng, hắn đều không bão nổi, đồng thời còn như vậy phối hợp, cũng còn vậy là đủ rồi. Lẽ nào như vậy đều còn chưa đủ? Thế nào không phục? Không phục nói như thế này ngươi cũng có thể cùng phế vật kia cùng nhau phản kháng thử xem, bất quá bây giờ nói ta trước đặt ở cái này, lúc này bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhiều lắm tiểu trừng đại giới, nếu như thế này ngươi không nghĩ ra nói, hậu quả, tự phụ. Đồng dạng là bốn chữ, Trần Phi phản trả lại cho hắn, đồng thời nhìn kỹ đối phương hai tròng mắt hiện ra băng lãnh vẻ. Quả thật, cái này cậu cường là thay người khác chạy chân, nhưng ít nhất, coi như là đồng lõa đi. Là vấn đề của mình, như vậy nếu là không lãnh tính, không nghĩ ra nói, vậy không có ý tứ, chỉ có thể phản hồi cho ngươi bốn chữ. Tự gánh lấy hậu quả. Ta hiểu được. Cậu cường nghe vậy phản xạ có điều kiện giận dữ, nhưng theo xem hắn nhìn kỹ đến đối phương hai tròng mắt lạnh như băng, không khỏi trong lòng run lên, lại mạc danh kỳ diệu hiện ra một luồng sợ hãi. Lại hơn nữa hắn hồi tưởng lại trước Dương Mầu Linh, Hoàng Phong như vậy thái độ. Chợt hình như rốt cục trong lòng có sở quyết định. Ha ha ha, quả nhiên còn là thức thời Vi Tuấn Kiệt, nhanh đưa hợp đồng cho ta ký, đợi bản đại thiếu còn có việc. Như vậy non nửa một chút sau, một gã hơn 20 tuổi vẻ mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo nam tử dương dương đắc ý đẩy cửa mà vào. Mà khi hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lại bỗng nhiên nghĩ tình huống có chút chừng mực mà ngôn ngữ thanh vừa thế mà chỉ. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy cậu cường chính cúi đầu đứng ở góc. Một gã đồng dạng là hơn 20 tuổi nam tử đang ngồi ở bên trong phòng trên ghế salon, vẻ mặt tà nghễ, khuôn mặt sẳng giọng quan sát hắn. Rất hiển nhiên, người nọ chính là Trần Phi, chỉ thấy thứ nhất biên như có điều suy nghĩ nhìn đối phương, một bên chậm rãi nói ngươi chính là Dương Viễn Trình. Ngươi là ai? Dám cùng lão tử nói như vậy? Phanh, thế mà vẻ mặt quần là áo lượt nam tử Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời la ầm lên, nói đùa, hắn là nhân vật nào? Người hắn mà khuôn mặt như vậy xa lạ, dám cùng lão tử nói như vậy. Dùng loại giọng nói này. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, đã thấy Trần Phi nghe được lão tử hai chữ kia mâu quang bỗng nhiên sửng sốt, sau đó không chút do dự tốc độ như quỷ mị vậy vọt đến trước mặt đối phương, một thanh kéo lấy đối phương bóng loáng quá hình đầu, trọng trọng đập phải một bên trên vách tường. Tuyết trắng trên vách tường lập tức hơn một bãi đỏ sẫm tiên huyết. Ngươi dám đánh người. Dương Viễn Trình nhất thời ngẩn ra, không dám tưởng tượng Trần Phi lại dám đánh người, mà hơn nữa còn là đánh cho hắn Dương Viễn Trình. Ngươi miệng nếu tại như vậy không sạch sẽ nói, ta chú ý cho ngươi về sau liên chịu đòn đều không có cơ hội. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng tiến đến hắn bên tai nói rằng, khiến người sau nghe vậy cả người run lên, ngay sau đó điên cuồng run rẩy. Hắn một bên thân thể run, một bên vẫn là không nhịn được hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám động thủ đánh ta. Ta là ai? Ngươi không biết đêm nay ngươi là tới làm gì? Trần Phi cười lạnh nói. Đêm nay, ta, lẽ nào cái này thanh trúc thuốc thiện phường là của ngươi? Dương Viễn Trình nghe vậy sửng sốt nói. Không phải của ta, nhưng cái này thanh trúc thuốc thiện phường có thể là bằng hữu ta. Ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện ỷ thế hát yêu ta người, ép mua ép bán, lẽ nào ta không nên quản quản? Trần Phi nghe vậy nhạt cười một tiếng nói. Ngươi, ta đây không phải là không biết bọn họ phía sau có ai không? Nếu hiện tại đã biết, ta ngay tức khắc thu tay lại, chuyện này cứ tính như vậy. Dương Viễn Trình nghe vậy sửng sốt, sau đó ngay tức khắc nói. Hình như muốn là đối phương phía sau không ai là có thể nhượng hắn tùy ý làm ẩu, vô pháp vô thiên vậy. Dĩ nhiên, hắn tuy rằng trên miệng nói là quên đi. Có thể ánh mắt hắn trong xóa sạch phẫn nộ cùng với oán độc vẫn còn thập phần rõ ràng, bởi vậy chứng minh hắn cũng không giống như trên miệng nói giả như vậy thực. Cũng không chuẩn bị chuyện này tựu thật sao đơn giản quên đi. Nói đùa, hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu hạng thân phận, hạng địa vị, phụ thân hắn càng vốn là tổ chức bộ bộ trưởng, là vị kia công tử, nhưng hôm nay hắn lại bị tùy tùy tiện tiện một cái người xa lạ đè xuống đầu đã qua trên tường đập, nếu là hắn cứ tính như thế, mặt mũi này để nơi nào. Quên đi, người ý tứ ngày hôm nay lớn như vậy chiến trận, ỷ thế hát yêu ta người, ép mua ép bán bằng hữu ta sản nghiệp, tự một câu không biết, coi như. Trần Phi nghe vậy lạnh lùng nói. Hắn là thật nghĩ những con nhà giàu này hẳn là hảo hảo quản quản, điều giáo, nếu không bọn họ căn bản cũng không biết mình sai ở đâu. Là sai ở bản thân không biết, không rõ đối phương có người.
chẳng lẽ không đúng sai ở ỷ thế hát yêu ta người, con mắt vô pháp kỷ, dựa thân phận của mình bối cảnh cưỡng bức bọn họ ép mua ép bán. Xã sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào ngươi là thật nghĩ ta Dương Viễn Trình dễ khi dễ? Cậu Cường, ngươi không nói cho hắn biết thân phận của ta. Nói cho ngươi biết, bản đại thiếu có cần phải hướng ngươi giải thích một chút thân phận của ta? Bằng không, chỉ sợ ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Dương Viễn Trình gặp đối phương lại còn không chuẩn bị dừng tay, cũng lười lại ra vẻ đáng thương, lại một chút đính trực sống lưng, cười lạnh nói. Hắn biết đối phương có thể nắm chắc khí vì hai cái dân đen xuất đầu, tất nhiên có chỗ ỷ lại, hoặc là thân phận địa vị không kém, cũng biết hắn Dương Viễn Trình thân là vốn là thị bộ trưởng công tử chuyện này. Thế mà, các ngươi thật cho rằng đây chính là ta Dương Viễn Trình toàn bộ bối cảnh, toàn bộ dựa. Vẻn vẹn chỉ có như vậy. Không có ý tứ, vậy 10 phần sai. Mọi người đều biết, hắn Dương Viễn Trình chính là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, đều cho rằng đây là hắn chỗ dựa lớn nhất bối cảnh. Thế mà, chân tướng sự thật nhưng không phải như vậy. Phải biết rằng hắn Dương Viễn Trình còn có một cái mụ mụ, mẹ của nàng phía sau còn có một cái tại đây tỉnh Giang Nam rất có năng lực, rất có địa vị quái vật lớn gia tộc Tiêu gia. Không sai, hắn Dương Viễn Trình mụ mụ họ Tiêu, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là Tiêu gia chi thứ, nhưng hắn lại có một rất lợi hại ca ca, Tiêu Nam Vân, tỉnh Giang Nam phó thị trưởng. Tuy nói mẫu thân nàng ca ca cũng chính là hắn cậu ở bản tỉnh 6 vị phó tỉnh trưởng trong bài danh kháo hậu, càng không phải là thường vụ, nhưng vấn đề tự ba chữ kia, cũng đủ để có đầy đủ lớn lực uy hát yêu ta, làm người ta không tự chủ được sợ hãi. Nói đùa, đường đường phó tỉnh trưởng phó tỉnh bộ cấp. Mặc dù là bọn họ Bắc Sơn thì tân nhậm số 1 lãnh đạo thấy cũng phải một đầu, người chính là một cái mạc danh kỳ diệu khuôn mặt xa lạ tuổi nhỏ người, coi là vật gì vậy. Nhất niệm đến nước này, hắn Dương Viễn Trình trên mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo lại một lần nữa nổi lên, một tia cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi mắt miệt thị ta họ Dương, gọi Dương Viễn Trình, ba ta là vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng, thế mà ngươi cho là đây chính là ta lớn nhất bi kịch. No no no, hiện tại dựng thẳng lên ngươi cái lỗ tai cho ta nghe rõ ràng, lão tử nhận nhận chân chân nói cho ngươi biết, mẹ ta họ Tiêu, ta cậu là bản tỉnh phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Nói đến hắn nhịn không được vẻ mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, sau đó đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ mình trong ngực, nói mà ta, Dương Viễn Trình, còn lại là hắn duy nhất cháu trai, cũng là mẹ ta cái này nhất mạch Tiêu gia duy nhất đàn ông. T, cái gì? Nghe đến đó, cách đó không xa Cẩu Cường nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn nguyên tưởng rằng Dương Viễn Trình tự vẻn vẹn chỉ có một thị tổ chức bộ bộ trưởng cha. Lại không nghĩ rằng hắn lại còn giống như cái này bối cảnh. Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia. Phải biết rằng đây chính là tỉnh Giang Nam Tiêu gia A, to như vậy tỉnh Giang Nam không thể tranh cãi đệ nhất quái vật lớn, chấp trưởng quân chính hai giới, tuy nói cùng kinh thành này chân chính đỉnh phong nhất lưu thế gia không cách nào so sánh, nhưng ở cái này tỉnh Giang Nam một mẫu ba phần, cũng không thể nghi ngờ thổ bá vương, núi cao hoàng đế xa hoàng đế. Nhiều không nói. Liền nói Tiêu lão gia tử tự từng là từ tỉnh chính đàn số 2 lãnh đạo vị trí dưới lui xuống, đương nhiên càng môn sinh trải rộng toàn bộ Giang Nam, lưu lại tình nghĩa không biết phồn đa. Hôm nay Tiêu lão gia tử đại tử chính là tỉnh quân khu chính ủy, con trai thứ hai chính là Tiêu thị tập đoàn, bản tỉnh đệ nhất thủ phủ tập đoàn tiền nhậm người trưởng đà. Con trai thứ ba chính là bản tỉnh tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm. Hoàn toàn xưng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, các oai hùng bất phàm. Chớ nói chi là cái này còn vẻn vẹn chỉ là dòng chính, còn chưa coi là đến chi thứ những nhân tài này nhiều, mọc lên như nấm. Như vậy, Tiêu gia ở Giang Nam thật có thể đủ cũng coi là ngón tay cái, bất luận kẻ nào trong mắt siêu cấp quái vật lớn. Dương Viễn Trình Dương Thiếu cư nhiên cùng Tiêu gia có quan hệ, cái này, đây quả thực. Hiện tại đã biết, nghe rõ ràng, lúc đầu bản đại thiếu vẫn chưa muốn cùng ngươi loại này điêu dân không chấp nhặt, nhưng bây giờ... Là ngươi bây giờ không biết sống chết, vậy cũng chớ trách trở mặt. Chỉ thấy vẻ mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo Dương Viễn Trình Dương đại thiếu mâu quang hiện ra lau một cái âm lãnh, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi khóe miệng lộ ra cười lạnh nói hiện tại, ngay tức khắc cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ba ba ta sai lầm rồi, sau đó sẽ đem thuốc kia thiện phường vô điều kiện. Ba, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, tự cảm thấy gương mặt đau xót. Cả người cũng không tự chủ được ở tại chỗ xoay một vòng, bị hung hăng sáng một bạt tai. T.
Mà thấy tình cảnh này chàng diện thoáng cái trong nháy mắt tự yên tĩnh lại, không ai sẽ nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh, nhất là ở Dương Viễn trình Dương Đại Thiếu tự giới thiệu sau, nói hắn là Tiêu Nam Vân Tiêu Phó Thị trưởng cháu trai, nhưng vẫn là một cái tát hung hăng ấn ở trên mặt. Cầu Cường choáng váng. Dương Viễn trình Dương Đại Thiếu mình cũng giết. Triệu Nhạc, Trương Long hai người càng choáng váng. Phải biết rằng đây chính là Phó Tỉnh trưởng cháu trai a. Người hắn ma lại dám, người hắn ma lại dám. Người có biết hay không ta là thân phận gì, mẹ ta họ Tiêu, ta cậu là bản tỉnh Phó Thị trưởng Tiêu Nam Vân. Vẻ mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo Dương Viễn Trình tức giận bể phổi, không nghĩ tới mình cũng đã tự giới thiệu, làm cho đối phương rõ ràng phía sau hắn chính mình đáng sợ giường nào bối cảnh, đáng sợ giường nào năng lượng, nhưng vẫn là bị sáng một bạt tai, hung hăng sáng một bạt tai. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Đơn giản là không gì sánh được to lớn nhục nhã. Ba, lại là một thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, hắn Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu lần thứ hai không tự chủ được xoay một vòng. Xem ra ngươi là thật không nhớ rõ ta lời mới vừa nói, miệng như thế không sạch sẽ, có đúng hay không thiếu đánh. Chỉ thấy Trần Phi híp mắt lạnh lùng nhìn đối phương, cư nhiên lại một lần nữa giương tay, một cái tát đón một cái tát không lưu tình chút nào hung hăng quạt xuống phía dưới. Nhất thời hiện trường vang lên từng đợt lăng liệt kêu thảm thiết, cùng với trên mặt mọi người có vẻ thần sắc không gì sánh được quỷ dị. Là ai? Lúc này, mọi người tại đây sắc mặt thần sắc là thật quỷ dị. Không có biện pháp a, phải biết rằng đây chính là Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu, vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, càng có một phó tỉnh trưởng cậu, mẫu thân hắn còn họ Tiêu. Như vậy Trần Phi lại cư nhiên hình như không nghe được vậy, hoặc là nghe được cũng tốt giống như không có vấn đề. Ba, không gì sánh được chấn động mọi người tại đây nội tâm chàng pháo tay hung hăng đánh tại bọn hắn trong trái tim, làm bọn hắn mỗi nghe được một tiếng, đều tự trái tim cùng với khóe miệng hung hăng co quắp. A, đừng đánh, ta biết sai lầm rồi, đừng đánh, a, đau quá a. Nhất thời vừa rồi vẻ mặt quần là áo lượt, kiệt ngạo, làm càn, kiêu ngạo đến không được Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu trực tiếp choáng váng. Không nghĩ tới mình cũng đã mang ra bản thân cậu, đều hoàn toàn hù dọa không được đối phương, còn bị điên cuồng phiến lỗ tai. Hiện tại biết sai lầm rồi, bất quá, ta xem ngươi cũng chỉ là một người cặn bã mà thôi, cậu không đổi được. Thật nghĩ đến người phó tỉnh trưởng cậu cũng rất nghiêu bức, đừng nói hắn căn bản không biết ngươi bây giờ bộ dáng này, hạng con mắt vô pháp kỷ, ỷ thế hát yêu ta người, dựa hắn thanh uy cố gắng làm một ít khôn vặt chuyện hư hỏng mà. Mặc dù hắn đã biết, có thể thế nào. Trần Phi khẩu khí này quả thực lớn kinh người, nhìn đối phương lạnh lùng giễu cợt nói. Mà Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu, hay là Triệu Nhạc, Trương Long hai phu thê cùng với Cẩu Cường đều đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên khẩu khí lớn như vậy, lớn kinh người sao. Thiên, trời ạ, người đến cùng rõ ràng không rõ ràng lắm một tỉnh dài ý vị như thế nào. Mặc dù là cái phó chức, nhưng cũng là không thể nghi ngờ cấp tỉnh phó chức. Vô luận là trong tay quyền lực hay là thân phận địa vị, cũng như cùng thiên đại. Lại là ngươi loại này hơn 20 tuổi thanh niên nhân có thể hồ ngôn loạn ngữ, tự ý vọng ngôn. Giờ này khắc này, mặc dù là Triệu Nhạc, Trương Long hai người đều cho rằng Trần Phi quá cuồng vọng tự đại, thậm chí có một ít điên cuồng. Thả ngươi ma cẩu thối thí, ngươi coi là vật gì vậy, ngươi cho là ngươi có thể cùng ta cậu so với. Khôi hài, ta biết ngươi bây giờ rất oai. Nhưng ngươi bây giờ có bản lĩnh tự giết chết ta thử xem. Thẳng người bản Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu gặp Trần Phi lại dám như vậy chẳng đáng mình lớn nhất dựa, mình cậu, nhất thời tạc mau, nhảy lên chân mắng. Giết chết ngươi, hiện tại thế nhưng xã hội pháp trị, ta đương nhiên không thể làm này trái pháp luật phạm húy chuyện mà, bất quá, giết chết ngươi không được, giáo huấn ngươi một chút, quả thực không có vấn đề. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn cười xấu xa. Đột nhiên lại một cái tát phiến đi qua, lạnh lùng nói ngươi mới vừa nói cái gì tới. Nga được rồi, hiện tại, ngay tức khắc cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ba ba. Nga không đúng, là hẳn là kêu to ba tiếng ra ra ta sai lầm rồi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái này là đối phương vừa rồi chính mồm lời nói ra, lại bị hắn còn nguyên, chỉ là thoáng tăng thêm một ít tiểu lưu phản trả lại. Tổng hẳn là vì mình nói phụ trách không phải là... Người mơ tưởng, ba, a, thế mà Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nghe vậy đương nhiên sắc mặt chợt biến,
không nghĩ tới Trần Phi lại dám gọi hắn làm như vậy, như thế nhục nhã hắn, ngay sau đó nhất thời không chút do dự cự tuyệt. Nhưng vấn đề là sau một khắc Trần Phi cái tát tựu vẫy đến, hung hăng khắc ở trên mặt hắn, hỏa lạt lạt, toàn tâm đau. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết ha, tuy rằng đầu khớp xương dám không sai, bất quá, cũng tốt nhất còn là phân tình huống, phân tiến hành cùng lúc hậu. Ta là một gã bác sĩ, vì vậy biết, ngươi mặt mũi này nếu lại bị nhiều phiến vài cái, có thể là liệt nga. Trần Phi híp mắt cười nhạt nói, mâu quang lau một cái hàn mang ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu to ba tiếng ra ra. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người không khỏi run lên, sau đó có một loại không hiểu. Ít nhất, hàn ý du nhiên nhi sinh, nhìn phía Trần Phi ánh mắt trở thành kinh khủng. Rất hiển nhiên, bọn họ biết, người này là tới thực sự. Co quắp, liệt. Ngươi, ta. Dương Viễn Trình nghe vậy vốn còn muốn tiếp tục no, mà khi hắn đối diện đến Trần Phi hai mắt, thấy được mâu quang, trong nháy mắt cảm giác trái tim cũng không nhịn được mãnh liệt co rút lại một chút, cả người run, hình như gặp được cái gì kinh khủng sự vật, thiếu chút nữa mơ hồ. Như vậy cũng để cho trong lòng hắn lo lắng cấp tốc tiêu thất, sắc mặt tái nhợt. Sau cùng hắn Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu vẫn là không có sống quá sợ hãi trong lòng, cùng với Du Nhiên Nhi sinh hàn ý, ngơ ngác phát thông một tiếng mềm xuống phía dưới, té trên mặt đất mũi vậy thanh âm kêu ba tiếng không biết vật gì vậy. Nghe thế Trần Phi tự nhiên cũng lười quản miệng hắn trong nói cái gì, chợt khóe miệng hiện ra lau một cái nụ cười thỏa mãn, đánh một cái búng tay, thản nhiên nói được rồi, người bây giờ có thể đi. Nhớ kỹ về sau đừng nữa phạm ở trên tay ta, bằng không, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Dứt lời, hắn lại không coi ai ra gì vậy, nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu cũng may mà ta nhận thức chị ngươi, bằng không, ha ha. Người lớn như vậy, tốt nhất còn là không chịu thua kém giờ đi, đừng không có việc gì cho ngươi ba tìm việc tình. Ngươi nhận thức tỷ của ta, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nghe vậy, không nghĩ tới đối phương đều biết tỷ hắn vẫn còn dám như thế đối phương. Trong lòng hoảng hốt. Thế mà ngay sau đó hắn lại hung hăng thần sắc xấu xí chừng Trần Phi liếc mắt, vẻ mặt không cách nào chôn đầu liền đi. Thấy tình cảnh này cậu cường cậu thả Đại Thiếu đi cũng không được, không đi cũng không được, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Dù sao ở trong mắt hắn, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu mặc dù lại quần là áo lượt, lại làm càn, cũng xa xa nếu so với Trần Phi ác ma kia khả ái hơn. Bởi vì không có thể như vậy ai cũng dám như vậy phiến người lỗ tai. Hắn cầu cường cũng không muốn làm người thứ hai Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu. Mẹ, cầu cường, người có đúng hay không hẳn là cho ta cái giải thích, người hắn mà lại dám gạt ta. Vội vã từ hoa mẫu đơn đại tử điếm xuống tới, Dương Viễn Trình gặp cầu cường gan dám lửa gạt hắn tạp chủng lại dám theo tới, nhất thời giận không chỗ phát tiết, vung tay lên một cái tát phiến ở phía sau người trên ót, hùng hùng hổ hổ chất vấn. Mà cầu cường hiển nhiên bị Dương Viễn Trình một tát này đánh mông. Thấp đi xuống hai mắt nhất thời hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ âm trầm, nhưng vẫn là không dám phản bác hoặc làm càn. Dù sao vừa rồi Dương Viễn Trình thế nhưng chính mồm nói ra, hắn cậu là Tiêu Nam Vân, bản tỉnh phó tỉnh trưởng. Dương ca, hôm nay là ta không đúng, thế nhưng, ngươi cũng phải hiểu một chút cái khổ của ta chung a. Vừa rồi tiểu tử kia có thể là theo chân phong thiếu còn ngươi nữa tỷ tỷ Dương Mầu Linh tự mình đến, còn tưởng là theo mặt của bọn họ mà nói muốn thu thập ngươi. Ngươi nói ta dám phản kháng. Sau đó cậu cường cậu thả Đại Thiếu nhịn không được vẻ mặt biệt khuất nói. Ngươi nói cái gì? Hắn nhận thức tỷ của ta còn có Phong Thiếu, Hoàng Phong. Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt một chút tựu thay đổi, không nghĩ tới việc này món trong còn có như vậy bí ẩn. Vãi, nguyên lai là có chút bối cảnh, trách không được trước dám như vậy cuồng. Phải biết rằng hắn cậu mặc dù là bản tỉnh phó tỉnh trưởng, nhưng này dù sao cũng là cách đại thân. Mẹ là gả đi ra, hơn nữa họ Hoàng cũng không phải Trản tỉnh Du Đích Đăng, cha là tân nhậm vốn là thị trường, và lại kỳ phía sau còn có Triệu tỉnh trường. Nhưng bây giờ, đối phương lại là theo đối phương cùng đi, nhưng lại làm cho Hoàng Phong Đại Thiếu cùng với tỷ tỷ của hắn trước mặt nói muốn thu thập hắn, rất hiển nhiên lai lịch không nhỏ, vì vậy lo lắng mới như vậy chân. Nhưng dù vậy, xem hắn vừa nghĩ tới bản thân mụ mụ họ Tiêu, hắn cậu càng bản tỉnh phó tỉnh trường. Nhất thời các loại dũng khí lại đã trở về, nhịn không được giận tái mặt mắng mẹ, ngày hôm nay chuyện này lão tử qua sau chậm rãi tính với ngươi, hiện tại ngươi ngay tức khắc cho ta nói rõ ràng, đêm nay chuyện này đến tột cùng tình huống gì, ở ta trước khi tới,
đến cùng chuyện gì xảy ra? Vâng, xin lỗi, Dương Thiếu. Cậu Cường nghe vậy không khỏi trong lòng giận dữ, đôi mắt trong hiện ra lau một cái vẻ lo lắng. Hắn ma đêm nay lão tử nếu không thay ngươi Dương Viễn Trình làm việc, đến mức làm cho thành như vậy. Bị sửa chữa một trầu không nói, còn bị ác ma theo dõi, con mẹ nó ngươi hiện tại chế giễu, đây ý là còn đến giáo huấn ta. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được trong lòng hiện ra một luồng ngoan lệ chi niệm, thẳng thắn con ngươi đảo một vòng, run rẩy nói Dương Thiếu, nếu không đêm nay chuyện này coi như hết. Đối phương địa vị khủng bố không nhỏ. Để xuống mẹ của ngươi chó má, quên đi, nhằm nhò gì, lão tử lớn như vậy còn không có bị người như vậy sửa chữa quá, ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta một chút mặt mũi này. Hắn ma đêm nay lão tử nếu làm hắn không chết, ta Dương Viễn Trình tên từ nay về sau đến cái này viết. Có thể Dương Viễn Trình nghe vậy lại nhất thời dường như bị đạp cái đuôi mèo mà, nổi trận lôi đình nói. Quên đi, ngươi hắn ma là ở đùa ta. Lão tử Dương Viễn Trình Dương đại thiếu lớn như vậy lúc nào bị loại này ủy khuất. Cái này đều phải là quên đi, về sau hắn ở Bắc Sơn thị nha nội vòng, thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng, còn thế nào trộn. Bộ mặt mất hết. Rất hiển nhiên, Cẩu Cường rất rõ ràng hiểu rõ cái này quần là áo lượt, kiệt ngạo Dương Viễn Trình Dương đại thiếu bản tính, biết tiểu tử này tối chịu không nổi kích thích, tùy tùy tiện tiện kích thích một câu phải tạc mao. Chớ nói chi là lúc này hắn quả thật bị nhục nhã lợi hại, mặt đều bị đánh sưng lên, cùng chỉ heo tựa như. Dương ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cẩu Cường nghe vậy khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh lau một cái trào phúng, trên mặt nhưng vẫn là run rẩy nói. Cái này còn không đơn giản. Báo án. Dương Viễn Trình Dương đại thiếu ở đối đãi địch nhân phương diện này lại ngoài ý muốn ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ thấy kỳ nhãn thần lạnh lẽo. Mặt âm trầm quát mắng lão tử hiện tại tựu cho cục công an gọi điện thoại, tại đây chúng con mắt nhìn chừng dưới đánh người, ta xem hắn là thật muốn vô pháp vô thiên. Trước, hắn ở nhìn thấy đối phương Trần Phi như vậy kiêu ngạo, như vậy không chút kiêng kỵ nói, giảng đạo lý, hắn quả thực hơi có chút chột dạ, nghĩ sự tình sợ rằng không đơn giản như vậy. Thế mà hắn bây giờ bị Cẩu Cường như thế đâm một cái kích, như thế một trào phúng, nhất thời bị phẫn nộ hướng đầu óc mê muội não. Phát thệ nhất định phải để cho Trần Phi chịu không nổi. Nhượng hắn đẹp, dĩ nhiên, hắn tuy rằng kích động như thế, cũng không để yên toàn chân mất lý trí, mà là đối với lá bài tẩy của hắn, bối cảnh có lòng tin. Dù sao phải biết rằng hắn cậu Tiêu Nam Vân đó là nhân vật nào, đường đường vốn là phó tỉnh trưởng, cấp tỉnh phó chức, hơn nữa tư để hạ còn đau như vậy thương hắn, làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ hắn không công bị người khi dễ. Cho nên đối phương mặc dù có thể có chút vướng tay chân, nhưng khẳng định phỏng chừng cũng cứ như vậy. Bởi vì luôn không khả năng đối phương địa vị có thể so với hắn Dương Viễn Trình, có thể so với hắn Dương Viễn Trình cậu Tiêu Nam Vân càng như bức. Đây tuyệt đối là không có khả năng, hắn căn bản cũng không tin. Như vậy, hắn trái lại cảm giác mình trong lòng tựa hồ đã có đáy, kiên định. Chợt chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm lấy điện thoại ra, bấm ta cái dãy số. Một lát sau điện thoại kết nối chỉ thấy hắn vênh mặt hất hàm sai khiến lạnh lùng nói này, Lâm đội trưởng sao? Là ta, Dương Viễn Trình, làm phiền ngươi bây giờ ngay tức khắc mang những người này tay đến, ta ở hoa mẫu đơn đại tửu điếm phía dưới chờ ngươi. Vâng, Dương Thiếu, ngươi yên tâm, ta hiện tại ngay tức khắc tự dẫn người đến. Lập tức tới ngay, từ trong ống nghe truyền để lấy lòng thanh âm, rất quyến rũ. Nghe được đối phương loại giọng nói này. Dương Viễn Trình Dương đại thiếu phảng phất lo lắng canh thúc vậy, khóe miệng không tự chủ được buộc vòng quanh lau một cái quần là áo lượt, ngạo mạn dáng tươi cười, lại tùy tiện nói vài câu tự cúp điện thoại, đến cuối cùng lẩm bẩm mẹ, cẩu vật, lại dám ở ngươi Dương đại thiếu Dương gia gia xúc phạm người có quyền thế, xem lão tử đêm nay thế nào thu thập ngươi. Không làm cho ngươi dễ bảo, quỳ trên mặt đất gọi gia gia, ta hắn ma Dương Viễn Trình tên lập tức té viết. Rất hiển nhiên hắn liền nghĩ tới bản thân trước khuất nhục một màn, bị người buộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ra ra, đây quả thực làm hắn nội tạng cũng không nhịn được nổ, phẫn nộ tới cực điểm, các loại tâm tình theo kích động mà từ từ mất lý trí, vừa tích lũy càng nhiều, phát thệ nhất định phải để cho Trần Phi cái kia cầu tạp chủng trả giá thật lớn. Muốn cho hắn hung hăng chết. Thế mà hắn nhưng không biết nếu là hắn lúc này hơi chút yên tĩnh một chút, cho tỷ tỷ mình gọi điện thoại, hoặc là hỏi một chút Phong Thiếu. Có thể, cũng sẽ không có nữa hắn đến tiếp sau bi kịch. Đơn giản là điển hình đi bước một đem bản thân đẩy hướng vực sâu a. Như vậy,
Cậu Cường thấy thế không khỏi cúi đầu nhếch miệng run rẩy cười cười. Đến bây giờ, trên thực tế hắn cũng không biết đến tột cùng Trần Phi, Dương Viễn Trình ai lợi hại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại thôi động hai người này chó cắn chó. Dù thế nào hiện tại hai người đều cùng hắn có cựu oán, vô luận là chó cắn chó cái kia thất bại hắn đều có thể hết giận, như vậy đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thực sự là cậu không đổi được, cho ngươi cơ hội, bản thân không hiểu được quý trọng a. Cùng lúc đó, Trần Phi tự ở hoa mẫu đơn đại tửu điếm cao tầng ta phòng nội, ỷ vào lộ thiên cảnh bên cạnh tự lẩm bẩm, rất hiển nhiên đã biết cái gì. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn tiện tay ở Dương Viễn Trình Dương đại tay trên người đã đánh mất một cái tiểu pháp thuật, có thể ở một khắc đồng hồ trong thời gian quan lao đi, nghe được kỳ hết thảy chung quanh tràng cảnh, tất cả thanh âm. Vì vậy hắn hiện tại tự nhiên rõ ràng đối phương còn chưa từ bỏ ý định, tựa hồ còn muốn dùng thủ đoạn gì, tìm một ít cơ hội tìm hắn báo thù. Như vậy tựa hồ lại có chơi. Cao bồi, bất quá nhưng vào lúc này, Trương Long nhịn không được muốn nói lại thôi nói. Quả thật, đêm nay Trần Phi cũng giúp bọn hắn giải quyết rồi một cái đại phiền toái, nhưng bây giờ cái này đại phiền toái lại tựa hồ như tái giá đến rồi Trần Phi trên người, điều này làm cho hắn thập phần hổ thẹn, cũng thập phần lo lắng. Phải biết rằng Dương Viễn Trình loại người như vậy vừa nhìn chỉ biết chết cuốn lấy khó khăn đánh hình, nhưng lại thập phần ngạo mạn, quần là áo lượt, nhưng ở vừa rồi tao thụ như vậy nhục nhã, bị buộc theo quỳ xuống gọi ra ra. Lại có thể đơn giản thiện thôi. Xin lỗi, ta thật là muốn đem phiền phức vượt làm cho càng nhiều. Chủ yếu tiểu tử kia quá khinh người, quả thực chính là người cặn bã, xã hội u ác tính, không tốt tốt quản quản ta thực ở trong lòng không lớn thoải mái. Nghe vậy Trần Phi trước là có chút ngượng ngùng, sau đó giải thích. Giảng đạo lý, từ đang bay báo bị La thủ trưởng gạt lừa gạt trên danh nghĩa thêm vào quốc gia đặc biệt biên chế sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại vô hình trong lòng hơn mấy phần ý thức trách nhiệm. Cảm giác mình có nghĩa vụ duy trì xã hội an định, diệt trừ không nên có xã hội u ác tính. Được rồi, ta thừa nhận đây cũng là trong lòng hắn ngẫu nhiên có tinh thần trọng nghĩa bạo phát. Muốn giúp đỡ chính nghĩa, vì nước vì dân. Ngươi lời nói này đã có thể khách khí, ngươi giúp chúng ta cảm kích cũng còn không kịp, chỉ là Dương Viễn Trình. Trương Long nghe vậy nhất thời khoát tay áo, giọng nói có chút trách cứ cùng lo lắng nói. Trước đó, hắn quả thật có nghĩ tới đối phương địa vị có lẽ sẽ rất lợi hại, rất khủng bố, không nghĩ tới bây giờ đường đường vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử thân phận đều còn chưa đủ, đối phương, Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu lại còn có cái phó tỉnh trưởng cậu. Cái này chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, không biết cần làm thế nào mới tốt. Yên tâm đi, tiêu phó tỉnh trưởng là tiêu phó tỉnh trưởng, hắn Dương Viễn Trình là Dương Viễn Trình, không có khả năng nói nhập làm một. Rồi hãy nói cái này lại không là vấn đề của chúng ta, là tiểu tử kia trước tìm việc mà, chúng ta bất quá là bị ép phòng vệ, sợ hắn làm gì. Trần Phi chỉ có thể như vậy an ủi. Dù sao hắn hôm nay tuy nói đã xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt. Chỉ là một cái tư để hạ tránh thính cấp ngành đặc biệt quan viên thân phận, cũng đủ để hù chết một đống người. Nhưng vấn đề là loại sự tình này mà hắn luôn không khả năng một vừa lấy ra thuộc như lòng bàn tay, nhất nhất cho hắn Trương Long sáng sủa đi. Nếu hắn thật như vậy làm, vậy thì không phải là xưa đâu bằng nay, mà là chân chính. Dù sao vô hình trang bức, nhất chí mạng, không phải sao. Vậy chúng ta bây giờ, hiển nhiên Triệu Nhạc. Trương Long hai người đều không cách nào tưởng tượng đều giờ này khắc này, Trần Phi lại còn có thể như vậy hỉ hả, vẻ mặt đạm nhiên. Nhưng bọn hắn lúc này chấn động lại cũng đã chấn động qua, chỉ còn lại có một nơi lông gà cùng chết lặng, Triệu Nhạc không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử kia chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ ngay tức khắc tìm người báo lại thù. Để dĩ giật đãi lao, ta chuẩn bị lưu lại nơi này biên chờ hắn đến, xem ra có thể đùa giỡn ra cái gì mới chủng loại. Trần Phi nghe vậy vuốt cằm theo thực lấy đáp, sau đó vi hơi dừng một chút, lại nói đến mức các ngươi hiện tại cũng có thể đi trước. Chúng ta đây cũng lưu lại đi, bất quá Trương Long lại nhất thời đem lời của hắn cắt đứt, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ngày hôm nay chuyện này có thể là bởi vì chúng ta dựng lên, muốn là chúng ta bây giờ đi, vậy thành cái gì? Ta Trương Long đều không phải loại người như vậy, cũng đâu bất khởi người như thế. Không sai. Triệu Nhạc nghe vậy cũng ngay tức khắc phụ họa nói, sau đó cắn răng, nói ta cũng là ý tứ này, chết thì chết đi. Chết, yên tâm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đã có nắm chặt nhượng tiểu tử kia dễ bảo,
tự nhiên không phải là tùy tiện xung động. Tiểu tử kia ở trong mắt ta cùng tiểu hài nhi không khác nhau, nghĩ thế nào thu thập, tự thế nào thu thập. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở xem đánh Nga, an ủi Triệu Nhạc, Trương Long hai người. Vậy được rồi, đêm nay chúng ta sẽ chờ người đại triển thần uy. Thấy tình cảnh này, Triệu Nhạc, Trương Long hai phu thê không khỏi nhìn nhau liếc mắt, giới thấy được đối phương trong con người rung động cùng hưng phấn. Phải biết rằng bọn họ lại không ngốc, tự nhiên minh bạch Trần Phi nắm chắc khí, có lá gan nói ra loại này nhìn như cuồng vọng nói, khẳng định không phải là tùy tiện nói một chút, hơn nữa tối thiểu cũng có thể có chút lo lắng, có chút con bài chưa lật. Bằng không không ai sẽ như thế phát điên, như vậy sằng bậy. Hắc hắc, tin ta là tốt rồi, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, không khỏi lấy điện thoại ra hướng về phòng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoa Mẫu Đơn đại tử điếm tránh một tầng lầu ta đại hình đại yến trong phòng, Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp đang ở dùng bữa, chợt chuông điện thoại di động vang lên, làm hắn trong con người không khỏi hiện ra lau một cái vẻ nghi hoặc, lấy ra nữa vừa nhìn, lại chân mày càng thêm nhăn lại đến không biết điện báo. Là ai? Đây là hắn tư nhân điện thoại, cùng trong công tác đối ngoại điện thoại cũng không phải một cái mã số, vì vậy bình thường có rất ít xa lạ hoặc không biết điện thoại gọi tới. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên tới một trận, tự nhiên làm hắn hơi chút nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Lão Chu, chuyện gì xảy ra? Có điện thoại tới, đúng lúc này Hoàng Đào Hoàng thị trưởng vẻ mặt ửng đỏ mở miệng cười nói, hiển nhiên uống một ít rượu. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời lắc đầu, nhạt cười một tiếng nói hình như là điện thoại quấy rầy, cũng không biết là người nào đánh tới. Nói, hắn đem điện thoại lắc cho trên bàn mọi người thấy xem. Thấy tình cảnh này Trác Quần nhìn không được lộ ra một tia cùng chung mối thù vẻ, lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói những người này bình thường tựa như thuốc cao bôi trên da chó vậy, có việc mà không có chuyện gì sẽ một trận điện thoại, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao như vậy thần thông quảng đại, liên điện thoại của ta đều có thể làm được, nhưng không biết thân phận của ta, ai, thực sự là. Rất hiển nhiên, vị này Trác Quần Trác Bí Thư cũng là này thuốc cao bôi trên da chó điện thoại quấy rầy người bị hại một trong. Bình thường tư nhân điện thoại bình thường đụng phải như vậy pháo oanh, lại không biết thân phận của hắn, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào bất đắc dĩ. Vân vân chờ đã, lão Chu đem điện thoại cầm chắc giờ, cho ta xem, đây không phải là. Nhưng vào lúc này, nguyên bản thần sắc có chút phi huân Hoàng Đào Hoàng thị trưởng chợt mâu quang quét điện báo biểu hiện, nhất thời nhìn không được cả người giống như bị chạm điện, rượu gì kính nhi, sai kính nhi toàn bộ tỉnh. Sau đó nhìn không được bảo hộ cả người một cái giật mình nói nhanh nhận, lão Chu nhanh nghe điện thoại, là Trần Tiên Sinh. Cái này số điện thoại là Trần Phi Trần Tiên Sinh. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân số điện thoại, hắn Hoàng Đào sớm đã thành lưng thuộc lầu, dục phu tâm, tùy tiện quét ngang liếc mắt đã đem kỳ nhận ra được, vội vã lớn tiếng nói. Xem vui đùa, phải biết rằng Trần Phi vừa rồi thế nhưng hình như có chuyện gì mà mới trên đường rời chỗ. Liên con của hắn đều mang đi, hiện tại lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Lúc này mặc dù hắn giờ này khắc này phản ứng trễ nải nữa, hiển nhiên khẳng định cũng biết tất nhiên xảy ra chuyện. A, à, là Trần Tiên Sinh điện thoại. Chu Thiên Diệp nghe vậy cũng là ngay tức khắc cả kinh, cầm điện thoại di động quả đấm hơi run một chút chiến, cũng chưa kịp hồi Trác Bí Thư nói, tự không chút do dự ngay tức khắc ấn lên chuyển được kiện. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Chu Thiên Diệp. Xin hỏi, người có cái gì phân phó? Sau đó hắn cung kính mở miệng hỏi. Không có ý tứ, Chu Cục, ta bên này sợ rằng muốn làm phiền ngươi làm một chuyện mà, microphone nội ngay tức khắc truyền đến Trần Phi thanh âm, khiến Hoàng Đào đám người trong nháy mắt biến sắc. Trần Tiên Sinh, ta là Trác Quần, phát sinh chuyện gì? Có muốn hay không ta bên này cùng Chu Thiên Diệp đồng chí, còn có Hoàng Thị Trưởng, cùng nhau đến một chuyến? Trác Quần nghe vậy càng nhìn không được mở miệng nói, muốn đích thân đi qua một chuyến. Lúc đầu, trước hắn nguyên tưởng rằng Trần Phi coi như thế nào đi nữa năng lực, vậy cũng chỉ là y thuật tốt, do đó chiếm được tuân lão thưởng thức mà thôi. Nhưng bây giờ, xem hắn ở trên bàn rượu cùng Hoàng Đào một trận thành thật với nhau sau, lại phát hiện chuyện này hình như không đơn giản như vậy. Cái này Trần Phi tựa hồ rất có thể là một vị cổ vũ giả, hơn nữa kỳ thực lực cảnh giới còn rất có thể không quá vậy. Không cần không cần, cũng chỉ là tiểu bối gian cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không cần Trác Bí Thư còn có Hoàng Thúc cố ý đến, chàng diện quá. Phiền phức Chu Cục đến một chuyến được rồi, ừ, tốt nhất mang mấy cái người của Cục Công an.
Trần Phi nghe vậy lập tức ở điện thoại bên kia thẳng dừng tay, ý bảo không cần thiết như vậy khoa trương. Vậy được rồi, ta đây ngay tức khắc tự dẫn người đến. Không biết Trần tiên sinh ngươi bây giờ ở đâu? Chu Thiên Diệp nghe vậy mâu quang lóe lên nói, cùng Hoàng Đào cùng với Trác bí thư đánh liếc mắt sắc. Ta ngay XXX, làm phiền Chu cục, ta bên này còn cần chuẩn bị một chút, tự cúp điện thoại trước, một hồi tin nhắn ngắn liên hệ ngươi. Trần Phi đem vị trí của mình bảo sau khi đi ra, cười cúp điện thoại. Treo. Thẳng đến trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận, Chu Thiên Diệp mới nhịn không được cái trán đỉnh mồ hôi lạnh hơi toát ra, lại là kích động vừa lo lắng nói. Hắn kích động, tự nhiên là Trần Phi có thể xin nhờ hắn Chu Thiên Diệp làm việc, rất hiển nhiên là trong lòng đã nhớ kỹ hắn người này. Có thể cùng là cùng lúc hắn cũng có chút lo lắng đối phương bên kia sự tình quá lớn. Hay là hắn xử lý không thích hợp làm không tốt, cũng sẽ rất phiền phức. Mà đúng lúc này, một đôi hữu lực bàn tay to đắp lên trên bả vai hắn, chỉ là Trác quần Trác bí thư vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói Ngàn Diệp đồng chí, nếu Trần tiên sinh lên tiếng, đó cùng ta Hoàng thị trưởng liền không có phương tiện đi qua. Bất quá, có chuyện gì mà cứ việc yên tâm đi làm, chúng ta thời khắc quan tâm, nếu có cần phải là lúc, cũng nhất định sẽ đứng ra, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Không sai. Lão Chu A, Trác bí thư lời này thế nhưng sớm cho ngươi ăn một viên thuốc an thần, có vấn đề gì, có chuyện gì mà yên tâm lớn mật đi làm. Ta tin tưởng lấy Trần tiên sinh nhân phẩm, sẽ không đến mức cho ngươi làm một ít trái với loạn kỷ chuyện tình, nhất định là chuyện ra có nguyên nhân. Hoàng Đào lúc này cũng hiếm thấy có chút uy nghiêm, chậm rãi nói. Ta minh bạch, Trác bí thư, Hoàng thị trưởng, các ngươi yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Vốn là một, hai. Số lãnh đạo đồng thời ở trước mặt hắn nỗ lực lên khuyến khích mà, Chu Thiên Diệp trong lòng tự nhiên trong nháy mắt 10 phần phấn khích, chậm rãi đứng dậy cáo từ nói đã như vậy, ta tự cáo từ trước. Gọi điện thoại liền lập tức chạy tới. Đi thôi, ghi nhớ kỹ, tùy cơ ứng biến. Trác bí thư chậm rãi nói. Chu Thiên Diệp nghe vậy khẽ gật đầu, mà là một bên đứng dậy một bên cầm ra điện thoại di động của mình điện thoại phát hình ta cái số điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Chu Thiên Diệp thay một bộ uy nghiêm khuôn mặt, dùng không thể nghi ngờ giọng nói cấp tốc mở miệng nói này, Trình Thành. Là ta, Chu Thiên Diệp, ta lệnh cho ngươi hiện tại ngay tức khắc dẫn người tới rồi Hoa Mẫu Đơn Đại Tửu Điếm, sau nửa giờ phải đến. Hiểu chưa? Trình Thành, Bắc Sơn Thị Thị Cục Công an Hình Trinh Chi đội đội trưởng, là hắn Chu Thiên Diệp thủ hạ cực kỳ đắc lực người có khả năng. Hôm nay thoáng cái ra như thế đại chuyện này, hắn tự nhiên, đương nhiên người thứ nhất liền nghĩ đến mình lòng này phúc. Mệnh lệnh hắn lập tức dẫn người đến. Vâng, Chu cục, ta ngay tức khắc dẫn người đến. Microphone nội truyền đến một đạo sạch sẽ lưu loát thanh âm, cấp tốc cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Hải Giang khu công an phân cục Trị An đại đội đội phó Lâm ở Tuyền cũng mang theo người thủ hạ từ phân cục xuất phát. Xem vui đùa, đêm nay thế nhưng đường đường thì tổ chức bộ Dương bộ trưởng công tử, tự mình gọi điện thoại cho hắn, tìm hắn làm việc. Nếu không nắm chặt cái này thiên đại cơ hội tốt, vậy hắn Lâm ở Tuyền tựu thực sự là ngu xuẩn. Phải biết rằng thì tổ chức bộ thế nhưng quản nón quan bộ môn, chỉ cần chính hắn một khi có thể làm tốt chuyện này, lấy lòng Dương thiếu niềm vui, người sau tùy tùy tiện tiện đẩy động một cái, vậy hắn Lâm ở Tuyền hướng về phía trước mặt bò chuyện tình tùy tùy tiện tiện cũng ổn. Dù sao hắn nói ở Hải Giang khu công an phân cục nói Toạc Thiên cũng chính là một cái khoa cấp, mặt trên tổ chức bộ tự nhiên quyền phát biểu rất lớn. Không thể nghi ngờ. Như vậy ước sau gần nửa canh giờ, Lâm ở Tuyền mang theo một phiếu thủ hạ giết tới Hoa Mẫu Đơn Đại Tửu Điếm, đầu liếc mắt tự gặp được tửu điếm ngoại bắt mắt mục tiêu, chợt thần sắc cả kinh, vội vã góp đi tới thần sắc khẩn trương nói Dương Thiếu, ta tới, ngươi mặt mũi này. Chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng đây chính là đường đường vốn là tổ chức bộ bộ trưởng công tử, bối cảnh thiên đại, lúc này lại cư nhiên bị người đánh thành như vậy, hoàn toàn xưng thành đầu heo. Thảo nào trước nhận được điện thoại. Nghe đối phương oán khí lớn như vậy, làm nửa ngày, là chuyện ra có nguyên nhân a. Lâm đội ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cũng thấy đấy, có người ở ta, hơn nữa còn là tại đây công cộng trường hợp dưới công nhiên hành hung, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Dương Viễn Trình vừa thấy được lão người nhất thời giống như gặp được cứu tinh, mặt âm trầm lạnh lùng nói. Thực sự là buồn cười, to gan lớn mật, lại có người dám ở nơi công cộng như vậy con mắt vô pháp kỷ, công an hành hung. Cái này đã dính đến Trị An hình pháp, phải ngay tức khắc Trị An tạm giam, cho xã hội quần chúng một cái công đạo.
Lâm ở Tuyền Lâm đội phó nghe vậy nhất thời biến sắc, nghiêm trang, vẻ mặt chính khí lớn tiếng nói. Tốt, theo ta, vân vân chờ đã, chính là bọn họ, đi ra, Lâm đội trưởng nhanh lên, cho ta đem ba người kia cẩu tạp trùng bắt lại, ta muốn để cho bọn họ vi trước cử động trả giá thật lớn. Dương Viễn Trình nghe vậy hài lòng gật đầu, vốn muốn cho Lâm ở Tuyền mang đội trực tiếp đi bên trong quán rượu bắt người, lại không nghĩ rằng Trần Phi ba người chợt đi ra, nhất thời vẻ mặt dữ tợn, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Là bọn hắn, Dương thiếu người yên tâm, ngày hôm nay có ta Lâm ở Tuyền ở, tất nhiên những loại này ác đồ không chỗ nào che giấu, không đường có thể trốn. Còn ngài cái này người bị hại một cái công đạo, còn xã hội một cái lang lảnh càn khôn. Lâm ở Tuyền theo Dương Viễn Trình ánh mắt có thể đạt được phương hướng đảo qua đi, nhất thời hướng về thủ hạ nháy mắt một cái, một bên hành động, một bên vẻ mặt chính khí lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, tiểu tử kia tay chân hình như rất lợi hại, đừng lật thuyền trong mương, đem người cho ta để xuống chạy. Dương Viễn Trình mắt lộ ra hung quang nói. Dương thiếu ngươi cứ yên tâm đi, thế mà Lâm ở Tuyền nghe vậy cũng không tiếc cười lạnh nói đầu năm nay, tay chân lợi hại có cái dám dùng. Có ngươi ngày hôm nay cái này thanh phân phó, ta thế nhưng đem xứng thương, súng, đều mang đến, còn có điện côn. Ba tên kia nếu là dám chống lại lệnh bắt, lão tử làm cho dùng điện côn quất chết bọn họ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không hổ là Lâm đội trưởng, phải suy tính rất đúng chỗ a. Bất quá nên như vậy ta xem cái vật kia còn dám thế nào hoành. Ha ha, đợi vào cục công an. Lão tử nhất định phải để cho hắn cầu sinh bất tử muốn chết cũng không thể. Chờ cho ta, nghe vậy Dương Viễn Trình lại là thỏa mãn lại là mắt lộ ra hung quang kích động nói. Ha ha, Dương thiếu quá khen. Chúng ta đây là đang vì dân trừ hại, diệt trừ xã hội u ác tính. Lâm đội trưởng Lâm ở Tuyền nghe vậy quyến rũ cười cười, sau đó chanh chua trong con ngươi hiện ra lau một cái dương dương đắc ý vẻ, như là rất hài lòng bản thân bây giờ ngôn ngữ. Sau đó chỉ thấy xoay người hướng chu vi thủ hạ lên tiếng chào hỏi, nhất thời năm sáu ăn mặc cảnh phục cảnh sát liền hướng phía Trần Phi, Trương Long đám người hung thần ác sát thẳng tắp đi đến, người đi đường đều né tránh. Mau tránh ra, cảnh sát làm việc. Đừng không có mắt mù được thông qua, có người hung thần ác sát hét lớn, cả kinh không ít lui về phía sau. Tới, Trần Phi, gặp này hung thần ác sát cảnh sát hướng mình bên này đến. Vô luận là Trương Long hay hoặc là Triệu Nhạc, đều cả người khẽ run, trong ánh mắt không khỏi thấu lộ ra một tia e ngại cùng lo lắng thần sắc. Người sau nhìn không được mở miệng nói. Không có việc gì, tới thì tới đi, chờ chính là bọn họ. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là nghe vậy nhíu cười nhạt nói. Bởi vì xem giá thế này, tựa hồ lại là vừa ra trinh phỉ cấu kết vở kịch đặc sắc. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị chỉ tìm đối phương một người phiền toái, lại không nghĩ tới bây giờ. Hình như lại có không biết sống chết tên tự mình đưa tới cửa, ha ha. Lâm đội trưởng, người tới thật đúng lúc, vừa rồi chính là hắn ở bên trong quán rượu ẩu đả ta. Người có thể nhất định phải cho ta cái này người bị hại làm chủ a. Trong nháy những cảnh sát kia còn có Dương Viễn Trình Dương đại thiếu gào thét tới, người sau vẻ mặt kiệt ngạo, oán độc nhìn Trần Phi, vẻ mặt càn rỡ cười ha ha ủy khuất nói. Vị tiên sinh này, người bây giờ liên quan đến cùng nhau bạo lực ẩu đả người khác. Cùng với nguy hại công cộng an toàn án kiện, thỉnh ngay tức khắc theo chúng ta đi một chuyến. Lâm ở Tuyền nhất thời từ bên hông triệt kế tiếp còng tay, đi lên trước đến, vẻ mặt cuồng vọng tự đại, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, khinh thường nói. Rất hiển nhiên, hắn giờ này khắc này trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, Trần Phi người này lại dám to gan lớn mật, trêu chọc Dương Thiếu, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Không biết lượng sức a. Phải biết rằng coi như là hắn Lâm ở Tuyền, đường đường Bắc Sơn thị Hải Giang khu thị công an phân cục trị an đại đội đội phó, thấy đối phương đều được cẩn cẩn rực rực cười làm lành, quyến rũ lấy lòng, cũng bởi vì đối phương thế nhưng thị tổ chức bộ trưởng nhi tử. Đây chính là thị ủy uy ủy, phó thính cấp, lại là tùy tùy tiện tiện cái gì điêu dân có thể trêu chọc. Quả thực đang nằm mơ, sống trong mộng. Còn có hai người bọn họ cũng muốn cùng nhau bắt lại. Nhưng vào lúc này Dương Viễn Trình bỗng nhiên ác độc chỉ hướng Trương Long cùng với Triệu Nhạc, đồng thời trải lộ ra một tia đắm đuối ánh mắt, nhìn người sau, là tốt rồi trong lòng nổi lên cái gì khác tâm tư. Hai vị cũng thỉnh theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương thiếu ý tứ hắn Lâm ở Tuyền đương nhiên không dám phản bác, nhất thời cười nhạt mở miệng nói. Cái gì? Triệu Nhạc,
Trương Long hai người nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Dựa vào cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng cười, thần sắc bình tĩnh nhưng lại không hiểu mang theo lau một cái làm cho lòng người quý cảm giác, chậm rãi cười lạnh nói cái này nhược trí quả thực đánh cho ta, nhưng lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ra ra, bất quá, đây đều là ta một người làm, dựa vào cái gì bằng hữu ta cũng muốn với các ngươi cùng đi. Bọn họ có thể cái gì đều không làm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất là Lâm ở Tuyền nhìn không được thất kinh, nguyên bản tràn đầy tự tin, trên cao nhìn xuống thần sắc cấp tốc hiện ra lau một cái chấn động cùng hoảng loạn. Thập, cái gì, vâng, xòe ra đồ chơi. Dương thiếu hắn cư nhiên bị người đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ra ra, cái này hắn ma là đang nói đùa. Cái này cũng không tốt cười. Phải biết rằng Dương thiếu hạng thân phận, hạng địa vị, đường đường thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì, hay là óc có bệnh? Đốt rán, dám làm như thế, muốn chết. Ngươi hắn sao? Ngươi cho lão tử chờ, đợi vào cục công an, lão tử nếu không đánh chết ngươi, ta sẽ không gọi Dương Viễn Trình. Mà Trần Phi lời vừa nói ra rất hiển nhiên lập tức va chạm vào đối phương Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu Nghịch Lân, nhất thời mặt dữ tợn nhảy dựng lên, một bộ nổi trận lôi đỉnh dáng dấp điên cuồng quát mắng. Ba một tiếng thanh thúy vô cùng chàng pháo tay, mọi người ngây người. Xem ra ngươi đã quên trước ta nói với ngươi nói, miệng nát vụn nhưng là sẽ chảy mủ sinh sang. Trần Phi một cái tát hung hăng khác ở đối phương trên mặt, trực tiếp đem hàm răng đánh rụng một đống, chảy như điên máu, sau đó lạnh lùng nhìn bị đánh tại chỗ xoay quanh vòng đối phương chẳng đáng cười lạnh nói. Ngươi, ta muốn giết chết nàng. Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu nói đều nói không rõ lắm. Nhưng vẻ mặt thần sắc càng thêm dữ tợn, càng thêm phẫn nộ. Nói đến đây hắn nhịn không được điên cuồng hướng phía Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó hét lớn nàng, ngươi, nàng còn đứng ở cái này nhìn cái gì? Đông lạnh tay a, cho ta đem hắn bắt lại, mang về bót cảnh sát, ta muốn giết chết hắn. Ba lại một thanh tiếng vỗ tay vang lên. Trần Phi hoàn toàn không thấy đối phương kiêu ngạo lại một cái tát xuất thủ, hung hăng in lại đi. T. Cái này. Triệu Nhạc, Trương Long ngây người. Phụ cận chu vi quần chúng vây xem cũng có chút giết. Những cảnh sát kia, lại là Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó càng vẻ mặt ngây ra. Hơn nữa còn là một bộ đặc biệt viết kép đặc biệt quý danh ngây ra. Cái này, ta vãi. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình cũng đã tự mình ở nơi này, đối phương lại còn dám lớn lối như vậy, làm cho mặt của hắn mà đánh người. Hơn nữa trên mặt còn là phó chẳng đáng, ghét bỏ thần sắc, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương ở nhục nhã hắn Lâm ở Tuyền, ở nhục nhã Dương Thiếu. Con mẹ nó ngươi hiện tại lập tức cho ta tiếp thu bắt. Cư nhiên dám can đảm ở ta Lâm ở Tuyền trước mặt đánh người, thật là vô pháp vô thiên. Còn có bọn họ, cũng cùng nhau còng lại, đều mang đi. Chỉ thấy thứ nhất mặt âm trầm, ra mặt co quắp nói. Bằng hữu ta cùng chuyện này không quan hệ. Dựa vào cái gì dẫn bọn hắn đi? Trần Phi bước lên trước, lạnh lùng nói. Không quan hệ, coi như bọn họ cùng chuyện này không quan hệ, cũng khẳng định cùng những chuyện khác mà có quan hệ, hiện tại ta hoài nghi hai người bọn họ không hề giữa lúc giao dịch quan hệ. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còng tay lấy ra nữa, mang đi. Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó vẻ mặt dữ tợn nói. Ngươi đánh rắm. Trương Long nghe vậy nhất thời tức giận đến cả người run, vẻ mặt phẫn nộ, không nghĩ tới đối phương thân là đường đường cảnh vụ nhân viên, lại cư nhiên như thế lung tung trừ thỉ lều. Không bình thường giao dịch quan hệ. Vậy không phải nói hắn Trương Long là phiêu khách, vợ hắn Triệu Nhạc là di nữ. Vãi vãi bọn họ thế nhưng đường đường tránh tránh quan hệ vợ chồng, lãnh giấy hôn thú. Đây quả thực là vũ nhục, đối với bọn hắn hai vợ chồng người nhân cách vũ nhục. Tâm tắc. Không bình thường giao dịch quan hệ, xem ra lại là vừa ra trò hay a, thực sự là thoái hóa đạo đức. Nói người nữ còn xinh đẹp quá, cũng không biết một đêm bao nhiêu tiền. Ha ha! Quốc nội từ trước đến nay không thiếu hụt vô giúp vui người, cùng với bảo sao hay vậy tiện nhân. Cho nên khi bọn họ lúc này vừa nghe đến thân mặc cảnh phục, uy phong lẫm lẫm Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó nói như thế lúc, nhất thời e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn có chút hả hê lên. Xem như là thỏa mãn trong lòng mình phức cảm tự ti. 3. Đã có thể sau đó một khắc,
Triệu Nhạc đột nhiên mặt không thay đổi từ trong bao móc ra một chương đỏ tươi giấy hôn thú, vung tay lên cư nhiên trực tiếp vẫy ở chính vẻ mặt cười nhạt Lâm ở Tuyền trên mặt, mắng to lên nói ngươi hắn ma cho lão nương trợn to mắt chó của ngươi con ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Bất chính có quan hệ, ta xem cả nhà ngươi đều là bất chính có quan hệ. Thấy tình cảnh này ở đây tất cả mọi người choáng váng, sau đó không ít người lộ ra ngượng ngùng vẻ lúng túng. Nói đùa, vừa rồi bọn họ vẫn còn nhìn có chút hả hê, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng bây giờ nhà gái cư nhiên trực tiếp đem giấy hôn thú đều lấy ra nữa, cái này còn có thể có cái gì nói. Hiển nhiên không lời nào để nói. Ngươi cái này người đàn bà tranh chua lại dám đánh lén cảnh sát. Mà Lâm ở Tuyến Lâm đại đội phó đột nhiên gặp tập kích, trên mặt nhất thời một trận kịch liệt đau đớn, không khỏi cấp tốc sắc mặt trầm xuống, không gì sánh được hắng giọng. Nhìn Triệu Nhạc cái này dám can đảm dùng giấy hôn thú vẫy hắn mặt người đàn bà tranh chua âm trầm nói. Phải biết rằng, hắn Lâm ở Tuyền hạng thân phận, hạng địa vị, bình thường làm Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội đội phó, trưởng quản nhất phương, kiêu ngạo đã quen, tại đây một mẫu ba phần trên mặt đất ai dám không để cho hắn mặt mũi. Có thể bây giờ lại bị một cái người đàn bà tranh chua đạp vào mặt, dùng giấy hôn thú vẫy mặt của hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được đem rơi trên mặt đất giấy hôn thú nhặt lên, sau đó đột nhiên sắc mặt dữ tợn cố sức một xé, đem bên trong tầng kia hoàn toàn xé bỏ rơi, sau đó, vẻ mặt âm trầm nhìn Triệu Nhạc lạnh lùng chào phúng ngươi nói đây là giấy hôn thú, nó chính là giấy hôn thú. Hiện tại ta nói nó là giả, các ngươi hiện tại kẻ khả nghi giả tạo quốc gia hôn nhân giấy hôn thú món, cộng thêm ngươi cái này còn là một di nữ, đây là tội thêm một bậc. Mang cho ta đi. Thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người chờ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đường đường cảnh sát cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Xé bỏ người khác giấy hôn thú, nhưng lại tiếp tục loạn trừ thị trậu, tiếp tục vu hãm. Quả thực con mắt không vương pháp A, nhất thời rất nhiều người đều bừng tỉnh, không khỏi bi phẫn thầm nghĩ. Xem ra cái này chưa là cái gì cảnh sát án giả A, quả thực chính là vu hãm người. Lăn, đều cút sang một bên. Vây ở bên cạnh làm gì, tin hay không đợi liên các ngươi cũng cùng nhau bắt, mà ở nhìn thấy chu vi lại còn có người dám xen vào việc của người khác, lại nhải, hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời có hung thần ác sát cảnh sát vẻ mặt hung sát gầm hét lên. Nhất thời không ít người đều đi ra ngoài, hoặc là lẫn mất rất xa. Tuy rằng bọn họ cũng bầu không khí Lâm ở Tuyền loại này cử động, thế nhưng, có thời gian quan hệ người khác không bằng bo bo giữ mình. Bọn họ cũng không muốn ngây ngốc rước họa vào thân A. Thấy tình cảnh này, Lâm ở Tuyến Lâm đại đội phó hài lòng gật đầu, thậm chí còn dùng ánh mắt tán thưởng liếc mắt một cái bản thân thủ hạ kia, sau đó sắc mặt lại cấp tốc thay đổi đáy chậu chìm, nhìn Trần Phi, Triệu Nhạc hai người mặt giữ tợn cười lạnh nói các ngươi có phải là thật hay không đã cho ta Lâm ở Tuyền không trị được các ngươi. Ngươi, còn có cái này thối lẳng lơ. Ba, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi một cái tát trực tiếp quăng tới. Ngay sau đó một thanh âm lạnh lùng khi hắn bên tai chậm rãi vang lên, làm người ta không hiểu có chút cực sợ cẩu vật, miệng sạch sẽ điểm. Nhất thời hiện tại mọi người, vô luận là những cảnh sát kia hay là lẫn mất rất xa hiếu kỳ khách đều choáng váng, toàn bộ bầu không khí thoáng cái nhiệt độ giảm bớt tới băng điểm. Không ai nghĩ đến Trần Phi cư nhiên dám làm như thế, hắn lại dám xuất thủ đánh người. Hơn nữa còn là có. Con mẹ nó ngươi kiêu ngạo cái rắm. Lại dám đánh lén cảnh sát. Ta xem ngươi đêm nay có mấy cái mệnh có thể chết, coi như thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhất thời một đạo càn rỡ tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, cũng Dương Viễn Trình Dương đại thiếu không gì sánh được nhìn có chút hả hê nói. Vẻ mặt tùy ý. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy to gan lớn mật, như vậy chúng con mắt nhìn chừng, công chúng trường hợp dưới, một cái tát hất ra. Hung hăng khắc ở Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội đội phó trên mặt, liên hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu cũng không dám làm như thế. Quả thực muốn chết, tự tìm tử lộ. Mà trừ hắn ra, này không sợ lớn chuyện vây xem hiếu kỳ bọn người cùng với Lâm ở Tuyền Lâm phó đại đội trưởng thủ hạ rất hiển nhiên cũng choáng váng. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Phi, căn bản không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy. Bắc Sơn thì nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Vì vậy đường đường phân chia cục trị an đại đội đội phó còn có một định thân phận, địa vị, bình thường dân chúng thấy người như thế đều biết thành thật lượn quanh đường đi, bởi vì... Này những người này các nghiêu đến trong mắt hướng lên trời,
chớ nói chi là lúc này, lại có người dám vẫy bọn họ lỗ tai. Đây quả thực bạo tạc. Vãi, con mẹ nó ngươi lại dám. Lão tử quất chết ngươi. Mà vào lúc này, đầu ứa ra sao Lâm ở Tuyền rốt cục hoàn hồn trở về, trong nháy mắt không chút do dự cả người nổi trận lôi đình, giận sôi lên, một thanh nhặt lên bên hông điện côn, sắc mặt dữ tợn hướng về Trần Phi đầu đổ ập xuống đập xuống, miệng đầy ô nói ác nói. Nói đùa, phải biết rằng hắn Lâm ở Tuyền hạng thân phận, hạng địa vị. Đường đường Bắc Sơn Thị Hải Giang chính là phân cục trị an đại đội đội phó, chấp trưởng nhất phương, bình thường kiêu ngạo đã quen, chưa từng bị như vậy khiêu khích, như vậy vũ nhục. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được lại sắc mặt dữ tợn gào thét nói cẩu vật, lại dám đánh lén cảnh sát, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Cẩn thận, mà ở nhìn thấy đối phương nhặt lên điện côn hướng Trần Phi xuất thủ, ở đây không ít người vây xem người không biết biến sắc, Triệu Nhạc, Trương Long hai người càng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng không biết Trần Phi thân thủ lợi hại, vì vậy hiện tại thập phần lo lắng. Vậy mà lúc này, Trần Phi trên mặt xác thực không có dù cho chút nào vẻ sợ hãi, trái lại con người đen nhánh bỗng nhiên nhiều hơn một tia lạnh lùng, thân thể vi cung, một cước mạnh đạp, một cước này hung hăng đá vào đối phương mập trên bụng mặt. Đưa hắn đạp lăn, trong nháy mắt trở thành ngã xuống đất hồ lô. Nhất thời người sau cả người đều bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, ngã gục, khiến ở đây mọi người đều thất kinh, không khỏi thần sắc rung động. Vãi, mạnh như vậy. Bọn họ tuy rằng giật mình ở Trần Phi lại dám như vậy to gan lớn mật, ban ngày ban mặt xuất thủ đạp người. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Lâm ở Tuyền tên kia chật vật ngã xuống đất, thành lăn hồ lô, ngã gục, cũng vẫn không từ trong lòng một trận ám thoải mái. Không có biện pháp, đối với xem náo nhiệt mà nói, đương nhiên thế lớn tối trọng yếu. Người nào tư thế mạnh, tự nhiên nghiêu bức. Ngươi, thấy tình cảnh này Dương Viễn Trình nhìn không được hơi biến sắc. Nguyên bản dữ tợn con ngươi hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám mạnh như vậy, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vãi vãi muốn chết, lại dám đánh ta. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trên A, cho lão tử trên, giết chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách, cho ta giết chết hắn. Lâm ở Tuyền sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bình thường hạng uy phong, ngày hôm nay lại ở trước mắt bao người gặp làm nhục như vậy, quả thực không thể chịu đựng được. Hổn hển, lập tức cuồng loạn gào thét. Hơn nữa không chỉ có như vậy, sau đó chỉ thấy kỳ đôi mắt cư nhiên hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn, ngay sau đó bỗng nhiên lại đem bên hông xứng thương súng, lấy xuống tới, còn mở ra van an toàn, đen như mực họng nhắm ngay Trần Phi đầu gầm hét lên mẹ, người hắn mà không phải mới vừa rất nghiêu ép. Người rất có loại, hiện tại có bản lĩnh ngươi cho, nữa lão tử kiêu ngạo một lần. Tựa hồ rốt cục bởi vì trong tay có súng. Hắn sở hữu tất cả lo lắng đều trở về, vẻ mặt dữ tợn cộng thêm làm càn dương dương đắc ý dáng dấp, ở trong mắt mọi người quả thực đáng ghê tởm đến cực điểm tới cực điểm. Nhưng dù vậy, ở đây rất nhiều người đều vẫn là sợ, thần sắc sợ hãi, lặng yên không hơi thở thân thể run rẩy về phía sau phương lui. Phải biết rằng, đây chính là súng lục A, nếu tẩu hỏa, trời biết sẽ rơi xuống địa phương nào đến. Quên đi, còn là đừng xem náo nhiệt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đội trưởng, không muốn, mà hắn những thủ hạ kia thấy tình cảnh này nhất thời sắc mặt chợt biến, thất kinh. Phải biết rằng, đêm nay bọn họ thế nhưng một mình hành động, tại sao có thể động thương súng ni? Bị phát hiện hoặc là bị người tố cáo thì xong rồi. Không muốn, thì không muốn, ngươi không phát hiện lão tử bị hắn đánh, cút sang một bên, đêm nay nếu ai còn dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo, lão tử băng hắn. Rất hiển nhiên Lâm ở Tuyền người này lúc này đã mất lý trí, cư nhiên trực tiếp hung hăng đạp thủ hạ mình một cước, viền mắt đỏ lên dữ tợn nói. Cùng lúc đó, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp mang theo thủ hạ cảnh sát đến rồi. Song khi hắn gặp đến thời khắc này một màn này lại nhìn không được sắc mặt chợt biến, cả người bỗng nhiên run lên, nhức đầu mồ hôi hột cuồn cuộn liền từ cái trán bừng lên. Cái kia ai, vãi vãi. Hắn lúc này quả thực hận không thể một thương, súng trực tiếp đem nhược trí cho băng. Phải biết rằng Trần Phi Trần Tiên Sinh hạng thân phận, hiện tại đều không chỉ là Hoàng Đào Hoàng Thị Trưởng như là cung đại Phật vậy, đem cung, ngay cả đường đường tân nhân số một lãnh đạo Trác Quần Trác Bí Thư đều dùng như vậy một loại tôn kính thái độ đối đãi đối phương, thậm chí trước khi hắn trước khi lên đường, mở chính mồm nói ra như vậy thuốc an thần vậy nói. Để cho hắn yên tâm tâm lớn mật đi làm. Có cái gì mọi chuyện bọn họ đều có thể chịu trách nhiệm.
Như vậy đây quả thực là ngự ban thưởng huy chương vàng, lại không nghĩ rằng lúc này. Hắn ma, Trình Thành, cho lão tử động thủ, đêm này dám can đảm bại hoại chúng ta hệ thống công an người cặn bã, u ác tính bắt lại. Nhất niệm đến nước này, hắn cư nhiên tự mình từ bên cạnh thị cục một cảnh sát trên người đoạt lấy súng thương, súng vẻ mặt thần sắc như vậy hắc sát thần vậy tức giận khiển trách. Nhấc chân liền đã qua bên kia đi. Vâng, vâng, chủ cục, nhanh, đuổi kịp, thị cục hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành kiến trạng sắc mặt cũng thay đổi, đồng dạng cái trán giọt mồ hôi cuồn cuộn đi xuống, ngay tức khắc ý bảo người thủ hạ đuổi kịp, mâu quang rung động. Phải biết rằng hắn đi theo chủ cục thủ hạ cũng đã có nhiều năm như vậy, nhưng đối phương giống như ngày hôm nay như thế nổi giận, vẫn còn thật chỉ là lần đầu nhìn thấy. Vì vậy không phải do hắn không khẩn trương, không phải do hắn không ngưng trọng a. Trong lòng biết đây nhất định là phát sinh đại sự. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được đem mâu quang quét về phía đang bị Lâm ở Tuyền mang dùng súng hướng về phía đầu tuổi nhỏ người. Lẽ nào là bởi vì hắn? Mẹ, là ai? Lão tử đang phá án, cút sang một bên, bằng không liên các ngươi cùng nhau bắt. Chính rơi vào điên cuồng tâm tình trong tuy rằng nhận thấy được phía sau có tiếng bước chân, nhưng đầu cũng không quay lại, vẻn vẹn chỉ là lớn tiếng quát mắng. Thế mà dưới tay hắn những cảnh sát kia lại trực tiếp sợ tiểu. Bởi vì bọn họ đương nhiên nhận ra được người, đúng là bọn họ Bắc Sơn thị sở hữu cảnh sát tối cao tối trực hệ đỉnh cấp đại bo SS, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, Chu Cục. Hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả dưới tay hắn nổi danh thiết diện thần, hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành đã ở. Xong, xong, nhất thời này chỉ an đại đội lính cảnh sát vẻ mặt tuyệt vọng. Một người trong đó nhìn không được nhỏ giọng run rẩy nói đội trưởng, là Chu Cục, đội trưởng là Chu Cục tới. Chu Cục, người nào Chu Cục, chúng ta phân chia cục nào có cái gì Chu? Thế mà Lâm ở Tuyền lời này mới nói được phân nửa, lại bỗng nhiên cả người cứng đờ, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ sợ hãi lên. Chu Cục, tại bọn hắn Bắc Sơn thị hệ thống công an, cũng chỉ có một người họ Chu, đó chính là. Chu cục ngài thế nào tới? Lâm ở Tuyền đầu đầy mồ hôi thần sắc hoảng sợ nhìn Chu Thiên Diệp điên cuồng cúi người chào nói. Hắn là thật không nghĩ tới đường đường cục trưởng thị công an cục, còn có hình trinh chi đội trình đội, cư nhiên sẽ đích thân dẫn người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là vừa có cái gì nhiệm vụ lớn đi làm trở về? Có thể đây cũng quá đúng dịp đi, thế nào hết lần này tới lần khác chạy tới bọn họ cái này? Chu cục. Rất hiển nhiên Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới cục trưởng thị công an cục sẽ đích thân xuất hiện ở. Bởi vì hắn ba ở bên trong thành phố quan hệ, vì vậy hắn bình thường có thể cùng đối phương gặp mặt, nhưng bây giờ. Vì sao trong lòng hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường? Mà nhưng vào lúc này, Lâm ở Tuyền đột nhiên phát hiện mình trong tay còn có thương súng cái này mới đột nhiên ý thức được sợ rằng vấn đề thật rất lớn, ngay tức khắc lắp bắp hỏi giải thích. Nói Chu cục, người nghe ta giải thích. Tiểu tử này công nhiên chống lại lệnh bắt, nhưng lại tập kích cảnh sát, miệng ra ác nói. Hắn vừa nói vừa đem súng thương, súng thu vào. Trình Thành, đem hắn bắt lại cho ta. Thế mà Chu Thiên Diệp nhưng lại không giải thích cho hắn một câu, trực tiếp mặt âm trầm quát to. Nhượng thủ hạ mình bắt người. Vâng. Một đạo sạch sẽ lưu loát tiếng trả lời trong nháy mắt vang lên. Sau đó chỉ thấy Chu Thiên Diệp phía sau cái kia thiết diện thần thẳng tắp đi ra, lấy ra còng tay. Trình đội, không phải là, Chu Cục, ta. Lâm ở Tuyền nghe vậy thấy thế nhất thời luống cuống, vẻ mặt sợ hãi, thần sắc trắng bệch. Hắn đêm nay hoàn toàn là ỷ vào thân phận lén hành động, bây giờ lại bị đỉnh đầu đại bo SS đại ca chính chứ, bị nắm ở một mình động thương súng. Xong, thực sự xong, phải biết rằng đây chính là tối kỵ. Tùy tiện tiện cũng có thể làm cho hắn đã bị xử phạt, đã đánh mất mũ, thậm chí lên án. Chu Cục, vân vân chờ đã ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc chợt vang lên. Chu Thiên Diệp nghe vậy cả người chợt run lên, chợt ngay tức khắc đi tới Trần Phi trước mặt, chủ động nhận sai nói Trần Tiên Sinh xin lỗi, là ta đến chậm. Cũng là ta quản giáo vô phương, thủ hạ lại có loại này bại hoại. Không có chuyện gì, người cũng không phải thần tiên. Người khác không sai dùng dựa vào trên người mình. Trần Phi nhàn nhạt vỗ bờ vai của hắn. Trần tiên sinh, thấy tình cảnh này, vô luận là Lâm ở Tuyền hay là dưới tay hắn phiếu cảnh sát,
hay hoặc là thì cục hình trinh chi đội trình thành đám người cũng không nhịn được thần sắc chợt biến sắc nhìn phía Trần Phi, ánh mắt chợt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ, và bất khả tư nghị. Trần tiên sinh. Phải biết rằng Chu cục hạng thân phận, đường đường vốn là cục trưởng thị công an cục, thân phận cao cấp, hiện tại lại cư nhiên dùng như vậy tôn kính gọi hô xưng hô một vị thiểu niên làm đầu sinh, hơn nữa thái độ còn như vậy tùy ý, còn dám hướng về phía trước hạ cấp như vậy chụp bả vai của đối phương, đây quả thực, đây quả thực. Lâm ở Tuyền choáng váng. Là chân chính chính choáng váng. Bởi vì hắn cảm giác mình việc này thực sự nhanh điên mất, đều có loại muốn hai mắt vừa lột, ngất đi cảm giác tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc bình thường dựa vào cái gì đối phương người trẻ tuổi kia tới mới tới cuối cùng hình như đều chưa sợ qua, trên mặt thần sắc biểu tình cũng không có bất luận cái gì dù cho chút nào kinh hoàng, ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh. Nguyên lai lịch của hắn tựa hồ, hình như thực sự rất khủng bố a. Thương súng cho ta. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đạm mạc tuổi nhỏ thanh âm lại vang lên lần nữa, làm hắn Lâm ở Tuyền tâm trong bỗng nhiên cả kinh, môi chợt trở nên trắng, run rẩy, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Thương súng. Hắn muốn thương súng, làm gì? Đối với thân là thị cục công an hình trinh chi đội đường dài thành, đêm nay một màn này hoàn toàn có thể nói là hắn đời này, đi theo Chu Thiên Diệp Chu cục thủ hạ lâu như vậy, đều từ chưa bao giờ thấy qua, quả thực làm người ta không dám tin tưởng, khó có thể tin. Phải biết rằng đây chính là Chu Thiên Diệp Chu cục A, vốn là cục trưởng thị công an cục, Bắc Sơn thị thị ủy long đầu một trong, cũng là cả Bắc Sơn hệ thống công an nội không thể nghi ngờ người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng một vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người như vậy tôn kính, hôm nay kính nể, thậm chí người trẻ tuổi kia còn như vậy to gan lớn mật, dám can đảm há mồm muốn thương súng. Trần tiên sinh, ta, cho ngươi. Chu Thiên Diệp rất hiển nhiên cũng Trần Phi nói lại càng hoảng sợ, muốn thương súng, làm gì? Hắn nhịn không được vô ý thức do dự một chút, mờ quang lộ ra một tia chần chờ, nhưng theo còn cắn răng một cái, đem vật cầm trong tay xứng thương súng, giao cho đối phương. Hiển nhiên hắn biết, mà chống đỡ phương Trần tiên sinh thân phận, địa vị, lại cư nhiên bị phân cục cái kia nhược trí mang dùng súng chỉ vào đầu, hiện tại nhất định là ở nổi nóng, nổi trận lôi đình. Vì vậy bản thân nếu ở vào thời điểm này phản bác đối phương, tất nhiên là không sáng suốt, sẽ khiến phản hiệu quả. Rồi hãy nói mặc dù là Trần Phi lúc này tìm hắn muốn súng, hắn cũng không tin đối phương thật sẽ như vậy xung động. Dù sao, đây chính là trước mặt mọi người, trước mắt bao người. 1, 2, số lãnh đạo cũng hiểm không lấn át được loại sự tình này mà. Chu cục, không muốn a. Mà thị hình trinh chi đội trưởng Trình Thành không nghĩ tới Chu cục cư nhiên thực sự sẽ đem xứng thương, súng, giao cho đối phương, không khỏi sợ đến theo bản năng kêu lên. Phải biết rằng, loại sự tình này ở bên trong tổ chức bộ thế nhưng nghiêm lệnh cấm chỉ, há có thể tùy tùy tiện tiện đem súng 6 giao cho người thường. Câm miệng, thế mà Chu Thiên Diệp nghe vậy lại mãnh liệt trầm mặt lãnh quát một tiếng, đồng thời không ngừng đang dùng nhãn thần cho thủ hạ của mình nháy mắt ra dấu. Điều này làm cho Trình Thành nhìn không được thần sắc biến đổi, thiếu chút nữa cũng hút lương khí, nhất thời minh bạch cái này lại là đến thực sự. Nhưng vấn đề là, người trẻ tuổi kia thật có kinh khủng như vậy bối cảnh. Đúng, xin lỗi, Trần tiên sinh, ta chân thực không biết, xin lỗi, ta. Lâm ở Tuyền tuy rằng cuồng vọng tự đại, nhưng có thể ngồi trên phân cục trị an đại đội chức đội phó, tự nhiên coi như là hệ thống công an lẫn vào lão nhân, là tên giảo hoạt. Cho nên khi hắn ở gặp cho tới bây giờ cái này như vậy có lực rung động một màn lúc, mới vừa rồi bị hắn dùng thương súng chỉ vào đầu tuổi nhỏ người, cư nhiên từ cục trưởng thị công an cục trong tay cầm đến một khẩu súng, nhất thời sợ đến mọi người choáng váng, ba hồn bảy vía xuất khiếu, té vọt tới Trần Phi trước mặt điên cuồng cúc cung, môi run rẩy điên cuồng xin lỗi. Sắc mặt đều bị sợ trắng. Bởi vì nhìn giá thế này, đối phương hình như thật muốn, thật chuẩn bị một thương súng đem hắn băng. Không, như vậy sao được, xin lỗi, ta sai lầm rồi. Xin lỗi, vừa rồi dùng thương súng chĩa vào người của ta đầu thời gian, đã làm gì? Nga, được rồi, đã quên nói cho người biết, ta người này phải ghét bị thương súng chỉ vào cảm giác. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói, làm người ta cực sợ cùng run run. Cùng lúc đó, Chu Vi thị cục công an những cảnh sát kia cũng đã thu được Chu Thiên Diệp nhãn thần chỉ thị. Đem Chu Vi vây lại. Thấy vậy tràng cảnh,
nguyên bản kiêu ngạo đến không ai bì nổi Lâm ở Tuyền càng sợ tiểu, cư nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rung giọng nói Trần ca, Trần gia gia, ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Sai, hiện tại biết sai, người vừa rồi đã làm gì? Chu Thiên Diệp thấy tình cảnh này cũng không nhịn được trầm mặt ngôn ngũ lạnh nhạt răn dậy, trong lòng nhịn không được một cái tát phiến chết cái này nhược trí. Phải biết rằng Trần tiên sinh hạng thân phận, hạng địa vị, lời nói khó nghe giờ nói, hôm nay ngay cả bọn họ Bắc Sơn 1, 2, số lãnh đạo, đều đối kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn Chu Thiên Diệp nhằm nhò gì. Vì vậy vạn nhất nếu là bởi vì ngày hôm nay chuyện này, đối phương phát hỏa, cho là hắn cái này cục trưởng thị công an cục lãnh đạo vô phương, vậy hắn Chu Thiên Diệp còn không được cũng xui xẻo. Phải biết rằng liên từ kinh thành hàng không mà đến vị kia đều mặc danh kỳ diệu đối kỳ như vậy tôn kính, hắn Chu Thiên Diệp chính là một vị cục trưởng thị công an cục lại coi là cái gì. Sai lầm rồi, nếu thuận miệng nói một chút là có thể không có chuyện gì, xã hội này đã có thể thực sự rối loạn. Lâm đại đội trưởng đúng không? Vừa rồi nhìn ngươi cầm súng chĩa vào người của ta đầu thật thoải mái chính là đi, không có ý tứ Nga, hiện tại đến phiên ta. Phanh một tiếng, Trần Phi trực tiếp phung đen như mực lỗ châu mai ngăn ở đối phương ót trong lòng, chợt đưa tay ở y phục trong bao móc ra một quyển giấy chứng nhận, thản nhiên nói đây là ta chứng kiện, tránh thính cấp, chính mình tiên trảm hậu tấu quyền lực. Hiện tại ta hoài nghi ngươi kẻ khả nghi nguy hại an ninh quốc gia tội, vì vậy, tự xử quyết. Giấy chứng nhận, tránh thính cấp, tiên trảm hậu tấu quyền lực, nguy hại an ninh quốc gia tội, tự xử quyết. Cái này liên tiếp lùi từ ngữ từ Trần Phi trong miệng nói ra, quả thực khiến ở đây mọi người câu cũng không nhịn được thần sắc mãnh liệt run lên, mâu quang mắt thường có thể thấy được co rút lại, kinh hãi, vẻ mặt trắng bệch. Phải biết rằng, tránh thính cấp ý vị như thế nào? Ý nghĩa đường đường vốn là 1, 2, số lãnh đạo cũng không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cũng chỉ có hơn 20 tuổi, là một thiếu niên, lại cư nhiên chính mình như vậy khủng bố ngành đặc biệt thẻ căn cước món, tùy thân mang theo sát nhân giấy phép A. Chu cục, cái này, thị hình trinh chi đội đường dài thành mơ hồ, không nghĩ tới tình thế cư nhiên sẽ phát sinh đến bước này. Rất hiển nhiên lấy thân phận của hắn trình tự, là mơ hồ có hiểu biết tỉnh mặt trên cái kia ngành đặc biệt. Nhưng vấn đề là, giấy chứng nhận là thật. Tuổi còn trẻ hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người thật có kinh khủng như vậy địa vị, là ngành đặc biệt người, còn hắn sao là tránh thính cấp? Nằm mơ đi, hắn có đúng hay không đang nằm mơ? 3. Câm miệng, vâng, là thật, đều cho ta đem đầu thấp đi, không nên nghe cũng đừng nghe qua, thành thật tại chỗ đợi. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, thậm chí không được một giây đồng hồ thời gian, Chu Thiên Diệp cũng đã một cái tát hung hăng phiến đi qua, phiến ở đầu hắn trên, run rẩy nói. Rất hiển nhiên, hắn Chu Thiên Diệp giàu gì cũng là đường đường địa cấp thành phố cục trưởng thị công an cục, còn là miễn cưỡng có thể chạm đến tỉnh mặt trên cái kia ngành đặc biệt, cũng biết bọn họ có quyền lợi, tính đặc thù, cùng với giấy chứng nhận là dạng gì. Những, này hắn đều biết. Nhưng bây giờ, xem hắn vừa nhìn thấy Trần Phi triển hiện ra giấy chứng nhận, cũng vẫn là không nhịn được cả người đều sợ choáng váng, môi bầm đen thẳng run run. Bởi vì hắn gặp qua loại này giấy chứng nhận, giống nhau như đúc, ở một cái khác cần ngành đặc biệt lão trên thân người. Thế mà, tên kia quả thực không phải người. Cho tới bây giờ đương sơ đêm đó đối với hắn mà nói đều là ác mộng. Giờ này khắc này, đến bây giờ hắn rốt cuộc biết số 1 số 2 lãnh đạo tại sao muốn đối với đối phương, chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên người như vậy tôn kính, nói gì nghe nấy, thậm chí kính sợ. Nguyên lai hắn và đã từng cái kia thay đổi tai đều là một loại người. Mà đang nghe bản thân người lãnh đạo trực tiếp Chu cục như vậy sợ hãi, run rẩy giọng nói, này thị hình trinh chi đội cảnh sát đã chi đội dài mặc dù lại ngu xuẩn, cũng khẳng định biết giấy chứng nhận là thật, người trẻ tuổi kia thật tùy thân mang theo một quyển sát nhân giấy phép. Bởi vậy cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ thần sắc hoảng sợ cúi đầu. Không nên nhìn đừng xem, không nên nghe cũng đừng nghe, mặc kệ chuyện của ta mà, mặc kệ. Không, không, đây không phải là thật. Không là thật. Ngay vây chung quanh Chu Thiên Diệp chờ mặc cho đều sợ đến lợi hại như vậy, càng miễn bàn Lâm ở Tuyền cái này nhân vật chính. Cơ hồ là vô ý thức, hắn quả thực bị trước mắt một màn này sợ đến hồn phi phách tán, cả người vô lực, môi bầm đen, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, run, không dám tin tưởng chờ chư phức tạp hơn tâm tình đan vào, trực câu câu run nhìn Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Chứng,
giấy chứng nhận, giết, sát nhân giấy phép. Hắn giờ này khắc này trong lòng chỉ có thể lặp lại hai cái này từ ngữ, có thể càng nặng lại vượt sợ. Không là thật, xin lỗi, cũng không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Nhân lo lắng cho ngươi, cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy không thể đưa không cười cười, bỗng nhiên dùng thương súng hung hăng đi phía trước để một chút, thanh âm trầm giọng nói ba. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây tất cả mọi người đều có loại búa tạ đánh tại trái tim cảm giác, không cách nào hô hấp. Không, không muốn, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lâm ở Tuyền điên cuồng cầu xin tha thứ. Thế mà Trần Phi lại bất phi sở động, khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái trào phúng, vươn ba ngón tay giảm thiểu một cây, lại nói hai. Giọng nói rất vô tình. Cái này, dù là Chu Thiên Diệp hạng thân kinh bách chiến, mới từ cơ sở từng bước một giết hôm nay vị trí này, mà khi hắn hiện tại nhìn thấy trước mắt cái này như vậy có chấn động tính một màn, cũng vẫn là không nhịn được cả người run rẩy, mâu quang hiện ra ý sợ hãi. Tiểu tử này quả thực chính là người điên. Người điên. Ngay cả hắn Chu Thiên Diệp, đường đường cục trưởng thị công an cục đều không chịu được như thế, chớ nói chi là ở đây cái khác, một đám điên cuồng cúi đầu, cả người run rẩy, không nói một lời không dám nói một câu. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo hơi nhếch lên lạnh lùng thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra đột ngột vang lên, hung hăng tác động tim của bọn họ. Một, nghe được thanh âm này tất cả mọi người hít thở không thông, cảm giác cái cổ bị hung hăng bóp ở. Không, không muốn, rơi vào to lớn tuyệt vọng cùng với điên cuồng trong Lâm ở Tuyền cũng không biết từ đâu xuất hiện khí lực, cư nhiên đột nhiên dùng rằng cuồng loạn tiếng quát tháo, trong mắt tràn đầy cầu xin ánh mắt sợ hãi. Đã muộn. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi lại thản nhiên nói, ngón tay hơi trừ hướng cò súng, miệng mở phanh. Mù ca la thẻ, mọi người ngây người. Thật giống như điên cuồng liên lụy đến cực hạn thần kinh chợt bị ngoài ý muốn đùa bỡn, tất cả mọi người trong nháy mắt mơ hồ. Nhất là ở Trần Phi trong miệng bắt trước tiếng súng phanh thanh âm thốt ra, quả thực giống như đúc, giống nhau như đúc, làm bọn hắn nhìn không được trái tim co quắp. Có thể tiếp, xòe ra đồ chơi. Chu Thiên Diệp nhìn không được lộ ra một tia bất đắc dĩ, không nói gì vẻ. Cái này Trần Tiên Sinh, thật đúng là dằn vặt người a. Hô, hô, cùng lúc đó, đã ngây ra, rơi vào tuyệt vọng Lâm ở Tuyền phảng phất việc nặng vậy, cả người phanh một tiếng trọng trọng ngã trên mặt đất, điên cuồng ngụm lớn hô hấp không khí mới mẻ, vẻ mặt chết lặng cùng sống sót sau tai nạn. Cùng lúc đó, xem hắn mơ quang lại một lần nữa run rẩy quét cái kia tuổi còn trẻ thân ảnh lúc. Lại tràn đầy vô cùng sợ hãi cùng run. Không sai, hắn là thật sợ, chân chân chính chính sợ, cái này mẹ quả thực chính là một người điên, ác ma. Giống như ngươi người cặn bã như vậy, chết ở trong tay ta luôn cảm thấy có chút bẩn tay. Chu cục, người này tự giao cho ngươi, còn có bên kia hai cái tiểu tử. Trên thực tế, trước hắn quả thật có động tới sát ý, thế mà ngay sau đó hắn nhưng vẫn là chậm rãi thanh tỉnh lại. Bởi vì hắn minh bạch La thủ trưởng mượn hơi hắn, nhượng hắn thêm vào phi báo, cấp cho hắn loại này có thể giải quyết phiền toái thân phận đặc thù, không phải là vì nhượng hắn như vậy lung tung sát nhân có thể có cái dựa, mà là hy vọng hắn có thể mượn cái này vì nước vì dân, vì xã hội làm cống hiến. Quả thật, đối phương mới vừa rồi là cầm súng hướng về phía đầu hắn, hơn nữa vừa nhìn chính là cảnh phỉ cấu kết, ỷ thế hát yêu ta người, con mắt không vương pháp. Có thể dù vậy. Người như thế cũng có thể từ chính phủ, từ pháp luật đến trừng phạt nghiêm khắc. Mà không phải hắn Trần Phi tùy tùy tiện tiện cầm một quyển đặc thù giấy chứng nhận, sẽ theo liền sằng bậy. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được hướng về đối phương Chu Thiên Diệp chậm rãi nói Chu cục, tối nay chuyện này tự nhờ ngươi. Phàm là có vi pháp loạn kỷ người, xin nghiêm trị không tha. Xin Trần Tiên Sinh ngài yên tâm, đêm nay chuyện này ta tuyệt đối sẽ nhận chân chân, tỉ mỉ điều tra rõ. Nếu có vi pháp loạn kỷ người, tất nghiêm trị không tha. Chu Thiên Diệp nghe vậy nhất thời cả người run lên, đứng thẳng người, còn kém không cúi chào. Nói đùa, trước đây không biết, hiện tại lẽ nào hắn còn không biết. Lấy Trần Phi ngành đặc biệt tránh thính cấp thân phận thần bí, hơn nữa còn là cái loại này gặp quan địa phương cao một nửa cao cấp, coi như, so với bọn hắn Bắc Sơn thị một. Hai, số lãnh đạo nón quan còn lớn hơn. Đáng sợ như vậy. Dọa người đại nhân vật tự mình hạ lệnh, hắn Chu Thiên Diệp dám lời thừa sao? Rất hiển nhiên tuyệt đối không dám. Mà Lâm ở Tuyền nghe vậy rất hiển nhiên đã tuyệt vọng, nhưng dĩ nhiên không hiểu cảm giác so với trước dễ chịu một ít,
không có biện pháp, hắn vừa rồi, là chân chân chính chính như là cảm thấy tử vong, cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Trần Phi sẽ giết hắn. Đến mức hiện tại tuy rằng không có chuyện gì, nhưng khẳng định còn có cái khác đại phiền toái chờ hắn. Hắn mấy năm nay dưới mông đến cũng không dám sạch sẽ, nếu là bị điều tra ra được, lao để tọa xuyên nhất định là dư giả. Được rồi, chủ cục đem người mang đi đi, cụ thể chuyện gì xảy ra tiểu tử kia hẳn là rất rõ ràng, nếu là bọn họ không muốn giao phó nói, vậy cũng tốt làm, ta cho ngươi một chiếc điện thoại, ngươi bảo bọn hắn giúp đỡ hiệp trợ xử lý một chút, liền nói là ý của ta. Trần Phi tiện tay đem phi báo lôi long lôi điện thoại của huấn luyện viên viết cho Chu Thiên Diệp. Tuy nói phi báo nhiệm vụ chủ yếu là đúng kháng hổ báo đường, tập nã lĩnh nam ba bên trong tỉnh không tuân quy củ cổ vũ giả, dị năng giả. Nhưng loại sự tình này mà cũng coi như bọn họ phó chức một trong, chớ nói chi là hắn Trần Phi còn thân hơn tự lên tiếng, ai dám không nhìn, ai dám không coi trọng. Khẳng định tất nhiên sẽ nhận chân chân làm. Vâng, ta hiểu được. Chu Thiên Diệp cầm Trần Phi đưa tới tờ giấy, nhìn mặt trên viết số điện thoại, không khỏi cả người run lên. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia bộ môn thế nhưng chính mình tiên trảm hậu tấu quyền lợi, nếu là đưa bọn họ cuốn vào, chuyện này đã có thể thực sự đại điều. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được nhìn lướt qua cách đó không xa Dương Viễn Trình. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức tên tiểu tử kia, coi như là hắn lão bằng hữu thì tổ chức bộ trưởng Dương Bân Nhi Tử. Lúc đầu người này có thể nhìn thẳng tác phong hơi có chút vấn đề, vui tốt công, nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể xem như là một cái người chính trực, lại không nghĩ tới bây giờ lại bị con trai mình liên lụy. Ai, thực sự là tự làm bậy không thể sống a. Nếu không phải tên kia bình thường dạy con vô phương, quá mức nuông chiều, cưng chiều, cũng không đến mức cho tới hôm nay loại tình trạng này. Tốt lắm, đã như vậy nói, chủ cục ta tự đi trước một bước. Hẹn gặp lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi gật đầu, đi ra thị hình trinh chi đội bọn cảnh sát làm thành vòng tròn, bỗng nhiên mâu quang lược đến rồi cậu cường cậu thả đại thiếu trên mặt, chợt như là nhớ ra cái gì đó, hướng về phía sau Chu Thiên Diệp lớn tiếng nói chu cục, nếu tiểu tử này thức thời, nguyện ý phối hợp các người phá án nói, tùy tiện quan cái thập thiên nửa tháng, tiểu trừng đại giới một chút được rồi. Tiểu tử kia mới là chủ mưu. Nói, hắn đầu tiên là chỉ vào vẻ mặt run rẩy cậu cường cậu thả đại thiếu. Sau đó lại đổi lại một bộ híp mắt làm trò ngược vẻ, nhìn người sau Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu thản nhiên nói. Ta nhất định toàn bộ dặn dò, ta nhất định toàn bộ dặn dò. Cậu cường cậu thả Đại Thiếu nhìn Trần Phi đạm mạc dáng tươi cười, thiếu chút nữa cả người đều không bị sợ nằm xuống, sớm đã thành đầu đầy mồ hôi, thần sắc kinh khủng, lúc này nghe vậy không để ý Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu tựu ở bên cạnh, điên cuồng bảo đảm nói. Nói đùa. Tuy rằng trước Lâm ở tuyến Lâm đại đội phó chăn đơn độc vây ở trong vòng mặt, bọn họ ở bên ngoài cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra mà. Nhưng bây giờ nhìn Lâm ở tuyến vẻ mặt kinh khủng, chết lặng, thất thần, thậm chí thật giống như từ nước bạc bên trong đi tới, cả người toàn bộ bị làm ướt dáng dấp, hắn lại ngu xuẩn cũng biết chuyện gì xảy ra. Làm cho cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp mặt mà, Trần Phi như vậy một cái chính là hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại còn dám chỉnh người. Cái này mẹ là cần kinh khủng bực nào bối cảnh, cỡ nào vô cùng tự tin. Nghĩ đến đây, cái gọi là Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu loại này ỷ thế hát yêu ta người hoàn khố đại thiếu, trong mắt hắn trong nháy mắt là được một cái thí. Đến mức Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, lão nhân gia ông ta nhật lý vạn cơ, hạng thân phận, địa vị, sẽ bởi vì chính là một cái bất thành khí cháu, liên lụy đến loại sự tình này mà. Dù thế nào hắn không tin, chỉ có thể không tin. Chu thúc thúc, ta, đến mức Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu lúc này rất hiển nhiên cũng đã sợ tiểu, nhịn không được hướng về Chu Thiên Diệp run rẩy xin giúp đỡ ánh mắt. Thế mà Chu Thiên Diệp thấy thế xem đều không liếc hắn một cái, nhất thời trực tiếp vung tay lên, uy nghiêm nói thu đội. Trình Thành, đem bọn họ tất cả đều mang cho ta trở về cục rồi hãy nói. Hắn lúc này lại lần nữa khôi phục cái loại này uy nghiêm tư thái, dù sao. Hắn thế nhưng cục trưởng thị công an cục. Đối phó, gặp Dương Viễn Trình, Cẩu Cường, Lâm ở tuyển đám người bị Chu Thiên Diệp mang đi, Trần Phi đột nhiên híp mắt vỗ tay một cái, cười to nói. Ngày hôm nay chuyện này tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng tóm lại, kết quả coi như là tốt. Hắn Trần Phi khống chế được sát ý trong lòng không có làm ra chuyện xuất cách gì tình, mà Dương Viễn Trình, Lâm ở tuyển chờ đầu sỏ gây nên cũng thành công bị Chu Thiên Diệp mang trở về cục điều tra. Rất nhanh thì muốn trừng phạt đúng tội,
tiếp thu luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Quả thực hoàn mỹ. Trần Phi, bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, trước đã ở đứng ở cách đó không xa Triệu Nhạc, Trương Long hai người xông tới, người sau nhịn không được kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, hắn còn nhịn không được dùng một loại cổ quái khác thường thần sắc nhìn Trần Phi, bởi vì phải biết, hắn thế nhưng biết Chu Thiên Diệp là của ai, đã ở ngẫu nhiên cơ hội gặp qua đối phương mặt mà. Đường đường cục trưởng thị công an cục, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đứng ở Trần Phi bên này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá vừa nghĩ như thế, hắn có mơ hồ có một ít rõ ràng vì sao Trần Phi trước tự tin như vậy có khuyến khích. Nguyên lai là như vậy, dù sao coi như đối phương Dương Viễn Trình là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, có thể vấn đề bọn hắn bây giờ bên này cũng còn có cái cục trưởng thị công an cục, song phương cùng cấp, nếu là bọn họ bên này chiếm ở lý, để ý, vậy khẳng định sẽ không lỗ lả. Đúng vậy, đi, lại tiếp tục ở tại chỗ này, sự tình đã có thể làm lớn chuyện. Trần Phi nghe vậy cười hì hì nói. Trương Long nhìn không được mở miệng, cao bồi, vậy bọn họ. Yên tâm đi, đêm nay chuyện này Chu Cục nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Trần Phi nghe vậy rất kiên định vỗ vỗ bờ vai của hắn, dành cho hắn lòng tin cùng lo lắng nói. Trương Long nghe vậy nhìn không được mạnh giật mình, còn người hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, sau đó như là buông lỏng vậy, đột nhiên thoải mái cười ha hả mẹ, lão tử cái này oan uổng khí đã sớm chịu đủ rồi, tiểu tử kia có thể bị nắm đi cục công an, thực sự là thoải mái. Hết giận. Không sai, quả thực hết giận. Trần Phi đêm nay thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không lời của ngươi. Triệu Nhạc nghe vậy nhìn không được phụ họa nói, bất quá hắn càng thận trọng, nghĩ Trần Phi nói cảm tạ. Được rồi, Triệu ủy viên văn nghệ. Trần Phi nghe vậy cười khoát tay áo, nói ta cũng không muốn liền vì nghe các ngươi một cái tạ tự. Ít nhất, cũng phải mời ta ăn bữa cơm, khao khao ta đi. Không thành vấn đề, nếu không đêm nay, chúng ta bạn thân lưỡng hảo hảo uống một chén. Trương Long ngay tức khắc nói. Đã có thể sau đó một khắc, một non mềm tay không lại đánh vào đầu hắn trên, chỉ thấy Triệu Nhạc tức giận nói ta nói ngươi là không phải là heo a. Ta đây mới vừa từ tửu điếm đi ra, mới ăn nhiều như vậy, còn ăn. Hắn quả thực không nói gì. A, ngạch, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trương Long nghe vậy lúc này mới hồi tưởng lại bọn họ vừa ăn, không khỏi thần sắc lúng túng sờ đầu. Ha ha ha, người này thật đúng là một cây gân, không giải óc. Được rồi, đêm nay trước hết như vậy đi, ta còn phải hơi chút lại đi xử lý một chút, chuyện ăn cơm tình mấy ngày nữa tùy tiện. Dù thế nào ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Bắc Sơn, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Trần Phi thấy thế cũng không nhịn được cười nói, sau đó giọng nói hơi nghiêm. Vậy được rồi, người đi giúp đi, cẩn thận một chút. Triệu Nhạc, Trương Long hai người nghe vậy, nhẫn gật đầu không ngừng nói. Bọn họ đương nhiên minh bạch Trần Phi muốn đi xử lý cái gì, dù sao đối phương thế nhưng thì tổ chức bộ trưởng nhi tử, hơn nữa còn có cái phó tỉnh trưởng cậu. Địa vị tại bọn hắn xem ra quá kinh khủng. Vì vậy mặc dù là Trần Phi, như vậy từ lâu xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, ở chiếm lý, để ý cái chữ này sau, cũng khẳng định còn là cần cực lớn chuẩn bị, bố trí một chút. Bằng không vị miễn tự quá nghịch thiên. Liên đường đường thì tổ chức bộ trưởng, thậm chí phó tỉnh trưởng đều cùng hắn không phải là một cái mặt bàn. Cái này như thế khả năng, tại bọn hắn xem ra khẳng định tuyệt không khả năng. Cùng lúc đó, xe cảnh sát nội, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp cùng với Dương Viễn Trình Dương Thiếu ở một cái bên trong xe. Chu thúc thúc, ta. Xe cảnh sát nội Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu bất ngờ hai tay đã bị đeo lên một phó thủ khảo, đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có đãi ngộ, hơn nữa trước phát sinh tất cả, làm hắn thực sự nhìn không được sợ tiểu, muốn hướng cha mình bằng hữu, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp xin giúp đỡ. Thế mà Chu Thiên Diệp nghe vậy nhưng dần dần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở dài một tiếng, nói quên đi, cho ngươi 10 giây đồng hồ gọi điện thoại. Nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. 10 giây. Dương Viễn Trình nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ làm được loại trình độ này. 10 giây có thể nói cái gì? Phải biết rằng ba hắn thế nhưng vốn là thị tổ chức bộ trưởng. Cùng đối phương đồng cấp. Nếu là không nói muốn, quên đi đi. Chu Thiên Diệp nghe vậy mặt không thay đổi mở miệng nói.
nếu không phải là bởi vì đối phương phụ thân thân phận, cùng hắn bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, cùng với đối phương thê tử sau lưng Tiêu Nam Vân, Tiêu phó tỉnh trưởng, còn có Tiêu gia, hắn cái này 10 giây cũng không thể cho ra đến. Dù sao hắn thấy, coi như là Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng, tỉnh Giang Nam Tiêu gia chi thứ kiệt xuất nhất người, cũng không thấy có thể so với Trần Phi Trần tiên sinh lợi hại hơn. Phải biết rằng, cái kia ngành đặc biệt cũng đều là phi nhân loại A. Hơn nữa còn là tránh thính cấp, hơn 20 tuổi tránh thính cấp, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho đầu hắn ra tóc ma. Dù sao người bình thường cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đi đến loại trình độ đó đi. Muốn, Chu thúc thúc ta muốn, ta phải cho ta ba gọi điện thoại. Dương Viễn Trình nghe vậy nhất thời run giọng hét lớn. Nói đùa, 10 giây tự 10 giây đi, nếu là liên cái này 10 giây cũng không có, vậy hắn chẳng phải là cuối cùng cơ hội cầu cứu cũng không có, vậy làm sao có thể đi? Ừ. Chu Thiên Diệp nghe vậy từ hắn y phục trong bao móc ra điện thoại di động của hắn lật tới thông tin ghi tìm được ba cái số này, gọi thông sau đặt ở Dương Viễn Trình bên tai. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Có nữa 1 giây cũng không có. Chu Thiên Diệp lạnh lùng nói. Vâng, vâng, này, ba, là ta, Viễn Trình, ta xông đại phiền toái, hiện tại đang bị Chu thúc thúc chộp tới thì cục công an, tỷ của ta hình như nhận thức người kia. Ta chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, người có thể nhất định phải cứu ta a, cứu ta. Dương Viễn Trình nghe vậy điên cuồng gật đầu, sau đó nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng hô, nhất thời nhìn không được dùng tốc độ cực nhanh, điên cuồng lải nhải, theo đã bị Chu Thiên Diệp cắt đứt điện thoại. Bởi vì đã đến giờ. Tốt rồi, hiện tại ta duy nhất có thể làm, duy nhất dám việc làm cũng làm, tiểu tử ngươi tiếp tự câm miệng đi. Bằng không. Ta khó bảo toàn chứng sẽ đối với ngươi làm cái gì. Chu Thiên Diệp đem Dương Viễn Trình điện thoại di động bỏ vào trở về hắn trong bao, thản nhiên nói. Dương Viễn Trình nghe vậy nhìn không được cả người run lên, nói Chu thúc thúc, thật có nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử kia thân phận gì, ngay cả ta ba, ta cậu thân phận cũng không cho. Hắn thực sự bắt đầu sợ. Bởi vì Chu Thiên Diệp đó là nhân vật nào, chính là vốn là cục trưởng thị công an cục, thị ủy một trong những cự đầu. Cùng ba hắn Dương Bân chính là một cấp bậc, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên sẽ ở hắn cái này vãn bối, trước mặt tiểu bối nói ra loại này đánh mất lo lắng, thấp con. Cái gì duy nhất có thể làm, duy nhất dám làm. Tiểu tử kia đang có kinh khủng như vậy địa vị, liên Chu Thiên Diệp cũng không dám. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ chuyện này không nghiêm trọng không? Chu Thiên Diệp nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đạm mạc nói ngươi tin hay không, là hắn một câu nói. Phỏng chừng có thể để cho ta trong nháy mắt kể từ bây giờ vị trí này trên cuốn gói rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào, nghiêm trọng không? Tê, thập, cái gì? Dương Viễn Trình nghe vậy bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh, cả người đều trong nháy mắt sợ choáng váng, cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo, môi trong nháy mắt trở nên trắng run rẩy. Câu nói đầu tiên có thể để cho đường đường cục trưởng thị công an cục cuốn gói cút đi, cái này mẹ mẹ đến tột cùng. Này Viễn Trình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, này. Vãi, cùng lúc đó, Bắc Sơn thị ta xa hoa tiểu khu nhà ở nội, một vị hơn 50 tuổi ngốc đầu nam tử đang nghe microphone loại truyền tới âm thanh bận sau, nhịn không được chợt biến sắc, chửi ầm lên ra. Cái gì sông đại phiền toái? Còn có cái gì người kia, là ai? Chỉ có 10 giây thời gian. Trong chớp nhoáng này phát sinh sự kiện. Cùng với từ con của hắn trong miệng truyền tới sợ hãi âm dung, làm hắn Dương Bân trong nháy mắt cả người đều cảm giác có chút nổ tung, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong đầu một đoàn tương hồ, một đoàn loạn. Không sai, người này không là người khác, chính là Bắc Sơn thị thị tổ chức bộ trưởng Dương Bân. Đồng thời hắn cũng là Dương Bân cùng với Dương Mầu Linh cha ruột. Vân vân chờ đã, hắn mới vừa nói Chu thúc thúc, chẳng lẽ là Chu Thiên Diệp. Hắn ma người này đến tột cùng muốn làm gì? Theo hắn lại nhìn không được vô án, vẻ mặt tức giận nói. Phải biết rằng đối phương cùng hắn có thể không xa lạ gì, hiện tại lại cư nhiên đem con của hắn bắt lại, cái này có ý tứ. Hắn há có thể không giận. Cái gì Chu Thiên Diệp, cái gì muốn làm gì? Chẳng lẽ là cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, lão Dương, phát sinh chuyện gì? Nghe được Dương Bân vô án tức giận thanh. Một vị khuôn mặt già nua chừng 50 tuổi trang điểm đẹp xóa sạch nữ tử đi đến, châu mi hỏi. Hắn chính là Dương Viễn Trình Dương đại thiếu mẫu thân, Tiêu gia chi thứ Tiêu Hồng Phương.
Viễn Trình bị bắt, hình như là bị Chu Thiên Diệp tự mình bắt. Nhưng mà kế tiếp Dương Bân một câu nói, lại khiến sắc mặt nàng thoáng cái tự đại biến lên. Nghe được con trai mình bị nắm, hắn nhịn không được hét dầm lên, mặt dữ tợn, trên mặt dày đặc phấn đáy chấn động rớt xuống hơn phân nửa cái gì, Viễn Trình bị bắt. Hắn Chu Thiên Diệp có ý tứ, là muốn tìm chúng ta nhà phiền phức sao? Ta làm sao biết hắn có ý tứ? An tĩnh một chút, nhưng ta suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dương Bân nén giận thần sắc âm trầm nói. Phải biết rằng Chu Thiên Diệp không có thể như vậy tùy tiện cái gì tiểu mưu tiểu cẩu, mà là cùng hắn Dương Bân đồng dạng thân phận, đồng dạng địa vị thị ủy đầu sỏ, chứ nói chi là đối phương phía sau còn có cái Hoàng Đào Hoàng thị trường, hôm nay Bắc Sơn thị chính vỏ mới lên đỉnh số 2 lãnh đạo. Như vậy, đối phương lại cư nhiên như thế đột ngột hướng con của hắn nhúng tay, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ là, có người nhìn hắn Dương Bân không vừa mắt, muốn tìm cơ hội đối với hắn xuất thủ? Muốn, còn muốn cái giám a? Trực tiếp cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, hỏi hắn có ý tứ. Hiện tại nhi tử đều bị bắt ngươi còn có tâm tư muốn, ngươi nếu xử lý không dưới đến, cũng chỉ cho ta ca gọi điện thoại. Ta không tin chính là một cái cục trưởng thị công an cục, chẳng lẽ còn dám theo ta ca đối nghịch phải không? Thế mà Tiêu Hồng Phương nghe vậy lại mắng to lên. Phải biết rằng, Dương Viễn Trình thế nhưng hắn Tiêu Hồng Phương nhi tử. Hắn Tiêu Hồng Phương ca ca thế nhưng bản tỉnh phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân. Nhưng bây giờ, chính là một cái cục trưởng thị công an cục lại dám hướng con của hắn xuống phía dưới, cưỡi tại bọn hắn nhà trên đầu thải kéo nước tiểu, điều này làm cho hắn bình thường dựa ca ca của mình hàng đầu, kiêu ngạo, cuồng vọng quán hắn, tại sao có thể dễ dàng tha thứ. Liên đới nhà mình lão công đều cho thối mắng một trận, hoàn toàn không hắn mặt mũi. Dương Bân nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Nhưng vẫn là tính tình hèn yếu không dám phản bác, thấp giọng mở miệng nói giống cái gì giống, nhỏ giọng một chút. Ta hiện tại tự cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Tuy nói hắn Dương Bân tại đây Bắc Sơn thì coi như là một nhân vật, đường đường thì tổ chức bộ bộ trưởng, thị ủy đầu sỏ, có thể đây hết thảy đều hoặc nhiều hoặc ít đều là vợ hắn sau lưng ca ca, Tiêu Nam Vân Tiêu phó tỉnh trưởng thành tựu hắn Dương Bân ngày hôm nay. Vì vậy, trên thực tế ở trong nhà này, hắn Dương Bân cũng không phải nói một không hai gia trưởng, mà là vợ hắn Tiêu Hồng Phương, mới là nói chủ nói quản sự người. Tuy rằng nghe có chút biệt khuất, đường đường thì tổ chức bộ bộ trưởng cư nhiên thảm như vậy, nhưng không có biện pháp, đây là sự thực. Ai kêu hắn thê tử phía sau có cái phó tỉnh trưởng ca ca? Phó tỉnh trưởng đó là cái gì khái niệm? Đường đường cấp tỉnh phó chức, có tư cách chấp trưởng nhất phương quan to, tỉnh lý mặt không thể tranh cãi quan lớn. Xa không phải là hắn Dương Bân có thể so sánh. Thậm chí, hắn Dương Bân cũng chỉ có đứng phía dưới ngưỡng vọng, rất khó chạm đến cái kia cao độ. Ta không giống ngươi, nhi tử bị bắt ta không là có chút kích động sao? Được rồi, đừng ma thẳng thẳng, mau nhanh cho Chu Thiên Diệp gọi điện thoại, nhượng hắn ngay tức khắc đem Viễn Trình cho ta thả, bằng không, ta tự mình cho ca ca ta gọi điện thoại. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên cũng biết mình có hơi quá, mở miệng nói. Nhưng hắn nói lại vẫn là không nhịn được kích động. Phải biết rằng hắn Tiêu Hồng Phương cũng chỉ có cái này một đứa con trai, bình thường bị hắn bảo bối không được, thổi phồng ở trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa, bây giờ lại bị người bắt lại, hắn há có thể nhận chịu được. Được rồi, đừng động một chút là cái gì cho ngươi ca gọi điện thoại. Ngươi cho là anh vợ bình thường thong thả, tùy tiện chuyện gì đều có thể tìm hắn. Dương Bân nghe vậy nhìn không được phản bác một câu. Lấy điện thoại ra cho Chu Thiên Diệp đánh, thần sắc thập phần ngưng nhưng mà. Hắn hiện tại rất hiển nhiên đã nhận thấy được không đúng, bởi vì tục ngữ nói thật tốt, quan lại bao che cho nhau, cái này nói mặc dù có chút qua, nhưng ít nhất cũng có thể đại biểu một cái ý tứ. Đó chính là ở trong quan trường lẫn vào người, tình hình chung dưới rất khó tương hỗ xé rách ra mặt, chớ nói chi là bây giờ đối với phương Chu Thiên Diệp còn đem hắn Dương Bân thân nhi tử bắt lại. Lẽ nào? Thật là đại sự gì? Này, lão Dương, cùng lúc đó, điện thoại kết nối, từ trong đó truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Này, lão Chu, người bây giờ là không phải là hẳn là cho ta một lời giải thích. Con ta Viễn Trình đến tột cùng phạm chuyện gì, đáng giá ngươi tự mình xuất thủ, đây là đang làm cho ta Dương Bân xem sao. Nghe được thanh âm kia, Dương Bân nhịn không được hàm chứa tức giận lạnh lùng chất vấn. Giải thích, lão Dương, người có biết hay không? Ta bây giờ có thể nguyện ý đón người điện thoại này, tự đã coi như là xem ở qua nhiều năm như vậy, giữa chúng ta đích tình phân.
Bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chậm rãi nói hiện tại ngươi gọi điện thoại cho ta, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cũng biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, xin lỗi, cụ thể bất kỳ tình huống gì ta đều không thể tiết lộ cho ngươi, chỉ có thể đợi điều tra kết quả. Được rồi, nói đã đến nước này, ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đô đô thanh truyền đến, Chu Thiên Diệp cúp điện thoại. Thế mà Dương Bân nhưng vẫn duy trì nghe điện thoại cái kia tư thế, vô ý thức không kiềm hãm được thần sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán xông ra. Nói đùa, lấy hắn Dương Bân qua nhiều năm như vậy, đối với chính đàn mẫn cảm trình độ, chính đàn khứu giác, đương nhiên minh bạch đối phương những lời này ý vị như thế nào. Ý nghĩa con của hắn thật chọc dưới thiên đại phiền toái, thọc một cái thiên đại lỗ thủng, thậm chí có khả năng liên hắn cái này thì tổ chức bộ trưởng cha cũng phải đã bị liên lụy. Bằng không, đối phương Chu Thiên Diệp không có khả năng nói ra cái loại này nói. Cái gì bất kỳ tình huống gì ta đều không thể tiết lộ cho ngươi, cái gì, tự cầu nhiều phúc. Hắn toàn bộ trái tim đều co quắp. Lão Dương, thế nào, Chu Thiên Diệp lão gia hỏa kia nói như thế nào? Hắn có đáp ứng hay không thả người? Tiêu Hồng Phương rất hiển nhiên cũng không chú ý tới mình trượng phu dị dạng, như trước rất là buồn bực, rất là không nhịn được mở miệng chất vấn. Cho Tiêu Phó tỉnh trưởng gọi điện thoại, thế mà đáp lại hắn đích xác là Dương Bân thanh âm khàn khàn, nghe vào tai đóa trong làm cho bỗng nhiên biến sắc, thật giống như dùng hết khí lực vậy. Thập, cái gì, lão Dương ngươi làm sao vậy? Tiêu Hồng Phương nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, thần sắc có chút khẽ run nói. Hắn từ chưa thấy qua chồng mình như vậy. 3. Dương Bân cư nhiên nhảy dựng lên trực tiếp một cái tát vẫy ở vợ mình trên mặt, đem tỉnh mộng, cuồng loạn gào thét nói ta nói ngươi là không phải là nghe không hiểu tiếng người, ta gọi là ngươi gọi điện thoại. Cho Tiêu Phó tỉnh trưởng, cho anh vợ, cho ca ca ngươi gọi điện thoại. Tiêu Hồng Phương bưng nóng hừng hực mặt cả người đều mơ hồ, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chồng mình lại dám như thế đối với nàng, trực tiếp một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt hắn. Cái này khiến hắn nhất thời có chút xa lạ chỉ hoảng lên, cả người run rẩy nói lão Dương ngươi đừng có gấp, ta ngay tức khắc tự cho ta ca gọi điện thoại. Nói xong hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm ca ca của mình số điện thoại. Một bên đẩy, còn vừa run run khuyên nhủ lão Dương, không có chuyện gì, anh ta thế nhưng phó tỉnh trưởng, khẳng định không có chuyện gì. Ngươi đừng nóng giận a. Nghe được vợ mình lời này. Dương Bân bị đối phương Chu Thiên Diệp sợ đến thần kinh căng thẳng cao độ, rốt cục có chút thư giãn xuống tới, giữa hai lông mày vẻ dữ tợn theo tán đi không ít. Đúng vậy, vợ mình ca ca thế nhưng tỉnh bên trong lãnh đạo, thế nhưng phó tỉnh trưởng, tuy nói không phải là thường vụ, cũng không phải phân công quản lý bọn họ cái này một khối, bất quá chỉ bằng phó tỉnh trưởng ba chữ này cũng đủ dọa người, lường trước Chu Thiên Diệp mặc dù nói nghiêm trọng như vậy cũng có thể không có sao chứ. Rồi hãy nói chuyện này mà cũng không phải hắn Dương Bân chọc cho, mà là con của hắn Dương Viễn Trình hình như chọc phải cái gì không nên dây vào người. Có thể dù vậy, đối phương coi như lại nghiêu, cũng không có khả năng liên Tiêu Phó tỉnh trưởng mặt mũi cũng không cho đi. Nhiều lắm cũng liền khiển trách con của hắn, hắn bên này sẽ không có nghiêm trọng như vậy chứ. Trong lòng hắn như vậy nghĩ như vậy, trên mặt giữ tợn thần sắc từ từ chậm lại xuống tới, lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi hình như quăng vợ mình một cái tát. Nhìn không được lộ ra ngượng ngùng vẻ, sau đó cấp tốc có lệ đi qua, nói hy vọng như thế chứ. Này, Hồng Phương, chuyện gì? Ta bên này có điểm việc, muốn họp. Cùng lúc đó, điện thoại số vừa vặn kết nối, microphone nội truyền đến một đạo trung khí 10 phần trầm ổn thanh, mặc dù là cách microphone, cũng có vẻ 10 phần uy nghiêm, tràn đầy thượng vị giả khí chất. Hiển nhiên, điện thoại đầu chính là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng một trong, Tiêu Nam Vân. Hôm nay chỉ có hơn 50 không được 60 tuổi, ở cùng chức vị trong có vẻ tương đương tuổi còn trẻ. Anh vợ, là ta, Dương Bân, thực sự là xin lỗi, lại có chuyện gì làm phiền ngươi. Đem khuếch đại âm thanh mở, nghe vậy Tiêu Hồng Phương vẫn chưa nói hết, một bên Dương Bân cũng đã không nhẫn nại được thở một hơi thật dài, nói. Chuyện này phải hắn tự mình đến nói, bằng không, hắn sợ vợ mình hồ ngôn loạn ngữ nói không rõ sở, vậy thực sự phiền toái. A Bân, hơi chờ ta một chút, ta đi cái hơi chút an tĩnh một chút địa phương. Bên đầu điện thoại kia Tiêu Nam Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó giọng nói uy nghiêm chậm rãi nói. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hiển nhiên hắn tự nhận là rất hiểu rõ muội muội mình, muội phu toàn ra người, nhất là muội phu Dương Bân,
bình thường đã bị muội muội của hắn Tiêu Hồng Phương có thể nói là quản được gắt gao, hỏi một. Không, dám đáp hai, nhưng bây giờ hắn lại dám trực tiếp cướp lời nói đầu nói tiếp, hơn nữa giọng nói rõ ràng chừng mực mà, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, lẽ nào, muội muội nàng, muội phu nhà xảy ra chuyện gì mà? Trong lòng như vậy nghĩ như vậy, hắn Tiêu Nam Vân đã di động đến một cái tương đối an tĩnh tư nhân khu vực, lập tức mặt không thay đổi đặt câu hỏi nói A Bân, chuyện gì? Mặc dù trong lòng đã có chứa nhiều suy đoán, nhưng hắn kỳ thực còn rất bình tĩnh. Dù sao, đến rồi hắn hôm nay loại tầng thứ này, hơn 50 tuổi phó tỉnh trưởng, tại đây tỉnh Giang Nam coi như là thượng lưu trong thượng lưu, gần với quyền to mấy vị kia, tự nhiên mặc dù không dám nói cười xem thay đổi bất ngờ, nhưng ít nhất, trầm ổn cùng không vui mừng lộ rõ trên nét mặt vẫn phải có. Mà đây cũng chính là nội tình, thực lực. Ai, còn không phải là vì Viễn Trình không có chí tiến thủ thằng nhóc. Dương Bân khẽ thở dài một tiếng, thận trọng mở miệng nói. Viễn Trình, A Bân, ngươi lời này liền nói ta có một ít mơ hồ, Viễn Trình tiểu tử kia có thể cho ngươi chọc xảy ra chuyện gì mà. Tiêu Nam Vân nghe vậy nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình muội phu như vậy hỏa cấp hỏa liệu gọi điện thoại đến, nhất định là không phải đại sự gì, lấy hắn đường đường địa cấp thành phố tổ chức bộ trưởng thân phận đều không thể giải quyết, mới có thể cho hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được đối phương dĩ nhiên là bởi vì nàng cháu nhỏ Dương Viễn Trình, mới cho hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại tới. Nhưng vấn đề là hắn cháu nhỏ cái loại này trình tự, có thể gặp phải nhiều đại sự. Tốt xấu ngươi Dương Bân cũng là đường đường Bắc Sơn thị tổ chức bộ trưởng, thị ủy một trong những cự đầu, tại địa phương trên coi như là một nhân vật, có chút phân lược, thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này mà cũng phải cấp hắn Tiêu Nam Vân gọi điện thoại. Cái này, đây cũng quá vô năng đi. Anh vợ, chuyện này thực sự có chút phiền phức, bằng không, ta cũng không đến mức nhượng Hồng Phương tự mình gọi điện thoại xin giúp đỡ ngươi. Dương Bân nghe vậy nghe được bản thân anh vợ trong giọng nói vẻ kinh ngạc. Không khỏi run rẩy nói. Nga, nói tiếp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Nam Vân nghe vậy khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Vâng. Dương Bân nghe vậy gật đầu, chậm rãi tự thuật, nói là như vậy, ta vừa rồi nhận được điện thoại Viễn Trình hắn bị bắt. Tiếp hắn liền đem vừa rồi phát sinh mọi chuyện, bao quát chỉ có 10 giây điện thoại, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp cho hắn cảnh nói, thậm chí cân nhắc của chính hắn, suy đoán chờ đều không hề che lấp. Toàn bộ thác suất nói ra. Nghe vậy đứng ở hắn bên cạnh thê tử Tiêu Hồng Phương nhìn không được thần sắc đại biến, bén nhọn thanh âm mang theo một luồng âm dung, mở miệng nói hắn Chu Thiên Diệp có ý tứ. Nói những lời như vậy dọa người. Câm miệng, nhượng ta nghĩ muốn. Thế mà trong ống nghe lại truyền đến Tiêu Nam Vân thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút vướng tay chân. Nghe thế, Tiêu Hồng Phương nhìn không được cả người run lên, theo ngay tức khắc ngậm chặt miệng không nói một lời lên. Phải biết rằng, hắn dám ở lão công mình trước mặt làm càn, lại hoàn toàn không dám ở hắn người ca ca này trước mặt làm càn, dù sao, đây chính là đường đường tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng, đồng thời cũng là hắn Tiêu Hồng Phương chỗ dựa lớn nhất. Anh vợ, theo lý thuyết, thanh niên nhân tùy tiện nháo giờ mâu thuẫn, hẳn là tuyệt đối không đến mức nháo đến bây giờ loại độ cao này, nhưng bây giờ hắn Chu Thiên Diệp thái độ chân thực có chút thật là quỷ dị. Lẽ nào? Là có người chuẩn bị hướng về phía chúng ta hạ thủ. Ngược lại thì Dương Bân không nhịn được nói. Phải biết rằng hắn thế nhưng từ xã hội cơ sở đi bước một sờ bò lăn, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, mới thành công bò cho tới hôm nay bước này, tự nhiên tương đương mẫn cảm, sẽ chủ động cân nhắc rất nhiều chuyện này. Gần đây đều rất thái bình, cũng không có nghe nói có nhà ai chuẩn bị hoạt động một chút, tìm người lập uy. Được rồi, như vậy đi. Các người Bắc Sơn thị không phải là mới tới một vị thị uy bí thư, hình như họ Trác từ kinh thành tới. Người đem hắn điện thoại chia ta tự mình gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút tình huống. Tiêu Nam Vân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn thản nhiên nói. Lúc đầu loại chuyện nhỏ này mà, lấy thân phận của hắn tự mình đứng ra là có chút cười người, chỉ bất quá, hiện tại chuyện này từ đầu đúng chỗ đều lộ ra một tia quỷ dị, không phải do hắn không cẩn thận. Vì vậy chuẩn bị tự mình gọi điện thoại hỏi một chút. Dĩ nhiên, lấy hắn Tiêu Nam Vân đường đường tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thân phận, tự nhiên không có khả năng tự mình cho chính là một cái cục trưởng thị công an cục gọi điện thoại, vì vậy chỉ có thể đường cong cứu quốc, hỏi một chút cần thị số một lãnh đạo, đến tột cùng chuyện này là chuyện gì xảy ra.
Vâng, vâng, anh vợ, ta ngay tức khắc đem Trác bí thư điện thoại chia ngươi. Vị kia đúng là từ kinh thành hàng không tới, tựa hồ đến từ kinh thành Trác gia. Dương Bân thấp giọng nói. Trác gia, được rồi, ta đã biết, cúp trước đưa điện thoại cho ta phát tới đi. Tiêu Nam Vân cúp điện thoại nhíu suy nghĩ sâu xa. Phải biết rằng Trác gia ở kinh thành tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng tại bọn hắn nơi này trên, tại bọn hắn Giang Nam, nhưng cũng mặc cho nhưng mà cũng coi là làm người ta sợ hãi quái vật lớn. Coi như là phía sau hắn Tiêu gia, chỉ sợ cũng đối với đối phương kiêng kỵ khó lường. Nhưng bây giờ đối phương đang tốt lành kinh thành không đợi, lại không phải phải chạy đến bọn họ Tiêu gia trên địa bàn cướp cái vị trí, đến tột cùng ý muốn như thế nào, đây mới là hắn nghi ngờ địa phương. Choang! Ngay hắn trầm tư gian, trong tay điện thoại di động bỗng nhiên run rẩy, một đạo số điện thoại tin nhắn ngắn phát đến rồi hắn điện thoại di động trên. Quên đi, hỏi trước một chút chuyện gì xảy ra đi. Thấy tình cảnh này, hắn Tiêu Nam Vân hơi nỉ non một tiếng, khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tinh mang, thản nhiên nói. Tuy nói người họ Trác, nhưng cái này Giang Nam có thể là Tiêu gia chúng ta định đoạt, đã như vậy, là con rồng tốt nhất cho ta hảo hảo cuộn tròn. Là chỉ hổ tốt nhất cho ta hảo hảo đang nằm, bằng không, vậy cũng chớ trách ta ngượng ngùng, ha ha. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Bắc Sơn Thị Thị Uy bí thư Trác Quần ở nhận được Chu Thiên Diệp điện thoại sau, nhịn không được thở một hơi thật dài, theo sát mà mâu quang hiện ra lau một cái rung động, sau đó ngữ khí kiên định mở miệng, không gì sánh được như đinh chém sắt nói ngươi nói cái gì, cái kia ngành giấy chứng nhận. Còn tránh thính cấp, tốt, chúng ta bên này đã biết. Nói đến đây. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói ngàn Diệp đồng chí, đêm nay chuyện này ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi làm, có hậu quả gì không, ta và Hoàng thị trưởng sẽ thay ngươi đam. Hắn là từ kinh thành tới, từng đứng càng cao, tự nhiên khẳng định tự so với địa phương trên biết được càng nhiều, thấy càng mở mang. Đường đường lĩnh Nam ba tỉnh cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt, còn mẹ lại là tránh thính cấp, cái này vãi. Sợ rằng ít nhất cũng cần nhất lưu cổ vũ giả trình tự thực lực. Mới có tư cách, mới có khả năng cầm đạt được đi. Nhưng bây giờ tiểu tử kia mới bay lớn, hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả. Nghĩ vậy hắn nhìn không được ra đầu tê dại, trái tim co quắp. Lẽ nào đây cũng là một cái tương lai phi nhân loại, tiên thiên quái vật. Muốn thực sự là như vậy, hắn cuối cùng cũng có chút có thể lý giải, lấy Tuần lão lão nhân ra ông ta thân phận, vì sao lại muốn đối với đối phương như vậy thưởng thức, nguyên lai là bởi vì. Này dạng a. Lão Chu, Trác bí thư nói không sai. Đêm nay chuyện này ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, dựa theo trần ý của tiên sinh, phàm là có vi pháp loạn kỷ người, nghiêm trị không tha. Một bên Hoàng Đào đồng dạng giọng nói như đinh chém sắt, chân thật đáng tin. Dĩ vãng hắn tự đoán được Trần Phi bối cảnh có thể rất đáng sợ, vì vậy hắn hiện tại bởi vì có chuẩn bị tâm lý, không như vậy cây ết yêu ta sợ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được ở bên trong tâm cảm thán. Quả nhiên Trần Tiên Sinh thực sự là thần tiên nhân vật tầm thường, hơn 20 tuổi tránh thính cấp, hơn nữa còn là gặp quan địa phương tự động cao một nửa cái loại này, lại nói tiếp nón quan so với hắn còn có Trác bí thư cũng còn đại. Cái này nói ra ai dám tin, ai có thể tin. Quả thực không nói gì à. Đi, vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại trước, chuyện bên kia còn làm phiền ngàn Diệp đồng chí ngươi nhận chân chân xử lý. Ừ, tốt, ta đây cúp điện thoại. Lại đơn giản phân phó vài câu sau, Trác Quần Trác bí thư cúp điện thoại, mâu quang lóe lên, thật sâu hô theo khí. Lão Hoàng, người cái này đã có thể bất địa đạo, Trần Tiên Sinh tầng này thân phận thế nào không có nghe trước ngươi cho ta nói. Theo hắn lại không nhìn được nghĩ trò chuyện, lấy phát tiết trong lòng rung động cùng giật mình. Trác bí thư người cái này đã có thể oan uổng ta. Hoàng Đào nghe vậy nhìn không được cười khổ một tiếng, lắc đầu nói thật đúng là đừng nói. Trần Tiên Sinh tầng này thân phận, nếu như không phải là hắn đêm nay bản thân tuôn ra đến, ta còn thật không biết. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lại là phi báo người, có người nói cái kia bộ môn có thể không bình thường, bên trong thành viên hết thảy đều là chính mình siêu phàm vũ lực tên. Nếu không làm sao sẽ cho bọn hắn chức cấp đỉnh cao như vậy, đều cũng có nguyên nhân, một là vì mượn hơi, hai là vì hiển hiện thành. Trác bí thư nghe vậy nói, bên trong bọc điện thoại di động chợt lại một lần nữa vang lên. Xa lạ điện báo. Nhìn thấy điện báo biểu hiện lại là xa lạ điện báo, Trác Quần vô ý thức nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Tại đây mấu chốt trên, sẽ là ai chứ? Rất hiển nhiên lấy tâm trí của hắn,
sợ rằng đã đoán được cú điện thoại này vào lúc này đánh tới, hơn phân nửa là để tối nay sự kiện kia mà. Theo nói đối phương phía sau hình như có cái phó tỉnh trưởng, tựa hồ còn họ Tiêu. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng điện thoại này cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy, có ý tứ. Nghĩ đến đây, Trác Quần khóe miệng nhìn không được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ, chợt không chút hoang mang nhận nổi lên điện thoại. Phải biết rằng cú điện thoại này nếu là sớm đến mấy phút, khi đó hắn còn không biết Trần Phi thân phận địa vị, sợ rằng còn do dự, trần chờ một trận. Dù sao đường đường một cái tiết kiệm phó tỉnh trưởng không có thể như vậy đùa giỡn, mặc dù không phải là thường vụ, nhưng vị trí này một cái tỉnh mới chỉ có bao nhiêu. Nếu như có thể tiến hơn một bước chính là 4, số 5 lãnh đạo, là tuyệt đối rất có nội tình, năng lượng vị trí. Chớ nói chi là đối phương còn giống như họ Tiêu, cái kia gia tộc có thể không bình thường, mặc dù so với bọn họ kinh thành Trác gia cũng không khoe khoang nhiều, vì vậy mặc dù là hắn Trác Quần tự phụ thân phận, địa vị tất cả bất phàm, nếu muốn cùng đối phương loại nhân vật đó chống lại, cũng còn là cảm giác có chút vướng tay chân. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn cùng đối phương khởi cái gì xung đột. Nhưng bây giờ nha, tình huống cũng đã thật to bất đồng. Phải biết rằng họ Trần tuổi nhỏ thân thể sau thế nhưng có nhất tôn chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tiết kiệm quái vật lớn, là thật chính đãi thuộc về quốc gia ngành đặc biệt. Ai nguyện ý cùng cái loại này đều là người điên, thay đổi tai tạo thành bộ môn chống lại. Xin nhờ, đầu hắn bị cửa chen lấn còn không sai biệt lắm. Này, xin chào, xin hỏi vâng, nhất niệm đến nước này, hắn không khỏi cười chuyển được điện thoại nói. Xin chào, ta là tỉnh bên trong Tiêu Nam Vân. Nếu như ta cú điện thoại này không đánh sai, người phải là Trác bí thư đi. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiêu Nam Vân trầm ổn, thanh âm uy nghiêm, tựa hồ như là muốn cho Dư Trác Quần một ít áp lực. Nguyên lai là Tiêu phó tỉnh trưởng, thực sự là thất kính, ta là Trác Quần, không biết lãnh đạo có cái gì phân phó. Trác Quần cảm thụ được áp lực hơi bĩu môi, gọn gàng dứt khoát cười nhạt nói. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đùa giỡn loại này thủ đoạn nhỏ. Không biết hắn Trác Quần là từ kinh thành tới sao? Bình thường đại nhân vật đều gặp hơn, biết sợ cái này. Không thể không nói, giờ này khắc này hắn, hơi chút có như vậy một ít thất vọng a. Cứ như vậy, phân phó. Mà ở nghe được Trác Quần trong giọng nói không cho là đúng, Tiêu Nam Vân nhìn không được thật sâu nhíu, chợt ngay tức khắc biết là bản thân phương pháp sai lầm rồi, đối phương thế nhưng từ kinh thành tới, hơn nữa còn là Trác gia người. Làm thế nào có thể bị hắn loại này thủ đoạn nhỏ ngăn chặn? Thực sự là thất sách. Nghĩ đến đây, hắn cũng lười lại quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn thản nhiên nói phân phó cũng không đến mức. Ta chỉ là nghe nói đêm nay các người Bắc Sơn có cùng nhau án kiện, vừa vặn dính đến vài vị trẻ tuổi, vừa vặn trong đó có cái là ta cháu nhỏ. Vì vậy, nếu chỉ là thanh niên nhân gian cãi nhau ầm ĩ, Trác bí thư có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, phê bình giáo dục một chầu coi như. Nói đến đây hắn trầm mặc hồi lâu, mới nhàn nhạt lại tiếp thượng một câu, nói dĩ nhiên, nếu là sự tình nghiêm trọng, Trác bí thư cũng có thể khi ta Tiêu Nam Vân đêm nay không gọi số điện thoại này, nhất định theo nếp nghiêm túc xử lý. Cái này rất hiển nhiên là ba phải cái nào cũng được nói, hoàn toàn cho mình để lại chỗ trống, không đến mức bị người nắm được cán, vậy không ổn. Nga, lãnh đạo nói thế nhưng Trần tiên sinh vụ án. Trác bí thư nghe vậy phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ mặt cười nhạt. Trần tiên sinh. Tiêu Nam Vân nghe vậy nhìn không được lấy làm kinh hãi, hơi biến sắc mặt. Phải biết rằng đối phương hạng thân phận, hạng địa vị, không chỉ là tân nhậm Bắc Sơn thị thị uy bí thư, số một lãnh đạo, hay là từ kinh thành mà đến Trác gia đệ tử, vô luận là địa vị hay hoặc là bối cảnh, đều rất lợi hại, thậm chí ngay cả hắn Tiêu Nam Vân đều có chút kiêng kỵ. Vì vậy hiện tại mới có thể tại đây cùng đối phương đấu vòng lớn. Nhưng bây giờ đối phương lại làm trò mặt của mình mà nói ra cái loại này tôn xưng hô, còn tựa hồ cùng hắn cháu nhỏ sự kiện kia mà có quan hệ, vân vân chờ đã, lẽ nào? Hắn Tiêu Nam Vân nhìn không được sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói Trác bí thư, vị này chính là Trần tiên sinh là. Xin lỗi, Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này ta không thể nói. Thế mà Trác Quần Trác bí thư nghe vậy lại sạch sẽ lưu loát cự tuyệt nói, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Chỉ thấy kỳ sau đó khóe miệng cong lại, nhẹ giọng nói bất quá tuy rằng cụ thể không thể nói, nhưng đêm nay cái này khởi án kiện thế nhưng liên lụy đến một vị nhân vật đặc biệt, ở cả sự kiện triệt để bụi bặm rơi xuống trước, cái gì, ta cũng không thể nói.
cái gì, cũng không thể nói. Tiêu Nam Vân nghe vậy đôi mắt co rụt lại, mâu quang không khỏi lóe lên, thở một hơi thật dài nói. Phải biết rằng đối phương mặc dù là từ kinh thành tới, hơn nữa còn là Trác gia đệ tử, nhưng nói cho cùng hắn Tiêu Nam Vân mới là bản tỉnh phó tỉnh trưởng, đối phương vẻn vẹn chỉ là cái chính là địa cấp thành phố Thụy Uy bí thư. Nhưng bây giờ, đối phương cái này thuộc hạ, lại cư nhiên đường đường chính chính, không chút nào ướt át bẩn thỉu cự tuyệt hắn cái này lãnh đạo câu hỏi, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là đối phương lo lắng rất đủ, không sợ hắn Tiêu Nam Vân, hoặc là tựu là đối phương cho rằng chuyện này, hắn Tiêu Nam Vân căn bản không quản được. Vì vậy hoàn toàn không cần cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sắc mặt thoáng cái cực kỳ ngưng trọng. Phải biết rằng Trác Quần không có thể như vậy Chu Thiên Diệp, người sau vẻn vẹn chỉ là một thị cục công an dài, người trước cũng đường đường Bắc Sơn thị số một lãnh đạo, mới nhậm chức thị uy bí thư. Thái độ của hắn có thể sánh bằng Chu Thiên Diệp trọng yếu rất nhiều. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này, hắn chính chuyển được điện thoại lại lần nữa run run, tiếng chuông leng keng, nguyên lai là lại có những người khác cho hắn đánh tiếng điện thoại tới. Đây là, thấy tình cảnh này hắn vốn chuẩn bị vẻ mặt buồn bực tiện tay ngủm, có thể giữa lúc ánh mắt của hắn tùy ý quét trên màn ảnh, thấy điện báo biểu hiện dãy số, cũng không từ cả người chợt run lên. Giữa hai lông mày hiện ra lau một cái rung động vẻ. Đây không phải là cái kia ngành đường tàu riêng sao? Làm sao sẽ? Trác bí thư ngươi chờ ta một chút, ta bên này trước mặt khác nhận cú điện thoại. Hắn vội vã khẩn cấp nói rằng, Trác Quần Trác bí thư bên kia nhất thời điện thoại vang lên đô đô âm thanh bận, khiến người sau ngẩn ra. Cái này Tiêu Nam Vân làm cái gì? Lấy thân phận của hắn lại bị đối phương Tiêu Nam Vân cúp điện thoại, tự nhiên có chút buồn bực. Mà đứng ở hắn bên cạnh Hoàng Đào nghe vậy, nhịn không được nhẹ giọng hỏi là Tiêu phó tỉnh trưởng. Hắn cư nhiên tự mình hỏi đến chuyện này. Có lẽ là bị giật mình, bằng không lấy thân phận của hắn, không đến mức để thanh niên nhân tự mình cho ta gọi số điện thoại này. Bất quá người này, Trác Quần cười nhạt mở miệng nói, sau đó có chút thất vọng độc thoại. Xem ra họ Tiêu này cũng không trước hắn nghĩ lợi hại như vậy. Xin chào, ta là Tiêu Nam Vân, xin hỏi là. Cùng lúc đó, cùng Châu Thị ta đại viện một gian phòng trong, Tiêu Nam Vân lòng bàn tay có chút mồ hôi cầm điện thoại di động, giọng nói hơi khẩn trương nói. Hắn không rõ vì sao cái kia ngành đặc biệt sẽ bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, muốn biết mình bình thường thế nhưng tránh bọn họ như xà hạt. Dù sao nếu là mạc danh kỳ diệu bị những người điên kia để mắt tới, không có thể như vậy nhất kiện tốt thời gian, rất có thể xảy ra đại phiền toái. Xin chào, ta là Phi Báo La Viễn Chí. Nghe nói người chính đang nhúng tay Bắc Sơn thị khởi án kiện. Từ microphone nội truyền đến một đạo trung khí 10 phần già nua thanh, có thể kỳ ngôn ngữ nội dung lại khiến Tiêu Nam Vân thần sắc chợt biến, mồ hôi lạnh trên trán cọ 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 tựu xông ra. Ngài là La thủ trưởng. Ngay sau đó hắn không khỏi run rẩy mở miệng nói. La Viễn Chí là ai? Đây chính là lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh viên. Hôm nay kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh cái kia bàn nhưng mà đại vật ngành đặc biệt người khai sáng một trong, hoàn toàn có thể nói là cái này lĩnh Nam ba tỉnh đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cùng đại thúc của hắn bá là một cấp bậc. Thế mà đối phương hiện tại lại cư nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, cái này hắn ma, vãi vãi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ai có thể đứng ra nói cho hắn biết a? Bắc Sơn thì án tử liên lụy đến một cái đặc thù người, người còn là chớ để ý. Đỡ phải rước họa vào thân, cứ như vậy đi. Bên đầu điện thoại kia La thủ trưởng nghe được Tiêu Nam Vân rung động giọng, hơi tự ngạo cười cười, chợt độc thoại cúp điện thoại, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Rất hiển nhiên, đêm nay chuyện này tuy nói Trần Phi cũng chưa nói cho hắn biết, nhưng hắn La Viễn Chí nhưng vẫn là đi qua mình con đường, rất là nhanh chóng hiểu rõ ràng sự tình chân tướng, chuyện đã xảy ra. Cho nên mới phải có hắn hiện ở cú điện thoại này. Dù sao chuyện này thế nhưng quan hệ đến Trần Phi tiểu tổ tông, đường đường tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả quái vật. Không phải do lão nhân gia ông ta không thận trọng, hắn có thể không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dẫn phát đại loạn. Ta, Tiêu Nam Vân nghe vậy cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, điện thoại cũng đã cắt đứt. Ta, vãi, ta, giờ này khắc này hắn, không biết là lúc nào, mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác đã từng viên một xông ra. Môi có chút trở nên trắng run run. Phải biết rằng La thủ trưởng hạng thân phận, hạng địa vị, cư nhiên sẽ đích thân cho hắn đánh tới loại này điện thoại, như vậy trắng ra chỉ điểm, cái này ý vị như thế nào?
ý nghĩa hắn cháu nhỏ đắc tội người sợ rằng nghiêu ép tới cực điểm, thậm chí ngay cả hắn Tiêu Nam Vân cũng không có bất luận cái gì tư cách nhúng tay, bằng không một khi bởi vì hắn không biết sống chết, mạnh mẽ nhúng tay chọc giận vị kia nói, sợ rằng liên phía sau hắn Tiêu gia không bảo vệ được hắn. Hắn Tiêu Nam Vân được chịu không nổi. Nghĩ đến đây mà, hắn nhịn không được lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đến bây giờ tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao Trác Quần vừa rồi như vậy có khuyến khích, lại dám cự tuyệt hắn, nguyên là bởi vì như vậy, bởi vì... Này dạng! Này, Tiêu Phó Tỉnh Trưởng, người ở đây nghe sao? Nghe được sao? Nhưng vào lúc này, microphone nội lại truyền tới Trác Quần thanh âm. Ngạch, Trác Bí Thư ta đang nghe. Xin lỗi, đêm nay chuyện này là ta không có hiểu rõ ràng, lung tung nhiều lời, bất quá nếu đêm nay chuyện này quan hệ đến vị kia. Xin Trác Bí Thư người bên kia nhất định phải nghiêm túc xử lý, không buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới, cũng tuyệt không nuông chiều bất luận kẻ nào. Tiêu Nam Vân kinh ngạc hoàn hồn, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười khổ, lắc đầu cấp tốc thay đổi chuyện giọng nói nghiêm nghị nói. Tiêu Phó Tỉnh Trưởng ngươi, Trác Quần nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới đối phương mới vừa rồi còn là phó muốn nhúng tay hình dạng, hiện tại ở nhận một chiếc điện thoại sau, lại không hiểu thái độ cải biến lớn như vậy. Vân vân chờ đã, lẽ nào? Ta hiểu được, Tiêu Phó Tỉnh Trưởng ngươi yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Khóe miệng hắn lộ ra ra lau một cái tiếu ý, trên miệng cũng không so với nghiêm túc bảo đảm nói. Tốt lắm, Trác Bí Thư đêm nay thực sự là không có ý tứ. Ta bên này cúp trước, Tiêu Nam Vân nói xong liền cúp điện thoại. Hô! Sau khi cúp điện thoại, lấy hắn Tiêu Nam Vân đường đường Phó Tỉnh Trưởng thân phận. Giờ này khắc này cũng không nhịn được cố sức lau đem cái trán, thở phào một hơi thở, phát hiện cái trán gian mép tóc tuyến sớm không biết từ lúc nào, đã triệt để làm ướt. Hắn cầm điện thoại di động ngón tay cũng đều vẫn còn chiến. Không có biện pháp, dù sao đây chính là La Thủ Trưởng A. Đối phương hạng thân phận, hạng địa vị, từng đứng hàng lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh viên, quyền cao chức trọng, chấp trưởng nhất phương. Đây là thứ nhì. Kinh khủng nhất là đối phương hôm nay càng cái kia kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh thần bí ngành đặc biệt người khai sáng một trong, là cùng đại thúc của hắn Bá Tiêu Dung trời cùng một thời đại, đồng nhất cấp bậc nhân vật truyện kỳ. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nhượng hắn đừng không biết lượng sức nhúng tay Bắc Sơn thị sự kiện kia. Ta, ông trời của ta, hắn chỉ cảm thấy lúc này đầu mình đều nhanh muốn nổ, căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Đến tột cùng Bắc Sơn cất giấu thế nào nhất tôn đáng sợ đại nhân vật đáng giá đường đường La Thủ Trưởng, La Lão tự mình đánh tới loại này điện thoại. Dĩ nhiên, loại ý niệm này vẻn vẹn chỉ ở trong đầu hắn xoay không được một giây, đã bị thần sắc hắn hốt hoảng sạch sẽ lưu loát đã quên sạch sẽ. Nói đùa, có thể trộn đến hắn loại tầng thứ này, hắn hôm nay loại vị trí này, đương nhiên không ngốc, tương phản còn cực kỳ thông minh. Tự nhiên hiểu được cái gì gọi là không nên nghĩ, đừng nghĩ. Không nên hỏi, đừng hỏi. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này điện thoại của hắn tiếng chuông lại vang lên lên, bất quá lúc này đây cũng Dương Bân, Tiêu Hồng Phương đánh tới. Có lẽ là không nhịn được nghĩ đánh tới hỏi một chút tiến triển. Hanh, còn có mặt mũi gọi điện thoại đến. Mà ở nhìn thấy điện báo biểu hiện Tiêu Nam Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chợt vẻ mặt âm trầm nhận nghe điện thoại này. Anh vợ, tình huống thế nào? Gặp Tiêu Nam Vân bên kia nhận nghe điện thoại đầu này Dương Bân nhìn không được thần sắc vui vẻ, cũng không cố thượng trong điện thoại, đối phương giọng nói có đúng hay không sợ rằng có chút không tốt, trực tiếp tính tình không nhẫn nại được mở miệng nói. Được rồi, câm miệng. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Tiêu Nam Vân một đạo không gì sánh được âm trầm, thanh âm nghiêm nghị cắt đứt. Chỉ thấy kỳ mặt âm trầm giọng nói vô cùng vi nghiêm túc mở miệng nói A Bân, chuyện này ngươi không cần lo. Cần là kết quả gì chính là cái đó kết quả. T, anh vợ, lẽ nào? Bên đầu điện thoại kia Dương Bân nghe vậy nhìn không được bỗng nhiên biến sắc, sau đó phảng phất cả người ức chế không được sợ hãi vậy, mạnh cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc trắng bệch, môi trở nên trắng. Hắn tự nhiên không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tiêu Nam Vân lời nói này, ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngay cả đối phương đường đường phó tỉnh trưởng thân phận, tựa hồ cũng tốt giống như không tư cách nhúng tay chuyện này. Có thể, thế nhưng cái này, làm sao có thể? Mặc kệ, ca, đây chính là người cháu ruột, người thân muội muội ta con trai duy nhất. Người tại sao có thể dưới được loại này bất chấp, nói mặc kệ sẽ không quản ni. Người thế nhưng viễn trình thân cứu cứu a,
có thể nào đủ thấy chết mà không cứu được. Ta mặc kệ, ca, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Tiêu Hồng Phương nghe vậy nhất thời luống cuống, thất thanh hét dầm lên. Câm miệng cho ta. Thế mà nghe được bản thân thanh âm của muội muội, Tiêu Nam Vân lại trực tiếp không nhịn được giống lên, lạnh lùng nói nếu không ngươi bình thường như vậy nuông chiều dung túng hắn, đến mức có ngày hôm nay loại này hạ tràng. Hồng Phương, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay chuyện này các ngươi muốn xen vào cũng được, dù thế nào đừng. Nữa đem ta Tiêu Nam Vân kéo trên, chính các ngươi xử lý. Nói đến đây, hắn nhịn không được hơi dừng lại một chút, giọng nói rất là kiên quyết nói bằng không, đừng trách ta Tiêu Nam Vân trở mặt. A, ca, đừng, ta không phải là ý tứ này. Ngươi đừng nóng giận, xin lỗi, ta không phải là ý tứ này. Tiêu Hồng Phương hiển nhiên không lường trước cư nhiên sẽ là loại kết quả này, bản thân thân ca ca cư nhiên bởi vì chuyện này, muốn cùng hắn dở mặt. Trong sát na, hắn không khỏi thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, máu trên mặt sắc đều trong nháy mắt thốn được không còn một mảnh, môi trở nên trắng, thế mới biết nguyên lai nhi tử xông như thế một cái đâm ngày đại họa. Thấy tình cảnh này, Dương Bân cũng không nhìn được có chút luống cuống, vội vã hòa giải khuyên anh vợ ngươi cũng đừng có gấp, Hồng Phương hắn cũng là thương con sốt ruột. Quá kích động. Chỉ là, chuyện này thật có nghiêm trọng như vậy. Không biết đối phương đến tột cùng là, hiển nhiên hắn còn có chút không cam lòng. Ngươi còn không cam lòng, cho là ta Tiêu Nam Vân là với ngươi nói chơi. Thế mà microphone nội lại cấp tốc chuyển đến Tiêu Nam Vân thanh âm lạnh lùng, rất lạnh như băng nói. Dương Bân, xem ở muội muội ta đích tình phân thượng, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, chuyện này ngươi chớ xía vào, cũng không tư cách quản. Đương nhiên ngươi nếu cảm giác mình đầu so với đạn còn cứng hơn, vậy tạm thời có thể lớn mật thử xem, nếu không, ha ha. Cái cần nói đã nói hết, tái kiến. Tiêu Nam Vân phịch một tiếng cúp điện thoại, không muốn nói thêm một câu. T. Nghe microphone nội truyền tới đồ đồ âm thanh bận, Dương Bân cùng thê tử Tiêu Hồng Phương không khỏi liếc nhau, đều sợ đến mạnh hít một hơi lãnh khí, sắc mặt bá tái nhợt xuống tới, cả người run. Lão Dương. Người nói anh ta hắn đây tột cùng là làm gì a? Không phải là Viễn Trình tuổi còn trẻ khí thịnh, mình cảm giác lương hảo một ít, thỉnh thoảng làm việc tình không nặng nhẹ hơi quá một lần sao? Lẽ nào hiện tại loại tình huống này còn chưa đủ, nếu không bọn họ còn muốn thế nào? Tiêu Hồng Phương triệt triệt để luống cuống, không khỏi khóc hề hề nói. Câm miệng cho ta, tuổi còn trẻ khí thịnh, thỉnh thoảng làm việc tình không nặng nhẹ, ngươi là thật nghe không hiểu anh vợ ý tứ. Còn là giả vờ ngây ngốc. Viễn Trình cái này thằng nhóc đêm nay đều đem thiên cho đâm, người còn trông cậy vào hắn bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Dương Bân nghe vậy nhìn không được thốt ra, tức miệng mắng to ta cho người biết, Tiêu Hồng Phương, nếu không ngươi mấy năm nay, từ nhỏ đến lớn chỉ biết cưng chiều cái kia cẩu vật, hắn sẽ có ngày hôm nay. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì a? Tiêu Hồng Phương lúc này tâm hệ nhi tử an nguy. Nào có thời gian cùng Dương Bân khắc khẩu. Làm sao bây giờ, cần thế nào tự làm sao bây giờ. Dù thế nào cái này thằng nhóc khẳng định lại là trước gây sự trước đây, bằng không, mà chống đỡ phương cái loại này trình tự, thân phận, tuyệt không đến mức như vậy hung hăng tóm không tha. Chuyện này ta bất kể, cũng không cách nào quản, cứ như vậy đi. Dương Bân tức giận gầm thét một tiếng, nhưng thật giống như đột nhiên già rồi mà hơn 10 tuổi, còng lưng lưng ly khai. Đều tại ta. Đều tại ta, nếu không ta dĩ vãng như vậy nuông chiều dung túng Viễn Trình, tự tuyệt không có đêm nay chuyện này xảy ra. Chỉ có Tiêu Hồng Phương ở lại tại chỗ một bên khóc, một bên tự trách, cả người cũng giống như già đi rất nhiều. Hắn Tiêu Hồng Phương tuy rằng kiêu căng nhi tử, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn, cũng còn là phân rõ sở biện sự tình nặng nhẹ. Rất hiển nhiên giờ này khắc này, ngay cả ca ca của nàng, đường đường tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng Tiêu Nam Vân đều chính mồm nói cái loại này nói. Hắn đương nhiên rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn Tiêu Hồng Phương nhi tử đắc tội nhân vật lại còn so với ca ca hắn nhiều bức nhiều, liên ca ca hắn cũng không dám nhúng tay, sợ bị dính dáng. Rất hiển nhiên, đây là cái gọi báo ứng đi. Nếu không phải hắn dĩ vãng quá mức nuông chiều, làm thế nào có thể là hôm nay loại kết quả này. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị cục công an. Cầu Cường cầu thả đại thiếu đang bị hình trinh chi đội đường dài thành đơn độc mang nhập phòng thẩm vấn sau, căn bản không cần bất luận cái gì thẩm vấn, bất luận cái gì hỏi thăm, chính hắn tự không chút do dự đem sở hữu tất cả giao phó rõ ràng. Mà hắn nói tất cả,
cũng để cho Hình Trinh chi đội Đường Dài Thành càng nghe sắc mặt càng khó xem, càng nghe trong mắt vượt chồng chất mãn lửa giận. Ngươi vừa rồi nói tất cả đều là thật, không có bất kỳ giả tạo lời nói dối. Hồi lâu sau, Hình Trinh chi đội Đường Dài Thành bỗng nhiên ba một tiếng khép lại tư liệu, sắc mặt cực kỳ hắng giọng khó khăn nhìn ra miệng nói. Phải biết rằng ở Cầu Cường Cầu Thả Đại Thiếu Cung thuật trong, cái này Dương Viễn Trình quả thực chính là khi nam phách nữ, không từ điều xấu xa nào người cặn bã. Xã hội u ác tính, không chỉ có ỷ vào cha mình thân phận, Liên Hợp Cục Vệ Sinh, Phòng Cháy Chữa Cháy Đại Đội, Dược Giam Cục chờ nhiều ngành sâu mọt ỷ thế hát yêu ta người, ép mua ép bán. Hơn nữa một khi gặp phải phản kháng người, sẽ gặp nghĩ hết tất cả biện pháp từ mọi phương diện hạ thủ, vô luận là trực tiếp nhiễu loạn đối phương sinh ý, hay hoặc là gián tiếp uy hát yêu ta, đối phó đối phương thân thích, bằng hữu, khiến cho đối phương đi vào khuôn khổ, cầm trong tay sản nghiệp cũng cực thấp giá bán cho bọn hắn, hoặc là nhập cổ tuyệt đại bộ phân công ty cổ phần, mưu cầu lớn lợi ích. Đều là thật, bất quá việc này Dương Viễn Trình mới là chủ mưu. Ta vẻn vẹn chỉ là một chạy chân, Cầu Cường nghe vậy nhìn không được cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn biết, bản thân những chuyện này một khi nói ra, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Chạy chân, hanh, ngươi nên biết những chuyện kia mà toàn bộ chung vào một chỗ, ý vị như thế nào. Không có thể như vậy chính là ba chữ này, là có thể từ chối sạch sẽ. Hình Trinh chi đội Đường Dài Thành hừ lạnh một tiếng, nhịn không được vẻ mặt tức giận nói ta chân thực không nghĩ tới các ngươi bọn khốn kiếp kia lại dám như thế vô pháp vô thiên, lại dám làm ra bực này sự tình, cũng mà còn có nhiều như vậy sâu mọt với các ngươi thông đồng làm bậy. Cuối cùng một chỗ. Quả thực con mắt không vương pháp. Oanh! Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người dùng bên ngoài cố sức mở, phát sinh đinh tai nhức óc oành tiếng vang, làm người ta trái tim mạnh co rút lại. Tiểu tử, sẽ cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Đem sở hữu cùng các ngươi đồng lưu hợp ô sâu mọt đều khai ra, ngươi biết, không còn một mống. Biết không, chỉ thấy Chu Thiên Diệp vẻ mặt hắng giọng đi tới, thanh âm băng lãnh đến cực điểm nói. Ta nói, ta tất cả đều nói. Cầu Thả Đại Thiếu tái nhợt nghiêm mặt run rẩy nói. Tuy nói ở La Thủ trưởng nhắc nhở dưới, Tiêu Nam Vân cùng với Dương Bân đám người lựa chọn rất sáng suốt dừng ở đây, nhưng trên thực tế, đêm nay chuyện này vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Bắc Sơn thị phía chính phủ tin tức thậm chí tỉnh Giang Nam kênh, cùng với trên Internet đều lục tục báo cáo về cái này khởi lấn đi lũng đoạn thị trường, ỷ thế hát yêu ta người án kiện các loại tin tức. Kế tiếp, tự nhiên là khu cục vệ sinh, khu cảnh sát giao thông đại đội, dược giam cục chờ nhiều ngành sâu mọt bị suốt đêm bắt, toàn bộ phạm tội Internet bị nhổ tận gốc, dẫn tới rất nhiều người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà rất hiển nhiên, cái này khởi án kiện ngoại trừ số ít vài người biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ở ngoài, những người khác hay hoặc là các giới dân chúng đều tưởng đại tẩy trừ tới, cơ quan chính phủ, cục công an lại đang vì nhân dân làm tốt chuyện, làm chuyện thật. Thanh trừ bên trong thể chế u ác tính, còn xã hội một cái lang lảnh càn khôn. Trừ lần đó ra, thì tổ chức bộ bộ trưởng Dương Bân Nhi tử Dương Viễn Trình dính dáng ở bên trong tin tức, tắc dường như biển trong văng lên nước tiểu hoa vậy, ngoại trừ số ít có vài người, tắc lại không có người nào khác chú ý. Nhưng cũng lấy khẳng định là, chuyện này hắn Dương Viễn Trình tuyệt đối là chủ mưu, thậm chí còn liên lụy đến Liễu Kỳ hắn mấy cái Bắc Sơn thị nổi danh có họ, có mặt mũi nha nội vòng hoàn khố đại thiếu. Đương nhiên bọn người kia tất cả đều bị suốt đêm dẫn độ lên, một cái đều không chạy mất. Như vậy, gần đối mặt bọn họ, không hề nghi ngờ nhất định là đến từ luật pháp trừng phạt nghiêm khắc, cùng với nhân quả tuần hoàn phải có báo ứng. Bất quá theo tin đồn theo như lời, bọn người kia bị bắt thẩm vấn lúc đều đã tâm tình hỏng mất, một đám điên người quỷ không giống quỷ, làm cho không khỏi hư hư. Sớm biết hôm nay hà tất đương sơ. Chỉ có Cầu Cường Cầu Thả Đại Thiếu là may mắn nhất một cái, bởi vì Trần Phi trước một câu kia nói, cũng bởi vì hắn cuối cùng lạc đường biết quay lại, hoàn toàn cung thuật sở hữu tất cả, lập công chuộc tội, sau cùng thu được 2 năm tù có thời hạn. Đây là nhẹ nhất. Mà khi đây hết thảy sơ xác tiêu điều cùng sóng chiều điên cuồng mang tất cả Bắc Sơn thị chính vào lúc, Trần Phi nghiễm nhiên đã từ chuyện này trong thoát thân đi ra. Chuẩn bị chăm chú tu luyện. Ta hiện tại đã đột phá đến luyện khí tứ trọng. Cũng chính là luyện khí trung kỳ cảnh giới, nghiễm nhiên đã coi như là đi vào tu chân giới trụ cột nhất giai đoạn, cũng có tư cách có năng lực kiêm tu những công pháp khác. Ngồi xếp bằng ở Bắc Sơn thị California Hoa Viên Đại Tửu Điếm tầng cao nhất,
Trần Phi chung quanh thân thể phiêu đãng màu trắng sữa linh quang, như vậy lẩm bẩm nói. Mọi người đều biết, tọa vong kinh chính là đã từng vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện cao cấp tiên môn công pháp, tự nhiên đang tu luyện người tu vi cảnh giới đều tương đối thấp thời gian, không cách nào phát huy ra kỳ tương ứng lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là ở đặt nền móng mà thôi. Như vậy, hắn nếu là muốn ở hôm nay tầng thứ này cảnh giới thực lực trở nên càng mạnh một chút nói, sẽ không miễn phải đi hết kiêm tu những công pháp khác con đường này. Đây là biện pháp duy nhất. Dĩ nhiên, tuy nói như vậy cũng có khả năng ảnh hưởng tốc độ tu luyện, nhưng cái này dù sao cũng là ở địa cầu, cùng tu chân giới này quy củ không giống với. Tự nhiên thực lực cảnh giới càng mạnh càng tốt. Tìm xem, nhìn có công pháp gì thích hợp ta hiện ở cảnh giới này. Trần Phi lập tức chìm vào vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cho hắn khổng lồ trong trí nhớ, bắt đầu đều đâu vào đấy xóa trọn lên kiêm tu công pháp lên. Hắc sát tu la thân, tu chân giới hỗn loạn ma giới tiếng tăm lừng lẫy đoán thân công pháp, có người nói xuất xứ từ một cái táng thân dưới nền đất chỗ sâu tu la cự kiêu, đợi tu luyện tới đại thành lúc, có thể chống đối kim đan lôi kiếp, thân thể vô kiên bất tồi. Tâm tắc, thật là lợi hại công pháp, lại là kim đan cường giả mới có tư cách tu luyện. Ta tựa hồ còn kém giờ xa, cái này không được. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, lại tìm đến một quyển khác trình tự hơi thấp tu luyện công pháp Tử La Huyền Công, tu chân giới Vạn Vân Châu Tử La Thánh Tông Trấn Tông Chí Bảo một trong, được khen là thiên hạ thập đại cực mạnh trúc cơ một trong những công pháp, nếu tu luyện tới cực hạn, có thể địch kim đan. Hình như cái này cũng không được, trình tự cảnh giới quá cao thâm, là trúc cơ cảnh giới đỉnh cấp công pháp. Tam Dương Kiếm Điển. Nghe nói là tu chân giới một cái không để vào mắt tiểu tông tiểu phái chấn tông tuyệt học, cộng phân vi tầng 7, một tới tầng 2 thời gian tương đương với luyện khí sơ kỳ, có thể ở tự thân linh khí trên tu luyện ra chân nguyên lửa, uy lực rất mạnh đại, có thể đả thương người ở vô hình, cũng có thể luyện đan luyện khí. Đến mức cần công pháp 3 tới 4 tầng tắc tương đương với luyện khí trung kỳ, có thể ở mặt ngoài thân thể tu luyện ra 36 nói trượng hứa giải chân hỏa kiếm quang. Luận uy đủ sức để bế nghệ sơ cấp nhất pháp khí. Đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể. Còn có cần công pháp 5 tới 6 tầng tắc tương đương với luyện khí hậu kỳ. 3. Chính là ngươi. Mà ở nhìn thấy như vậy vừa lòng đẹp ý công pháp, Trần Phi không khỏi vỗ tay hưng phấn, quyết định chính là nó. Muốn đem cửa này Tam Dương Kiếm Điển làm kiêm tu công pháp, vẫn tu luyện tới trúc cơ trình tự. Thiên địa âm dương ngũ hành, mà bên trong cơ thể cũng là như vậy. Nếu một cái đại long, tự thành một phen thiên địa, có thể trạch thứ nhất thăm dò thiên địa huyền bí, cũng có thể siêng năng, hiếu kỳ bao quát sở hữu. Tam Dương Kiếm Điển, chính là bản lão tổ cuối cùng một thân lực nghiên cứu ra tạo hóa công pháp võ học, mục đích là để đem nhân thể hóa thành nóng rực hỏa lò, thiêu đốt vô cùng tiềm lực bảo tàng, để mà cường đại tự thân. Tức, Tam Dương chân hỏa kiếm khí. Bên trong cơ thể huyệt khiếu tựa như bầu trời đầy sao vậy, quá nhiều. Như vậy nếu là có thể đem toàn bộ châm, tắc lửa thịnh, phóng lên cao. Không thể không nói, đồ chơi này không hổ là tu chân giới để mà chấn tông huyền diệu kiếm quyết, mặc dù vẻn vẹn chỉ là luyện khí trình tự, nhưng là tinh thâm huyền diệu tới cực điểm, làm cho khi thì nhíu suy nghĩ sâu xa, khi thì rộng mở trong sáng, khi thì lắc đầu cười khổ không thôi. Rất hiển nhiên cái này phiến tu luyện công pháp hạch tâm đó là châm huyệt khiếu, tắc có thể tu luyện ra chân nguyên lửa. Gia trì mình thân. Bước này đến không là rất khó khăn, cần phải những cái này chân nguyên lửa, hóa thành Tam Dương chân hỏa kiếm khí, lại phải nên làm như thế nào ni? Trần Phi đủ tìm một đêm thời gian, đem trong cơ thể huyệt khiếu toàn bộ châm tu luyện ra chân nguyên lửa, có thể ở bước tiếp theo thời gian, hắn nhưng có chút thẻ chủ. Dù sao theo lý thuyết, lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng tu vi, nói như thế nào cũng phải tu luyện đến cần công pháp tầng thứ 3 đi. Không phải là như vậy mới đúng ứng với, thế mà hắn lại gặp phải phiền toái. Đầu tiên, hắn cũng không thể lý giải cái gọi kiếm khí là cái gì, thứ nhì, đem chân hỏa khí lần thứ hai biến đổi hình dạng hóa thành Tam Dương chân hỏa kiếm khí, cái này tương đương với biến chất, tự nhiên cũng rất chắc trở, nhượng hắn có dũng khí vô tòng hạ thủ cảm giác. Dù sao cái này cũng không có biện pháp, dù sao từ hắn đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa coi là khởi, đến bây giờ. Một là thật không có tu luyện quá thời gian dài, từng trải quá cạn, hai là hắn cái này hoàn toàn là giã lộ số, toàn bộ dựa vào chính mình chóc móc ra tu luyện đường, khó tránh khỏi sẽ có đụng tới ngõ cụt thời gian, không cách nào tránh khỏi. Ai, quên đi, từ từ sẽ đến đi, luôn không khả năng một ngụm tựu ăn thành mập mạp.
Dù thế nào ta hiện tại cũng mơ hồ mò lấy như vậy không có một chữ, cho. Nữa ta một ít thời gian, nên vấn đề không lớn. Làm cảm giác mình chân thực không nghĩ ra được biện pháp lúc, Trần Phi thẳng thắn đình chỉ loại này tu luyện khô khan, đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Cùng lúc đó, ta mấy vị cũng đi tới Bắc Sơn Thị. Ngày thứ hai sáng sớm, Bắc Sơn Thị tân nhậm thị uy bí thư Trác Quần cũng không có trước tiên đi đã qua chánh phủ thành phố Đại Lâu làm công, mà là rất là khiêm tốn ngồi xe đi tới khu vực thành thị bên cạnh một cái không để vào mắt dựa vào bên hồ tiểu trà phường. Trác thúc thúc, mà khi Trác Quần mặt mang ngưng trọng, vẻ khẩn trương chạy tới nơi này thời gian, tiểu trà phường cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tế, người cũng đi theo. Trác Quần nghe được thanh âm này nhìn không được sửng sờ một chút, không khỏi mơ quang theo phương hướng nhìn sang. Phát hiện một vị mặc áo sơ mi trắng chừng 30 tuổi trung niên nhân, mang kính mắt, thoạt nhìn rất nho nhã hình dạng, giữa hai lông mày lại không hiểu hiện lên lau một cái khí chất, chính hướng về phía hắn bắt chuyện. Rất hiển nhiên người này không phải là so với người, chính là kinh thành Hứa gia lão gia tử cháu trai ruột, cũng là kinh thành Hài Hòa Y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất, cũng là tối quyền uy chuyên gia, Hứa Tế. Đúng vậy, người cũng biết thân phận của gia gia, nói thật đi, ta nếu là không đi theo, thực sự lo lắng a. Hứa Tế như là cùng Trác Quần Trác bí thư rất quen thuộc hình dạng, không khỏi vẻ mặt cười khổ lắc đầu nói. Trên thực tế, mặc dù sự tình đều đã phát triển đến bây giờ ngày hôm nay loại này phân thượng, hắn và Tuần lão tự mình cùng gia gia tới nơi này Bắc Sơn, có thể hắn hôm nay trong lòng cũng còn là không trên không dưới, tràn đầy nôn nóng cùng bất an, căn bản không cách nào yên tâm. Dù sao, lấy hắn Hứa Tế đường đường kinh thành Hài Hòa Y viện thần kinh nội khoa cao cấp nhất, cũng là tối quyền uy chuyên gia thân phận, đều đúng ra ra hắn hiện tại loại tình huống này hoàn toàn thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả ở trong mắt hắn y thuật vô song Tuần lão gia tử, đều đã thản nói vô năng vô lực. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cư nhiên đem hy vọng gửi ở một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ trên thân người, cái này cho hắn cảm giác quả thực chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Nhưng không thể không nói hắn hiện tại cũng không có biện pháp, ai bảo hắn ra ra còn có Tuần lão đều tự mình mở cái miệng này. Thậm chí ngay cả trong nhà hết thảy phản đối thanh âm, bọn họ đô thống thống đè ép xuống tới, ở hôm nay dường như thiên lý xa xôi đường xa cần y người thường vậy, tới nơi này Bắc Sơn Thị. Cái này đủ để chứng minh thái độ của bọn họ kiên quyết. Không người có thể can thiệp. Cái gì cái này lo lắng, cái kia không yên lòng, tiểu Trác tới. Vào đi. Có thể nhưng vào lúc này, từ nhỏ trà phường nhà một gia nội truyền đến một đạo già nua bất mãn thanh. Trác Quần nghe vậy nhất thời cả người một cái giật mình, không khỏi thở một hơi thật dài, vội vàng nói lão gia tử, ngài đã tới. Hứa Trác hai nhà là quan hệ thân thích, vì vậy hắn những lời này, cũng không coi là vượt quá. Được, gia gia ngươi tức giận, là ta sai lầm rồi. Trác thúc, chúng ta vào đi thôi. Hứa Tế nghe vậy cười khổ một tiếng. Hiển nhiên hai ngày này hắn cũng không ít bị như vậy giáo huấn, đều đã thành thói quen, chợt mời Trác Quần đi vào gian phòng. Ừ, Trác Quần nghe vậy không khỏi cả người đều khẩn trương, giữa hai lông mày hiện ra lau một cái ngưng trọng sau đó, theo Hứa Tế đi vào liễu kỳ trong. Ngay sau đó, trong tầm mắt liền có một vị thần sắc uể oải còng xuống lão giả, thân thể lại nếu như tiêu thương vậy ở nơi này đĩnh trực theo. Không biết là ảo giác còn là cái khác. Tại nơi già yếu thân thể trong, Trác Quần cũng không có cảm giác được tuổi xế chiều bi ai, mà là phảng phất có một khí thôn sơn hà cự thú viễn cổ chính phát ra chinh chiến xa trường tư thế hào hùng điên cuồng hét lên, làm người ta túc nhiên khởi kính, giống như trong thiên địa nhất tôn chân chính nhân hùng. Đây là một vị từ thời đại kia sống lại lão nhân, tư thế hào hùng, da ngựa bọc thây, có khí thôn vạn lý như mãnh hổ vậy bá đạo. Cũng có như cự thú viễn cổ vĩnh không khuất phục đĩnh trực lưng. Là thời đại kia người dân anh hùng, khai quốc người có công lớn. Nghĩ đến đây, dù là Trác Quần loại thân phận này, địa vị, bối cảnh Bắc Sơn thị chính vào số một lãnh đạo, cũng không nhịn được không chút do dự thật sâu khom người xuống can, vui lòng phục tùng nói Hứa lão gia tử. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại lấy đồng dạng tư thái, hướng lão nhân bên cạnh dân quốc trang phục lão giả khom người nói Tuần lão. Ừ, Hứa lão gia tử nhạt gật đầu cười. Đột nhiên nhếch miệng cười nói tiểu Trác a, lần này thực sự là ủy khuất ngươi. Nếu không phải là bởi vì lão tuân thuận miệng một câu nói, ngươi cũng không đến mức quăng đi kinh thành vị trí chạy tới bên này, lấy ngươi lý lịch nếu là tuyển trạch ở lại kinh thành, hẳn là rất nhanh thì có thể tiến hơn một bước đi.
hắn lời này không có thể như vậy tùy tiện nói, bởi vì làm Trác gia đời thứ hai kiệt xuất nhất đại biểu, không hề nghi ngờ Trác Quần khẳng định có thể hưởng thụ được Trác gia tuyệt đại bộ phân tài nguyên nghiêng, mưu chân toàn lực trợ trên đó vị. Chớ nói chi là bọn họ Hứa gia còn cùng đối phương là đám hỏi quan hệ, tùy tiện xuất thủ biểu thị một chút, tin tưởng rất nhiều người đều biết nguyện ý cho hai người bọn hắn nhà mặt mũi. Mà bây giờ Trác Quần nhưng bởi vì Tuần lão thuận miệng một câu nói, cái gì cũng không có hỏi bỏ chạy tới Phương Tiền nhiệm chức, đây không thể nghi ngờ là trì hoãn thời gian. Dù sao đối với ở chính đàn nội người mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ là thời gian, có thời gian mới có thể đứng càng cao, đến xa hơn. Vì vậy cũng khó trách lão gia tử sẽ nói ra những lời này. Lão gia tử ngài lời này tựu nghiêm trọng, mà Trác Quần nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu nói. Nói đùa, có thể có được Hứa lão gia tử như vậy một phen nói, hắn đã rất thỏa mãn, rồi hãy nói bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ cũng không giống như hỏng. Không nghĩ tới còn con này một cái nghèo núi vùng đất hoang Bắc Sơn, lại cư nhiên cất giấu Trần Phi cái loại này đô thị kỳ nhân, hơn 20 tuổi cổ vũ thần y, ngành đặc biệt phi báo tránh thính cấp. Như vậy hắn tựa hồ mơ hồ có một ít hiểu, vì sao Tuần lão trước muốn nói ra lần nói, hiện tại xem ra, hình như thật không vậy tùy tiện nói một chút ha. Ha ha, người có thể vững vàng là tốt rồi. Bất quá, người bây giờ cũng đã cùng họ Trần tuổi nhỏ người từng có tiếp xúc đi. Thế nào, có cái gì hiểu rõ không? Hứa lão gia tử nghe vậy tuét miệng cười nhạt nói, lại đột nhiên dò hỏi. Họ Trần tuổi nhỏ người, ngạch, là Trần tiên sinh đi. Trác Quần nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu cẩn thận suy nghĩ một trận, mới mở miệng nói lão gia tử. Vị kia Trần tiên sinh, tựa hồ lệ khí có điểm nặng. Hơn nữa, địa vị hình như cũng không giống bình thường. Nga, nói một chút coi, là chuyện gì xảy ra? Hứa lão gia tử nghe vậy kinh ngạc quét Tuần lão liếc mắt, chậm rãi hỏi. Lại nói tiếp về Trần Phi hắn cũng không có chủ động hiểu rõ nhiều lắm, dĩ nhiên là càng chưa nói tới hiểu rõ vô tâm, mà bây giờ, không nghĩ tới từ Trác Quần trong miệng lại nói ra lệ khí có điểm nặng lời như vậy. Đồng thời, còn tựa hồ cho rằng đối phương địa vị cũng không yếu, đến làm hắn lão nhân này nhà hơi có chút ngoài ý muốn. Là như vậy, vị kia Trần tiên sinh trong tay nắm có phi báo chứng kiện. Chức cấp là tránh thính cấp, Trác Quần nghe vậy lập tức giải thích nói. Khiến lão nhân ra nghe vậy mâu quang lóe lên. T, cái gì, tránh thính cấp, một bên Hứa Tế nghe vậy nhìn không được thất kinh, bỗng nhiên cũng hút lương khí. Phải biết rằng khi hắn loại này kinh thành đỉnh cấp thế gia dòng chính truyền trong mắt người, tránh thính cấp tuy rằng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là đối phương tuổi thế nhưng cùng hắn không sai biệt lắm đại. Hơn 30, thậm chí hơn 20 tuổi tránh thính cấp, cái này, cái này, cái này. Là đang nói đùa nha. Phải biết rằng mặc dù là phóng nhãn tứ cửu thành, kinh thành nha nội vòng, loại sự tình này mà đều cực kỳ hiếm thấy. Phi báo, đó không phải là tiểu la thủ hạ chính là bộ môn sao. Tựa hồ có chút ý tứ. Thế mà lão nhân gia nghe vậy cũng đột ngột híp mắt cười nói. Phải biết rằng La Viễn Chí năm đó thế nhưng dưới tay hắn thân tín binh, hôm nay coi như, tựa hồ cũng có 10 nhiều năm không gặp đi. Thủ trưởng, có muốn hay không cho La Viễn Chí gọi điện thoại hỏi một chút? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng vào lúc này, đứng hắn bên cạnh thân Tuần lão bỗng nhiên nói. Gọi điện thoại, không cần thiết này. Thế mà lão nhân gia nghe vậy lại cười lắc đầu, chợt khoát tay nói tiểu la cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nếu có thể bị hắn coi trọng mắt, tối thiểu cũng nói người trẻ tuổi kia đáng giá tín nhiệm, bằng không, hắn không có khả năng trực tiếp cho ra loại này giấy chứng nhận tới. Hiển nhiên, làm mấy thập niên lãnh đạo, hắn tự nhiên rất hiểu rõ bản thân thuộc hạ tính cách. Nếu không phải đáng giá tín nhiệm nói, hắn là không có khả năng tự mình cho ra cái loại này đăng ký chứng kiện, tất nhiên trong lòng có cân đòn. Ừ, Tuần lão nghe vậy mâu quang lóe lên, chợt ngược lại cũng là tán đồng gật đầu. Đã như vậy nói, tiểu Trác ngươi cho Trần tiên sinh gọi điện thoại đi. Thì nói ta cùng thủ trưởng đến rồi, ở bên cạnh chờ hắn. Tuần lão, Hứa Tế nghe vậy theo bản năng thốt ra, thần sắc có vẻ có chút hốt hoảng. Hiển nhiên đều đã đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Được rồi, tiểu Tế. Thế mà nghe vậy Tuần lão đều còn chưa mở miệng nói, lão nhân gia cũng đã nhàn nhạt mở miệng, giọng nói uy nghiêm nói nếu chúng ta đều đã tới chỗ này, luôn không khả năng nửa bước hủy bỏ đi. Tiểu Tế ngươi nếu không có biện pháp khống chế tâm tình của mình nói, vậy hãy theo tiểu Trác đi ra ngoài trước.
Làm một danh y sinh, người hẳn là minh bạch lúc nào cần làm, lúc nào không nên làm đi. Xin lỗi ra ra, ta sai lầm rồi. Hứa Tế nghe vậy cả người mãnh liệt run rẩy, cúi đầu lại không dám nói lời nào. Ừ, ghi nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi còn là bớt nói đi, nhất là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người đến sau, hiểu chưa? Lão nhân ra thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú vào cháu mình, nói. Vâng, ta hiểu được, ra ra. Hứa Tế chỉ có thể gật đầu. Thấy tình cảnh này Tuần lão lắc đầu, chậm rãi nói thủ trưởng, tiểu tế cũng là quan tâm ngươi, chớ đem hắn dọa. Gọi điện thoại đi. Vâng, Tuần lão gia tử, ta trước xin lỗi không tiếp được, ta đi ra ngoài cho Trần tiên sinh gọi điện thoại. Trác Quần gặp Tuần lão cùng mình nói chuyện, lập tức gật đầu, xin lỗi một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra. Gặp Trác Quần cầm điện thoại di động đi ra, Hứa Tế muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không dám nhiều lời nữa. Hắn đã có thể cảm giác được, ra ra hắn là có chút tức giận, bằng không cũng sẽ không dùng như vậy nghiêm nghị giọng nói nhắc nhở hắn, điều này làm cho hắn không dám lại tiếp tục làm càn. Tuy nói hắn là hảo ý, cũng là quan tâm, nhưng quả thực cũng phải tiến hành cùng lúc hậu. Làm một danh y sinh, hắn phải nên biết lúc nào nên, lúc nào không nên. Trác Quần Trác bí thư cho Trần Phi gọi điện thoại lúc, người sau đang ở nhận chân chân nghiên cứu Tam Dương kiếm điển. Mà khi đối phương số điện thoại đánh sau khi đi vào, Trần Phi tiện tay nhận, nhẹ giọng nói này, xin hỏi là. Hiển nhiên hắn điện thoại di động thông tin xuất trong cũng không có đối phương điện thoại. Xin chào, Trần tiên sinh, ta là Trác Quần. Microphone nội nhất thời truyền đến Trác Quần Trác bí thư thanh âm, có vẻ rất ngưng túc, cũng rất trịnh trọng. Nga, là Trác bí thư. Trần Phi nghe vậy ngây cả người, không nghĩ tới lại là Trác bí thư tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này. Chợt trong đầu chợt lóe lên ta đạo quang màu, theo chỉ thấy kỳ chớp miệng, hiếu kỳ nói Trác bí thư, là kinh thành vị kia rất đặc thù bệnh nhân đến. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của đối phương địa vị, nếu là không có gì chuyện trọng yếu nói, sẽ không dễ dàng tìm hắn. Lại thêm trước đêm hôm đó đối phương tìm hắn nói chuyện, tự nhiên, tất cả không phải tra ra manh mối. Không sai, Hứa lão gia tử tới, đồng hành còn có Tuần lão. Trác bí thư không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên đoán đi ra, có chút hoảng thần gật đầu một cái nói. Nghe được đối phương giọng điệu này, Trần Phi không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ nói Trác bí thư, không biết chuyện này có thể cho ta thấu cái đáy. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì, đến mức đem ngươi sợ đến như vậy? Cái gì gọi là đến mức đem ta sợ đến như vậy? Ta đó là tôn kính, hiểu không? Trác Quần Trác bí thư nghe vậy tức giận nói, sau đó còn là chậm rãi nói quên đi. Ngươi đã đều hỏi ta, vậy ta còn nói cho ngươi biết đi, đỡ phải ngươi như thế này đến không biết nặng nhẹ. Từ kinh thành đến vị kia quả thực thân phận rất không bình thường. Đón hắn liền đem về Hứa lão gia tử chuyện mà, nhặt trọng yếu cẩn thận nói một lần, nghe Trần Phi sửng sốt một chút. T. Ngươi là nói, Hứa lão tới tìm ta tự mình xem bệnh. Dù là lấy Trần Phi bản tính và định lực, cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên địa vị lớn như vậy. Đã từng cái kia hỗn loạn chiến tranh niên đại anh hùng dân tộc, nhân dân giải phóng quân thủ trưởng, không nghĩ tới đối phương lại tự mình đến Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh, điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, cũng không nhịn được cũng hít một hơi lương khí. Trách không được lấy Trác Quần Trác bí thư thân phận, địa vị, đường đường Bắc Sơn thị tân nhậm số một lãnh đạo, đều bị sợ đến như vậy, quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân a. Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ ở XXX. Người bây giờ ngay tức khắc tự mình đến một chuyến đi. Lúc này Trác bí thư lại mở miệng nói. Đây là dĩ nhiên. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi nghe vậy gật đầu, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói chờ ta một giờ, ta bên này đi qua có chút xa. Ta hiện tại lập tức xuất phát. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của đối phương, địa vị, trình tự, cùng với thế nhưng như vậy được người tôn kính dân tộc đại anh hùng, Trần Phi tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tốt lắm, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Làm phiền, Trần tiên sinh. Trác bí thư nghe vậy đại hỉ nói. Làm phiền cái gì, Hứa lão gia tử thế nhưng danh tộc anh hùng, nếu không có hắn năm đó vứt đầu, xái nhiệt huyết, cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Hứa lão gia tử gặp nạn, ta tự nhiên được cố gắng một ít non nớt lực. Cứ như vậy đi, ta cúp điện thoại trước. Trần Phi nói, cúp điện thoại. Hô, thành. Trác bí thư thu hồi điện thoại di động. Thở dài một hơi. Tiểu tử này nhưng thật ra có thể nói,
không giống bây giờ có chút thanh niên nhân a, vong bản. Đã có thể sau đó một khắc, từ phía sau hắn truyền đến một đạo già nua cảm thán thanh. Cũng Hứa lão gia tử lại đẩy đi ra. Rất hiển nhiên lão nhân gia đã nghe được Trần Phi trong điện thoại theo như lời nói, cũng bởi vậy, trong lòng hắn không khỏi đúng chưa từng gặp mặt tuổi nhỏ người, trong lòng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Dù sao hắn thấy, người tuổi trẻ bây giờ có thể nhớ kỹ đương sơ, thực sự đã thật rất ít, không nhiều lắm. Ước hơn nửa canh giờ, Trần Phi phong trần mệt mỏi cảm nhận được Bắc Sơn thị ta bên hồ tiểu trà lâu. Trần tiên sinh, người đã đến rồi. Từ cửa xuân tới Trác quần Trác bí thư thanh âm. Tuần lão, Hứa lão gia tử nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến, mâu quang tất cả hiện ra lau một cái tuệ quang. Tới. Mà đang nghe Trác quần Trác bí thư thanh âm, lão nhân gia cháu trai ruột Hứa Tế Tắc không nhẫn nại được bản thân xung động của nội tâm, độc thoại nỉ non một tiếng, sau đó đứng dậy ra đi nghênh đón. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa ra lúc, đã có người trước hắn một bước đã hành động. Chỉ thấy Trác quần Trác bí thư thần sắc cung kính đẩy ra tiểu trà lâu cửa phòng, theo sát mà một vị niên kỷ đính thiên cũng liền 25-26 tuổi tuổi nhỏ người, ở kỳ làm bạn dưới, chậm rãi đi vào tiến đến, khiến thần sắc hắn mạnh ngẩn người. Người chính là Trần Phi, Trần tiên sinh, mặc dù trong lòng trước đó đã có quá chuẩn bị, nhưng cũng vâng, Trần Phi năm này kỷ cũng quá trẻ tuổi đi. Hứa Tế nhịn không được thật sâu nhíu mày một cái, mâu quang trong hiện ra lau một cái nôn nóng, vẻ phức tạp. Phải biết rằng, gia gia hắn thế nhưng hiện nay Hoa Hạ còn sống mấy vị nguyên lão một trong, kỳ thân phận địa vị đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đến làm nổi lên, hình dung. Nhưng bây giờ, lại là như thế một vị tuổi còn trẻ thanh niên nhân bị dẫn tới hắn trước mặt gia gia, hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại lại muốn gửi hy vọng vào loại này tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử cho ra ra hắn chữa bệnh. Ta, ông trời của ta, đây là đang nói đùa sao? Đối phương thậm chí so với hắn Hứa Tế đều còn muốn nhỏ cái 4-5 tuổi, có thể có cái gì năng lực? Phỏng chừng liên thuốc cũng không biết xứng đi. Tuần lão hắn, có đúng hay không lão hồ đồ? Ngươi chính là Trần bác sĩ. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở lão nhân gia sau lưng tuần lão chợt tiến lên một bước. Kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia như có điều suy nghĩ, theo lại bị lau một cái chấn động đại thế mà qua, lại theo sát mà toàn bộ tiêu tán ở không, cười đưa tay ra nói ta là Tuân Lôn, lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Thấy tình cảnh này vô luận là Hứa Tế hay hoặc là Trác quần, thậm chí lão nhân gia đều có chút ngây ngẩn cả người, thất kinh, không nghĩ tới lấy tuần lão thân phận cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Tự mình vươn tay muốn cùng đối phương nắm tay. Hơn nữa, vẫn là lấy hoàn toàn bình đẳng đích thực phương thức, trước giới thiệu tên của mình. Cái này, quả thực làm cho quá khó có thể tin đi. Tuân Lôn, nguyên lai là ngài chính là Tuần lão bác sĩ, hạnh ngộ, lần đầu gặp mặt, ta là Trần Phi, người khỏe. Trần Phi thấy thế trước kỳ thực vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc đối phương lớn tuổi như vậy, lại cư nhiên sẽ đối với mình khách khí như vậy, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi tiếp, hai mắt của hắn nhìn kỹ đến ánh mắt của đối phương, cảm thụ được dường như vòng xoáy vậy đáng sợ áp lực sau, nhất thời trái tim bỗng nhiên co rút lại, ngón tay khẽ run, nhìn không được trong lòng hiện ra hai chữ. Cao thủ. Một vị chân chân chính chính cao thủ. Phải biết rằng bởi vì có tu luyện tiên môn công pháp tọa vong kinh duyên cớ, hắn mẫn cảm trình độ ít nhất phải so với tầm thường võ giả mạnh hơn thập bội, gấp trăm lần. Nhưng bây giờ ngay cả hắn như vậy loại tu vi này trình tự. Đường đường luyện khí tứ trọng, lại bị đối phương vẻn vẹn một ánh mắt, tự khiến cho có chút tâm thần không yên, thậm chí e ngại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương rất có thể là vị thực lực nghịch thiên cường giả. Chí ít có 102 mấy đời người. Mẹ, loại trình độ này sợ rằng mặc dù là sư phụ, ở trước mặt hắn cũng không coi vào đâu đi. Không nghĩ tới cái này tuần lão cư nhiên như thế khủng bố, tiên thiên hậu kỳ đỉnh, hay hoặc là tiên thiên đại tông sư. Trần Phi nhịn không được ở trong lòng thầm nhũ. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, đều đã qua tuổi 100 tuổi lão nhân, đều không đối phương đáng sợ như vậy. Vì vậy rất hiển nhiên thực lực đối phương vẫn còn sư phụ hắn trên. Nghiêu bức. Cái này mới là thật nghiêu bức. Trần Phi, tên rất hay, ngưỡng mộ đã lâu. Quả thực nghe tiếng không bằng một năm a, không nghĩ tới Trần bác sĩ ngươi không chỉ có y thuật cao minh, ngay cả. Thật để cho ta bộ xương già này không thể không phục a. Tuần lão nghe vậy kinh ngạc cười cười,
không nghĩ tới đối phương có thể xem thấu lai lịch của hắn, không khỏi thán phục nói. Quả nhiên là Giang Sơn đại có tài tử ra, các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Ta bộ xương già này thực sự là già rồi a. Nghe đến đó, Hứa Tế, Trác Quần đám người càng nhìn không được hai mặt nhìn nhau, mâu quang tất cả hiện ra một loại vô cùng cây ết yêu ta sợ vẻ. Phải biết rằng cái này thật không có biện pháp a, bởi vì... Này một màn chân thực quá rung động, không nghĩ tới Trần Phi như vậy một cái chính là thanh niên nhân, lại có thể ở tuần lão trong miệng đạt được như vậy thừa nhận. Không, cái này cũng không trả lời là khen, mà là hoàn toàn cảm thán. Có thể điều này sao có thể? Phải biết rằng tuần lão là người ra sao vậy? Đường đường hoa hạ y thánh đường đường chủ, hơn 10 năm trước tứ cửu thành vòng tròn nội làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cười mặt tử thần, thủ trưởng thân thị. Mà như vậy tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn nhân vật, bao nhiêu năm sanh một đời tuấn kiệt, xuất chúng, vi cầu thứ nhất câu tán thưởng mà cuối cùng tâm lực, đem hết khả năng, lại tuyệt đại đa số đều sát vũ mà về, buồn bã bại lui. Chỉ có số rất ít thế hệ trẻ người anh thành công, cũng không hạn dẫn cho rằng ngạo. Nhưng bây giờ, nếu để cho bọn họ biết, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân lại cư nhiên có thể có được tuần lão cảm thán. Không biết kinh thành những người đó sẽ nghĩ như thế nào. Quả thực khó có thể tin. Lão Tuân, các ngươi cái này bí hiểm có thể có ta lão đầu tử này có chút khó có được sai. Giới không ngại tiết lộ một chút, ngay cả lão nhân gia cũng không nhịn được nói. Nghe vậy tuần lão nhìn thoáng qua Trần Phi, ở nhìn thấy đối phương hình dáng của miệng khi phát âm lộ ra bảo mật hai chữ sau, liền gật đầu cười, nghiêng đầu hướng về lão nhân gia hình dáng của miệng khi phát âm làm ra tiên thiên hai chữ. T. Thấy tình cảnh này dù là lấy lão nhân ra thân phận địa vị, nhiều năm như vậy nghe thấy, cái gọi là lòng dạ, cũng không nhịn được thất kinh, hơi cũng hít một hơi khí lạnh, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái chấn động. Hơn 20 tuổi tiên thiên thanh niên nhân, chỉ sợ cũng xem như là coi như là này nhất lưu cổ vũ tông môn từ trước tới nay mạnh nhất truyền thụ, cũng không nhất định các đều có thể đủ làm được, không nghĩ tới bây giờ. Quả nhiên Giang Sơn đại có tài tử ra. Các lĩnh phong tao mấy trăm năm. Ta hoa hạ có thể có như ngươi vậy người anh xuất hiện, đúng là thiên hữu. Liên hắn cũng không nhịn được cảm thán nói. Có thể nghĩ Hứa Tế, Trác Quần nhìn thấy một màn này, cần có bao nhiêu sao chấn động, cỡ nào dại ra. Lão gia tử quá khen, nếu không phải ngươi lão cùng với này anh hùng năm đó, không có bọn ta ngày hôm nay, nếu ngày hôm nay may mắn gặp được, xin nhận ta cúi đầu. Trần Phi nghe vậy chậm rãi nói. Sau đó không chút do dự đem cao ngất lưng cong xuống tới. Đối phương là một cái thời đại anh hùng, có tư cách nhận được khởi hắn cái này cúi đầu. Lão nhân gia nghe vậy hơi híp mắt, từ già yếu trong cơ thể bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn ra một gào thét sơn lâm vậy cuồng chiếm khí, giống như là một đầu yên lặng đã lâu cự thú viễn cổ, lẳng lặng nhận lấy Trần Phi cái này cúi đầu. Viên mắt nhưng có chút đã ươn ướt. Mặc dù hắn năm đó tư thế hào hùng hơn 10 năm, có thể không phải là vì ngày hôm nay cái này cái gọi cúi đầu. Nhưng giờ này khắc này, Trần Phi cái này có thể làm cho người cảm giác được thật sâu thành ý cử động, lại làm cho hắn cảm thụ được thời đại còn không có đưa bọn họ những lão nhân này di vong, bọn họ năm đó cầm mệnh liều mạng đi ra ngoài công huân, còn có thanh niên nhân nhớ kỹ, còn bị tán thành, cái này như vậy đủ rồi. Lão tử năm đó không trắng liều mạng. Trần tiên sinh, ngươi nên biết chúng ta tới tìm ngươi mục đích đi. Thủ trưởng thân thể hắn có chút ôm bệnh nhẹ, ngươi xem. Nhưng vào lúc này tuần lão chậm rãi nói. Ừ, ta biết, là bởi vì lão gia tử trong cơ thể trung độc đi. Trần Phi nghe vậy chậm rãi đứng dậy, mâu quang lóe ra nói. Ngươi đã nhìn ra. Dù là lấy tuần lão định lực, lúc này nghe vậy lại cũng không nhìn được thất kinh. Phải biết rằng lão nhân gia thân tình huống trong cơ thể, mặc dù là hắn đương sơ, cũng là chỉ ít quan sát có một vòng tả hữu thời gian. Mới dần dần tổng kết ra câu trả lời. Nhưng bây giờ, từ Trần Phi đi tới nhìn thấy lão thủ trưởng mới bao lâu, lại cư nhiên bị hắn một lời nói toạc ra, cái này há có thể nhượng hắn không kinh hãi. Mà đang nghe Trần Phi nói, ngoại trừ Trác Quần có chút lăng lăng không nghĩ ra ở ngoài, vô luận là Hứa Tế hay là lão nhân gia đều trong mắt không khỏi hiện ra chấn động vẻ. Dù sao thử nghĩ tuần lão đều bị kinh thành như vậy, hai người bọn họ há có thể chấn định xuống tới. Bởi vì chiếu tình huống này, chiếu ý tứ này, há không phải là đang nói Trần Phi y thuật nhanh hơn tuần lão cao minh. Hơn nữa, cao hơn minh nhiều lắm, có thể điều này sao có thể.
hắn mới bây lớn a, cũng chỉ có hơn 20 tuổi, sao có thể làm được loại trình độ này. Xem là đã nhìn ra, bất quá cái này còn chưa phải là trọng điểm. Tựa hồ có chút phiền phức a. Trần Phi nghe vậy không khỏi híp mắt, lẩm bẩm, lão nhân ra tình huống trong cơ thể mỗi ngày trước tưởng tượng lạc quan như vậy, mà như là đại nạn buông xuống. Cái này còn chưa phải là trọng điểm. Trần tiên sinh, lẽ nào ngươi còn nhìn ra cái gì khác, sự quan trọng đại, ngươi có thể không thản nói. Tuần lão nghe vậy nhìn không được bỗng nhiên biến sắc, bởi vì, này nếu còn chưa phải là trọng điểm, vậy thực sự phiền toái. Hiện tại, phương tiện nói sao? Trần Phi nghe vậy không khỏi nhìn lướt qua Trác Quần còn có Hứa Tế, có chút do dự dự mở miệng nói. Lão gia tử, tuần lão, Trần tiên sinh, ta đây tựu đi ra ngoài trước canh chừng. Trác Quần thấy thế ngay tức khắc phản ứng kịp, không chút do dự khom người đẩy đi ra. Ta đây cũng, Hứa Tế nghe vậy do dự mà cũng hướng phía ngoài lui. Tiểu tế lưu lại đi, ngươi không có gì hay lảng tránh. Ngay tại lúc này lão nhân ra chợt mở miệng nói, rất là bình thản cười tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi yên tâm, tùy tiện nói, ta bộ xương già này còn chịu được. Tốt lắm. Lão nhân gia, ta đây liền nói thẳng. Ngươi lão, đại nạn buông xuống, Trần Phi nhẹ giọng nói. Thập, cái gì? Đại nạn buông xuống. Tuần lão nghe vậy nhìn không được thất kinh, lão nhân gia thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Chỉ có Hứa Tế gặp Trần Phi lại dám chú ra hắn đại nạn buông xuống, không khỏi tức giận buộc miệng mắng ngươi đánh rắm. Không có khả năng. Ngậm miệng, ai dạy ngươi nói như vậy? Hiện tại ngay tức khắc cho ta hướng Trần tiên sinh xin lỗi. Thế mà hắn đang nói còn không có hạ xuống, lão nhân gia chợt thần sắc giận dữ giọng nói nghiêm nghị quát mắng. Gia, ta, hắn. Hứa Tế bị lão nhân gia như thế gầm trong nháy mắt lại càng hoảng sợ, tuy có một ít ủy khuất, nhưng vẫn là ngay tức khắc hướng về Trần Phi cúi đầu nhận sai nói Trần tiên sinh xin lỗi, là ta quá kích động. Thực sự là xin lỗi, là lỗi của ta. Hiển nhiên tại đây dạng tức giận trước mặt lão nhân, hắn chân thực không dám lại càn rỡ. Mặc dù là hắn Hứa Tế, là lão nhân gia thương yêu nhất cháu trai ruột, cũng đồng dạng kiên quyết không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.